Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. chương 784, chính trị cần phải có hậu trường. Ha ha, còn không phải sao. Bây giờ danh tiếng của thành phố Đông Bộ là quá mạnh, chỉ sợ chủ tịch vương của bọn họ trước kia cũng không ngờ. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này nữa, đã có kết quả chưa, nhanh chóng thu lại rồi báo cáo cho lãnh đạo, như vậy chúng ta sẽ được giải phóng. Lý Điền Đắc nhìn đám thuộc hạ đang đầy hứng thú, thế là vội vàng ngăn cản. Trưởng ban lý, tất cả đều đã xong rồi, cũng nên thoải mái một chút, vì ngày mai 8 giờ lãnh đạo mới đi làm. Trương Tiểu Diệp là đệ nhất mỹ nhân, tất nhiên nàng sẽ có chút đặc quyền, nàng cười nói. "Anh Hà, thành phố An Dịch bên kia tăng trưởng thế nào?" "11%, thật sự không tồi, thành phố An Dịch là nơi đã phát triển mạnh mẽ, muốn tăng trưởng mạnh thêm cũng không dễ dàng." Anh Hà hơn 40 tuổi, là lão cơ quan hiểu rõ tình huống các thành phố trong tỉnh như lòng bàn tay. Vậy cũng còn nhiều, thành phố Sơn Viên thảm hơn nhiều, được 5%. Hi hi, tôi thấy lần này có lẽ là bí thư La sẽ không nhịn được nữa rồi. Một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh anh Hà chợt lên tiếng. Lý Điền Đắc thấy mọi người lên tiếng nghị luận, hắn cũng không lên tiếng. Tối qua bọn họ đã phải thức cả đêm, bây giờ nếu tiếp tục ép người, chỉ sợ sẽ bị mắng chửi nhưng hắn căn bản không tham gia vào trò thảo luận này, hắn thấy tất cả đều là do lãnh đạo quyết định, cho dù mình biết kết quả cũng không dám nói này nọ. Có câu hỏa từ miệng mà ra, nếu lời nói không may rơi vào tai lãnh đạo thì không hay. Chỉ cần bất kể thứ gì có liên quan đến lãnh đạo, hắn sẽ không mở miệng, hắn là một vị lãnh đạo, cần phải có giác ngộ chính trị. Hi hi, cũng không nên nói như vậy, anh La không biết công tác thế nào mà chỗ ở của tôi mãi rồi chưa có hệ thống cung cấp khí ấm. Trương Tiểu Diệp thật sự có chút oán giận nói. Này, Mỹ Nữ, cũng đừng nói như vậy, Bí Thư La là thường ủy tỉnh ủy, dù thế nào thì cũng không ai đám động vào anh ấy. Anh Hà rót cho mình một ly nước, sau đó dùng lời lẽ huyên bác nói. Ngụy Siêu Tuấn nghe những lời nghị luận kia mà muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói ra thì chợt có chút ý nghĩ không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì lúc này hắn lại không nghĩ ra. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Ngụy Siêu Tuấn nhìn kim đồng hồ, Hắn lập tức có hơi gấp. Khi mồ hôi đổ xuống, chợt nghe Trương Tiểu Diệp bên kia hỏi: "Ngụy Siêu Tuấn, kết quả bên anh thế nào, tăng trưởng bao nhiêu?" Ngụy Siêu Tuấn bị Trương Tiểu Diệp hỏi mà chợt vã mồ hôi hột, hắn cuối cùng biết mình sợ hãi ở điểm nào. Hắn nhìn con số 112%, thế là vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. "Mình sao lại tính sai? Cho dù tăng trưởng mạnh, thành phố La Nam cũng không đến mức như vậy." vẻ đắc ý vừa rồi của ngụy siêu tuấn đã tan biến hắn chợt nóng lòng như lửa đốt hắn cũng không quan tâm đến trương tiểu diệp chỉ nhanh chóng nhìn vào những con số mỹ nữ đều có lòng tự trọng trương tiểu diệp biết rõ ngụy siêu tuấn là người có ý với mình dù nàng không thích hắn nhưng vẫn rất hưởng thụ ánh mắt của tên nhân viên đẹp trai kia nhìn về mình lúc này nàng thấy tên nhân viên gần đây luôn nghe lời bảo gì nghe nấy lại không quan tâm đến mình thế là nàng mất hứng hét lên Audio điện tử võ tấn bền. Ngụy Siêu Tuấn, tôi đang hỏi anh đấy. Cô cầm miệng cho tôi xem nào, không thấy tôi đang bận rộn sao? Ngụy Siêu Tuấn vừa đưa mắt xuống xem xét lại bị lời nói của Trương Tiểu Diệp làm cho dối càng thêm dối. Hắn nghĩ rằng nếu mình làm không tốt sẽ bị phê bình, thế cho nên thật sự không nhịn được. Trương Tiểu Diệp chợt ngấn lệ, ánh mắt đám người trong phòng tập trung nhìn về phía Ngụy Siêu Tuấn. Bọn họ là người biết rõ tính cách của Ngụy Siêu Tuấn, Người này gần đây bình thản ung dung, sao lại xúc động như vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Lý Điền Đắc là một người lãnh đạo cơ quan, hắn rất mẫn cảm, thế nên nhận ra ngay sự khác thường của Ngụy Siêu Tuấn, hắn trầm giọng hỏi. "Tiểu Ngụy, có phải là tính sai rồi không?" Gạch nối chấm chấm chấm, có lẽ là tính sai. Ngụy Siêu Tuấn nhìn Lý Điền Đắc, giọng điệu có chút run rẩy. Trương Tiểu Diệp vốn chuẩn bị rơi lệ, thế nhưng ngay sau đó lại thôi nàng là người cùng một đơn vị với ngụy siêu tuấn nàng biết rõ nếu tính sai sẽ có kết cục thế nào với ngụy siêu tuấn kết quả của cục thống kê sẽ đưa cho văn phòng tỉnh ủy bí thư và chủ tịch tỉnh sẽ nghe báo cáo nếu cục trưởng của bọn họ vì chuyện ngụy siêu tuấn tính sai mà trì hoãn báo cáo tất nhiên sẽ thấy rõ kết quả của ngụy siêu tuấn là thế nào tính sai sao lý điền đắc tuy sốt ruột nhưng lại cố gắng áp chế kích động trong lòng hắn trầm giọng hỏi ngụy siêu tuấn hình như tăng trưởng không đúng Ngụy Siêu Tuấn bắt đầu vã mồ hôi, hắn vẫn đang tìm chỗ sai, càng tìm càng không thấy, trong đầu lại càng rối loạn, nhưng bây giờ nào phải lúc hắn tự làm dối trí mình. Không đúng chỗ nào, thành phố La Nam tăng trưởng bao nhiêu. Lý Điền Đắc luôn là người bình tĩnh, thế nhưng lúc này không còn bình tĩnh như trước. Anh Hà nhìn Ngụy Siêu Tuấn buông bút xuống, thế là cảm thấy bi ai vì tiểu tử đến công tác được hai năm kia. Hắn thấy đối phương có trình độ sẽ được trổ hết tài năng, nếu làm hỏng việc thì xem như ấn tượng với lãnh đạo sẽ giảm xuống. Một sự kiện quan trọng trong năm thế này nếu có vấn đề, như vậy lãnh đạo nào còn dám dùng? Đừng nói mình là lãnh đạo cục thống kê, dù là lãnh đạo trong khoa cũng khó bỏ qua được. 112% Giọng điệu của Ngụy Siêu Tuấn vốn có chút run rẩy, vì vậy nên rất rung động, nhưng hắn vẫn nói ra kết quả của mình. Lý Điền Đắc là một cán bộ làm công tác thống kê lâu năm, cũng là một người có kinh nghiệm cao vời sau khi nghe những lời của ngụy siêu tuấn thì ngọn lửa trong lòng bùng lên vài ngày trước một vị lãnh đạo cục thống kê gọi lý điền đắc đến phòng làm việc rồi nói sang năm tôi sẽ về hưu những ngày qua tôi luôn nghĩ xem nên sắp xếp cậu thế nào tiểu lý cậu xem cậu có lựa chọn gì chưa nếu có nhìn chúng vị trí nào thì trực tiếp nó ra với tôi cao một chút cũng xem như là cậu có sự tự tin lý điền đắc thật sự rất có tâm tư hắn không ngừng nhìn vào mặt lãnh đạo lãnh đạo, tôi nghe sắp xếp của anh. Vị lãnh đạo cười cười nói. Cậu đấy. Sau đó vị lãnh đạo tiếp tục lên tiếng. Tốt lắm, tốt lắm, hôm nay nói thế này thôi, cậu về chú ý công tác, cho ra ấn tượng tốt. Làm chính trị phải có hậu trường, nếu không có, căn bản giống như con không cha mẹ, cô độc hoảng loạn. Vì vậy sau ngày đó Lý Điền Đắc tỏ ra cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ phụ lòng trọng dụng của lãnh đạo, hắn chỉ chờ có cơ hội là nhảy lên lấp chỗ trống ngay. Nếu như không thể giao báo cáo đúng hạn cho cục trưởng, như vậy người bị mắng đầu tiên không phải là Ngụy Siêu Tuấn, mà chính là một trưởng ban như hắn. Hắn thầm nghĩ, cảm nhận được lực ảnh hưởng với mình, thế là cảm giác tức giận chợt bùng phát. Chương 785: Chúng gió đi gặp Thầy Lang. Ngụy Siêu Tuấn, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Cậu đúng là heo, 112%, con số như vậy có thể đưa ra được sao? Cậu nói cho tôi biết Tâm tư làm việc của cậu chạy đi đâu hết rồi? Lý Điền Đắc nổi trận lôi đình, hắn dùng giọng nghiêm nghị trách mắng Ngụy Siêu Tuấn. Trong mắt đám người trong phòng thì Lý Điền Đắc vốn không phải là mở miệng than dậy, rõ ràng là gào thét. Bọn họ cũng hiểu rõ vì sao mà trưởng ban Lý lại có biểu hiện không khống chế được bản thân như vậy. Trong khoảng thời gian này Lý Điền Đắc giống như được lên dây cót, thật sự căng cứng. Đây vốn là một chuyện khổ cực, bây giờ lại phát sinh sự kiện như vậy điều này ai có thể dễ chịu cho được. Suốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thậm chí không biết nghĩ cái gì mà 112%, thật sự như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đây không phải là làm sai, căn bản là quá sai, sai 180 độ, nếu đưa số liệu này lên báo cáo với cục trưởng, không biết cục trưởng sẽ nghĩ thế nào. Ngụy Siêu Tuấn cúi đầu không nói lời nào, hắn thật sự không có gì để nói. Tuy hắn có thể làm chứng là mình thành thật công tác, nhưng kết quả vào lúc này lại làm cho hắn căn bản không nói được lời nào. Mình là heo sao, thế nào lại cho ra kết quả như vậy? Ngụy Siêu Tuấn nhìn chằm chằm vào Lý Điền Đắc, biết rõ sự việc liên quan đến mình là mưa to gió lớn, bây giờ bão tố mới bắt đầu. Có phải cậu đã tính lộn sang số lẽ rồi không? Có phải là 12% biến thành 112% không? Lý Điền Đắc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng an tĩnh lại lý điền đắc cũng đã sớm nghĩ đến điều này hắn nhìn vẻ mặt âm trầm của lý điền đắc sau đó trầm giọng nói tôi đã xem qua rồi không có sai sót nào cậu nhìn lại cho tôi chỉ cần sơ ý chủ quan là chết người tôi đã sớm nói với cậu rồi công tác phải cực kỳ cẩn thận tuyệt đối không cho ra vấn đề may mà lúc này phát hiện ra được nếu để cho cục trưởng báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy cậu nói xem cục trưởng sẽ còn thể diện nữa sao lý điền đắc càng nói càng lớn tiếng trước nay hắn là một trưởng ban cực kỳ hiền lành nói năng nhẹ nhàng, không ngờ bây giờ lại nổi điên như vậy. Ngụy Siêu Tuấn vội vàng cúi đầu xem xét lại, 5 phút sau hắn dùng giọng ngây ngốc nói. Trưởng ban lý, căn bản không có sai sót. Lúc này đám người trong phòng cũng đã làm xong công tác của mình, bọn họ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngụy Siêu Tuấn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không tìm ra được sai sót thì Ngụy Siêu Tuấn coi như xong rồi. Cậu đưa đây cho tôi lý điền đắc nói đến đây thì đi đến tự tay xem xét lý điền đắc xem xét cực kỳ cẩn thận hầu như là nhìn qua từng con số nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy không chút sai sót phương diện số lẽ không là vấn đề nhưng nếu có vấn đề thì là rất lớn lý điền đắc nghĩ đến tình huống mình phải tính toán thêm lần nữa mà thật sự sinh ra xúc động muốn đánh chết ngụy siêu tuấn ngụy siêu tuấn cậu xem phiền toái mà mình gây ra kìa cậu có biết bây giờ đang gấp gáp lãnh đạo đang chờ hay không 112%, dù là heo cũng không tin kết quả này. Trưởng ban lý, lúc này có sốt ruột cũng không có biện pháp, chúng ta xem xét lại trách nhiệm của tiểu ngụy sau, bây giờ đã gần 6 giờ, tôi thấy hai là phân công mỗi người một đoạn, tính toán cho kỹ càng, chúng ta cùng làm thì mất nửa giờ là xong. Anh Hà là cán bộ lão thành, hắn cũng rất ưa thích cán bộ trẻ tuổi, lúc này thấy Ngụy Siêu Tuấn rơi vào hoàn cảnh khốn khó thì lên tiếng xin sỏ. Lý Điền Đắc dù có tâm tư nuốt chừng Ngụy Siêu Tuấn, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao cũng không thể trì hoãn tiếp được, thế là hắn triệu tập mọi người, phân phát tài liệu về thành phố La Nam. Trưởng ban lý, cho tôi một phần. Ngụy Siêu Tuấn nhìn đống tài liệu đã được phân ra cho mọi người, hắn khẽ nói với Lý Điền Đắc, dù sao đây cũng là cơ hội lập công, hắn không muốn bỏ qua. Cho cậu sao, cậu thành thật ngồi đây cho tôi, ngồi nghỉ ngơi đi, tôi chỉ sợ mọi người lại phải làm lại nữa thôi. Lý Điền Đắc trừng mắt nhìn Ngụy Siêu Tuấn, sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn tiếp tục công tác thống kê. Các nhân viên trong phòng cũng thành thật thực hiện công tác của mình, cả phòng lặng ngắt như tờ. Ngụy Siêu Tuấn ngồi trên ghế mà thầm nghĩ xem mình tính sai ở chỗ nào, hắn thật sự rất sợ hãi, rất sợ đám người Lý Điền Đắc tính không xong, tạo nên hậu quả nghiêm trọng cho mình. Nếu như cục trưởng biết được điều này, thành phố La Nam chết tiệt, có thể tăng trưởng 112% sao? Mỗi một phút một giây thật sự là dày vò với Ngụy Siêu Tuấn, hắn thật sự hận thời gian không qua nhanh một chút. Trưởng Ban Lý, tôi đã xong. Anh Hà là người đầu tiên hoàn công, hắn đem con số đưa cho Lý Điền Đắc rồi khẽ nói. Khi anh Hà làm xong thì những người khác cũng lục tục làm xong. Lý Điền Đắc nhìn kim đồng hồ đã sắp chỉ về số 7 giờ, thế là hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ sự việc lần này là không có vấn đề, nhưng sau khi xong việc phải cho Ngụy Siêu Tuấn một bài học mới được. Lý Điền Đắc tập hợp tài liệu rồi tính toán, nhưng khi con số cuối cùng hiện lên máy tính, gương mặt hắn trở nên âm trầm. Điều này sao có thể? 112%, Lý Điền Đắc nhìn vào con số ban đầu của Ngụy Siêu Tuấn, hắn chợt run rẩy, không dám tin vào hai mắt mình. Các người nhìn lại các con số xem, có phải sai sót chỗ nào không? Lý Điền Đắc trầm ngâm dây lát, sau đó tiếp tục phân phát tư liệu trong tay của mình cho những người khác. Anh Hà cũng cảm thấy khác thường, đã có người nhìn qua màn hình máy tính, sau đó trợn mắt há mồm. Cũng là con số như vậy, sao có thể được, thành phố La Nam phát triển kinh tế mạnh mẽ vậy sao? Cả đám hoài nghi khó hiểu, sau đó xem xét lại tính toán của mình. Trưởng phòng, tôi không có sai sót. Trưởng phòng, của tôi cũng không sai. Trương Tiểu Diệp xem xét lại bản tài liệu của mình ba lượt rồi nói. Một loạt những tin tức nói mình không sai truyền đến Lý Điền Đắc, thế là hắn nghĩ mình sai hắn tiếp tục tập hợp các con số kết quả vẫn như trước tại sao lại như vậy nghi vẫn không chỉ hiện ra trong lòng lý điền đắc càng là của tất cả mọi người đám người bọn họ không tin vào con số này nhưng bọn họ cũng không thể không hoài nghi tính toán của mình nếu như ngụy siêu tuấn tính toán là sai lầm như vậy tại sao mình chia nhau làm lại mà kết quả vẫn giống như con số của ngụy siêu tuấn trưởng ban lý có phải là thành phố la nam báo cáo sai lầm anh Hà là cán bộ giỏi nghiệp vụ, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với Lý Điền Đắc. Đúng, nhất định là thành phố La Nam báo cáo sai, chúng ta cần phải gọi điện thoại cho trưởng phòng thống kê thành phố La Nam, tôi muốn gọi điện thoại hỏi cho ra lẽ. Lý Điền Đắc cảm thấy vã mồ hôi hột, giọng điệu có chút run rẩy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục nhưng không ai nghe máy, Lý Điền Đắc lúc này giống như người trúng gió mong gặp thầy thuốc, hắn vừa thầm mắng công tác thống kê của thành phố La Nam, vừa cảm thấy trong lòng ngứa như mèo cào. Trưởng ban, gọi điện thoại cho Duấn Quang Phát, người này là trưởng phòng chủ khảo công tác thống kê, có lẽ là biết. Trương Tiểu Diệp thấy bộ dạng sốt ruột của Lý Điền Đắc, thế là khẽ nhắc nhở. Lý Điền Đắc không nói gì, hắn nhanh chóng nhìn số điện thoại của Duấn Quang Phát, sau đó gọi đi. Tút tút tút, giống như đợi chờ ngàn năm đã thành sự thật, một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại. Là trưởng phòng Duấn phải không? Tôi là Lý Điền Đắc ở cục thống kê tỉnh. Lý Điền Đắc thấy điện thoại nối thông thì lớn tiếng nói. Duẫn Quang Phát rất khách khí với vị trưởng ban có thực quyền là Lý Điền Đắc, hắn cười nói. "Trưởng ban Lý, anh gọi điện thoại cho tôi sớm như vậy, không biết có gì cần phân phó với thuộc hạ tôi sao?" Nếu như là trước kia thì Lý Điền Đắc sẽ nói vài câu khách khí với Duẫn Quang Phát, nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư dây dưa. Hắn không chờ Duẫn Quang Phát nói xong đã vội vàng lên tiếng trưởng phòng Duẫn, con số mà phòng thống kê các anh đưa lên có đúng không? Duẫn Quang Phát biết rõ Lý Điền Đắc là người nắm công tác thống kê, hắn nghe thấy đối phương nói như vậy thì biết sự việc không nhỏ, hắn cũng thu hồi tâm tư vui đùa. Trưởng ban Lý, không đúng ở chỗ nào. Năm nay giá trị gia tăng công nghiệp của thành phố các anh là bao nhiêu? 12 tỷ. Duẫn Quang Phát nhớ rất rõ con số này, hai ngày trước hắn còn đặc biệt báo cáo với Lý Quý Niên, mà Lý Quý Niên lại rất thích con số này cái gì, anh nói lại xem. Tuy tín hiệu rất tốt, Lý Điền Đắc cũng nghe thấy rất rõ ràng, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được phải yêu cầu Duẫn Quang Phát lặp lại, hắn sợ mình nghe lầm. Duẫn Quang Phát căn cứ vào thái độ tôn trọng lãnh đạo, hắn lặp lại. 12 tỷ 600 triệu, đằng sau còn vài chữ, vì không phải số chẵn, chúng tôi cũng không tính vào. Lý Điền Đắc nhìn vào con số 12 tỷ 600 triệu cực kỳ chân thật, thế là hắn biết không đúng ở điểm nào thành phố La Nam sở dĩ có tốc độ phát triển như vậy chủ yếu là vì phương diện công nghiệp, năm ngoái thành phố La Nam chỉ có 500 triệu, năm nay tăng lên 12 tỷ 600 triệu, không phải quá nhanh sao. Nhưng Lý Điền Đắc vẫn có thái độ công tác cực kỳ chăm chú, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Trường Phòng Duẫn, hai người chúng ta có quan hệ khá tốt, tôi nói với anh nhé, con số thống kê là giả, chỉ tiêu cứng mới là thật, nó căn bản không gạt được lãnh đạo. Nếu các anh gian lận ở phương diện này, đến lúc đó người chịu khổ sở nhất là thành phố La Nam. Duấn Quang Phát lúc này hiểu rõ ý nghĩ cuộc điện thoại của Duấn Quang Phát, hắn nghĩ đến tình huống của mình khi thấy những con số kia, thế là cười ha hả. Trường Ban Lý, tôi nhất định sẽ báo cáo với lãnh đạo về sự quan tâm của anh với thành phố La Nam, anh có phải thấy con số của chúng tôi không đúng phải không? Tôi sẽ báo cáo ngay cho anh. Tập đoàn Huyền Lục đầu tư 10 tỷ vào khu công nghệ cao, nhưng bây giờ mới bỏ vào được 600 triệu, mặt khác công ty Đông Du đầu tư vào Glico Yên Sơn, bây giờ đã bỏ vào 200 triệu, công ty Bất Lão Khang cũng đã đầu tư vào 3-400 triệu, đó là con số sơ bộ, còn có đường cao tốc Sơn La. chương 786, một quan cho ra con số, con số suốt cao quan. Duấn Quang Phát nói ra một loạt con số làm cho Lý Điền Đắc gật đầu không thôi. Những ngày qua hắn có nghe nói về hành động của thành phố La Nam, nhưng thật không ngờ lại có động tác lớn như vậy. Nếu như sớm biết có nhiều xí nghiệp đầu tư vào thành phố La Nam như vậy, hắn với kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình, sẽ đoán được năm nay La Nam tăng trưởng bao nhiêu phần trăm. À, tôi biết rồi, trưởng phòng Duẫn, xem ra lần này thành phố La Nam đã như sao trên trời. Sau khi nắm rõ tình huống, Lý Điền Đắc cũng không còn tâm tư dây dưa với Duẫn Quang Phát, bây giờ hắn nghĩ đến tình huống đến báo cáo cho cục trưởng. Dù sao con số của thành phố La Nam cũng thật sự làm cho người ta kinh hoàng. Quan Vĩnh Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên con đường nhỏ trong khu văn phòng tỉnh ủy, hắn cười tủm tỉm gật đầu với nhân viên công tác tới lui qua lại, chỉ cần có người chào hỏi thì hắn sẽ gật đầu đáp lại. Dù hắn thật sự không biết đám người mà mình gật đầu đáp lại kia có tên tuổi thế nào. Quan Vĩnh Hạ là thường ủy tỉnh ủy, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn cũng là một lãnh đạo xếp trong hàng 10 người lớn nhất tỉnh hơn nữa hắn được bí thư nhất phong tín nhiệm đôi khi lời nói còn nặng hơn cả phó bí thư tỉnh ủy nhưng khi quan vĩnh hạ đi đến ngoài phòng làm việc của bí thư hào nhất phong hắn khẽ hạ đầu xuống thấp dần cúi xuống sau đó nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ rồi đưa tay lên gõ cửa thư ký trưởng vĩnh hạ à ngồi bên này đi hào nhất phong thấy quan vĩnh hạ đi vào lão khoát tay cho quan vĩnh hạ ngồi xuống ghế đối diện trước bàn làm việc của hào nhất phong có một chiếc ghế Chiếc ghế này không phải là người bình thường sẽ có tư cách được ngồi, người ngồi lên nó phải là những tồn tại được Hào Nhất Phong coi trọng. Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt của Bí thư Hào Nhất Phong, hắn biết rõ tâm tình của bí thư là rất tốt, hắn cười cười nói: "Bí thư Nhất Phong, hôm nay có chuyện vui gì muốn chia sẻ với thuộc hạ không?" Khi Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh Sơn Nam thì Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, quan hệ giữa hai người rất ăn ý. Khi cùng hào nhất phong ra ngoài kiểm tra chỉ đạo công tác, Quan Vĩnh Hạ luôn tỏ ra kính sợ, nhưng khi chỉ còn hai người thì Quan Vĩnh Hạ có chút tùy tiện hơn. Tất nhiên Quan Vĩnh Hạ cũng phải chú ý chừng mực, trên quan trường cấp bậc rất nghiêm và có quy củ, nếu lãnh đạo thân cận với anh thì được gọi là hòa ái, nhưng nếu anh căn cứ vào đó mà lỗ mãng xem lãnh đạo như người thân, đó là không biết trời cao đất rộng. Vì thế mà thể hiện mối quan hệ với lãnh đạo luôn là một nghệ thuật cần học hỏi lâu dài. Làm lãnh đạo tất nhiên sẽ có cảm giác lên cao cô đơn gió lạnh, bọn họ cũng cần phải có bạn bè, cần có người nói chuyện tùy ý với mình. Vì thế trong mắt Hào Nhất Phong thì Quan Vĩnh Hạ không chỉ là một thủ hạ trợ giúp công tác, còn là một người bạn thân thiết. Sau khi nghe lời trêu chọc của Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong cười cười nói: "Thật sự là có tin tức tốt, vừa rồi Nguyễn Trấn Nhạc của thành phố Đông Bộ gọi điện thoại đến báo cáo công tác, cậu ta nói năm nay thành phố Đông Bộ tăng trưởng 20%." Nguyễn Trấn Nhạc nói là sự thật. Bí thư hào, lần này hội trợ xúc tiến thương mại tổ chức ở thành phố Đông Bộ, tất nhiên Đông Bộ sẽ ký được nhiều hạng mục, tăng trưởng 20% cũng xem như dẫn đầu toàn tỉnh. Quan Vĩnh Hạ đã đoán ra được mục đích của Hào Nhất Phong, hắn mở miệng góp vui. Hào Nhất Phong cười cười, lão nâng ly nước lên uống một ngụm. Cuối năm là thời điểm tổng kết, tỉnh chúng ta và Chiết Giang có sự cách biệt quá lớn, tôi hy vọng hai năm tới có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Sơn Nam và Chiết Giang là láng giềng, tốc độ phát triển kinh tế cũng không khác biệt gì nhiều, có thể nói là chiến hữu cùng chung chiến hào. Nhưng vì hoàn cảnh địa lý khác nhau, nhiều khi bị đưa ra so sánh. Nếu như vẫn không khác gì nhau như trước kia thì sẽ chẳng là vấn đề, hai bên cùng vui vẻ. Nhưng khi bí thư lâm trạch viễn liên tục thúc đẩy, tốc độ tăng trưởng của thành phố Chiết Giang bùng lên quá mạnh, bây giờ tổng sản lượng hay tốc độ phát triển kinh tế cũng luôn đi đầu, vượt xa tỉnh Sơn Nam dù trước đó người đứng đầu tỉnh ủy không phải là hào nhất phong nhưng khi đó lão vẫn là chủ tịch tỉnh tất nhiên lão cũng cảm thấy mất mặt quan vĩnh hạ đi theo hào nhất phong thời gian dài tất nhiên biết rõ hào nhất phong đang nghĩ gì bí thư nhất phong tôi nghe nói bí thư lâm ở bên kia sắp rời khỏi chiết giang rồi phải không hào nhất phong nhấc một ngụm trà rồi cười nói với quan vĩnh hạ đã điều động đến làm bí thư thị ủy ma đô quan vĩnh hạ hít vào một hơi hắn biết rõ phương án điều động kia có ý nghĩa là gì. Lâm Trạch Viễn là bí thư thị ủy Ma Đô, đây cũng không phải là điều động cung cấp, không những chức vụ thăng tiến, còn có nghĩa là tương lai chính trị của đối phương là vô hạn lượng. Nhưng quan Vĩnh Hạ lại đặt sự việc này vào lòng, tuy hắn biết Hào Nhất Phong không có ý nghĩ với vị trí bí thư thị ủy Ma Đô, nhưng người ta được điều động cũng làm cho bí thư Nhất Phong không thoải mái. Nếu chính mình bây giờ mở miệng kích thích Hào Nhất Phong, rõ ràng là không có ánh mắt. Bí thư Hào, tôi cảm thấy chúng ta nên cho ra lời khẳng định đầy đủ với công tác của thành phố Đông Bộ, cần hiệu triệu các nơi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tiên tiến của Đông Bộ, phải làm sao để xuất hiện hiệu ứng thắp một chiếc đèn bừng sáng bốn phương. Chỉ cần các thành phố khác nhìn vào đó mà cố gắng, như vậy kinh tế của tỉnh Sơn Nam sẽ tiến lên như diều gặp gió. Hào nhất phong cười cười không nói gì, thế nhưng nụ cười của lão đã nói rõ tất cả. Lão dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Quan Vĩnh Hạ trong lòng thầm nghĩ không hỗ danh là thư ký đi theo mình nhiều năm, có nhiều thứ không cần nói rõ mà vẫn hiểu thấu, sau đó biểu hiện thái độ rất phù hợp. Quan Vĩnh Hạ cũng không tiếp tục ở phương diện này, hắn nói vài lời ở phương diện báo cáo công tác cuối năm, sau đó đứng lên nói. Bí thư hào, tôi sẽ cho văn phòng làm ra thông báo để các thành phố học theo tấn gương của thành phố Đông Bộ, sau đó phát xuống các thành phố khác. Phải đưa đến khắp đơn vị và ban ngành trong tỉnh. Hào Nhất Phong khoát tay chặn quan vĩnh hạ lại, sau đó lão dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tôi sẽ đi làm ngay. Tuy chỉ thêm vào các đơn vị ban ngành trong tỉnh, nhưng ai cũng hiểu ý của bí thư Nhất Phong là cực kỳ coi trọng sự việc này, vì thế quan vĩnh hạ chợt cảm thấy mình phải nhanh chóng thực hiện công việc này. Một thông báo có ý nghĩ khen ngợi thật sự không phải là gì khó khăn với những vị thư ký nổi tiếng cán bút thần thánh trong văn phòng tỉnh ủy, dưới tình huống được quan vĩnh hạ coi trọng cao độ, 20 phút sau có người đưa văn kiện đến tay hắn. Sau hai lần sửa đổi, quan vĩnh hạ cuối cùng cũng thấy hài lòng, hắn đi đến phòng làm việc của bí thư nhất phong. chương 786, hai quan cho ra con số, con số suốt cao quan. Thư ký trưởng quan, khi quan vĩnh hạ đến phòng làm việc của bí thư nhất phong, có người ở phòng thư ký chào hỏi hắn. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện đó chính là cục trưởng phạm thông tây của cục thống kê. À, chào anh, Thư ký trưởng quan tất nhiên đối diện với cán bộ ban ngành thì phải bày ra phong thái lãnh đạo. Hắn có quan hệ bình thường với Phạm Thông Tây, vì vậy cũng không nói điều gì, chỉ khẽ gật đầu đi vào phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong lúc này đang tiếp khách, khi thấy khách trong phòng làm việc của bí thư Nhất Phong, Quan Vĩnh Hạ chợt ngây người, sau đó cười nói: "Chào hai vị lãnh đạo." Hào Nhất Phong cười cười không nói gì, nhưng Thạch Kiên Quân ngồi bên cạnh Hào Nhất Phong lại nói: Thư ký trưởng quan đến rất đúng lúc, tôi vừa vặn mới nhắc đến anh với bí thư nhất phong, anh sang đây ngồi đi. Vĩnh Hạ, quyết định khen ngợi đã làm tốt chưa? Đã xong rồi thì nên đưa cho chủ tịch Thạch xem xét một lượt. Hào Nhất Phong thấy quan Vĩnh Hạ cầm văn kiện trong tay, biết ngay thư ký trưởng quan đã cố gắng làm cho xong, bây giờ đã cho ra quyết định. Thạch Kiên Quân lần này đến tìm Hào Nhất Phong chính là vì chuyện phát triển kinh tế, tuy chưa công bố sắp xếp của các thành phố trong tỉnh thế nhưng Thạch Kiên Quân thông qua người quen để biết tỉnh Sơn Nam kém xa Chiết Giang, điều này làm cho hắn là một chủ tịch cảm thấy bị động. Thạch Kiên Quân đang định thương lượng với Hào Nhất Phong làm sao tăng cường kinh tế tỉnh Sơn Nam, cho thấy Hào Nhất Phong nhắc đến sự việc khen thưởng, thế là hắn nhận lấy văn kiên trên tay quan Vĩnh Hạ. Quyết định về việc học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tiên tiến của thành phố Đông Bộ. Thạch Kiên Quân nhìn tiêu đề mà đầu tiên nghĩ đến không phải là thành phố Đông Bộ, hắn nghĩ đến sự kiện hào nhất phong lấy lòng người đứng sau lưng Nguyễn Trấn Nhạc. Mà những chuyện này chính Thạch Yên Quân cũng rất quan tâm. Văn kiện này có hai trang nhưng Nguyễn Trấn Nhạc chắc chắn sẽ nhận ra thủ đoạn của Hào Nhất Phong. Chỉ thị này được đưa xuống, Nguyễn Trấn Nhạc sẽ là điển hình của tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ là cơ sở tốt cho Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên vị trí cao hơn. Xem ra nếu xem xét công phu vốt mông ngựa thì mình vẫn tranh lệch so với Hào Nhất Phong. Thạch Kiên Quân thầm nghĩ về những tính toán của Hào Nhất Phong, thế là hắn thở dài một hơi, hắn cũng nghĩ rằng mình tuyệt đối không chống lại những hành vi của Hào Nhất Phong. Sau khi suy xét trong nháy mắt thì Thạch Kiên Quân trầm giọng nói: "Bí thư Hào, tôi kiên quyết đồng ý quyết định học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, chúng ta cần phải đẩy thành phố Đông Bộ lên làm điển hình mới được." chỉ khi nào làm cho tỉnh Sơn Nam xuất hiện xu thế truy đuổi lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế, chỉ như vậy mới đẩy kinh tế tỉnh chúng ta phát triển lên giai đoạn mới. Hào Nhất Phong cười cười nói. Đúng vậy, hai năm qua kinh tế chúng ta tuy có nhiều thành tích, thế nhưng lại có vài phương diện có thiếu hụt không nhỏ. Đặc biệt là có một vài thành phố ỉ vào thực lực phát triển kinh tế hùng hậu của mình, không muốn phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng thật sự làm cho người ta phải cảm thấy xấu hổ, Đối với chuyện này tôi cảm thấy chúng ta nên tiến hành phê bình, nhất định phải phê bình, không được nuông chiều." Hào Nhất Phong nói rất nặng, Quan Vĩnh Hạ ngồi bên cạnh Thạch Kiên Quân tất nhiên cũng có thể hiểu Bí thư Nhất Phong đang nói đến thành phố nào. Quan Vĩnh Hạ không mở miệng phát biểu ý kiến ở phương diện này, vì vị bí thư thị ủy kia hắn cũng không quản được. Thạch Kiên Quân cũng thầm hiểu Bí thư Hào Nhất Phong đang nói về ai. Hắn cũng lo lắng đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên. Lúc này nghe được Bí thư Hào Nhất Phong nói như vậy thì trầm giọng nói: "Bí thư Nhất Phong, chuyện này nên xử lý cho tốt một chút, thành phố Sơn Viên là hạch tâm của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại không thể hóa thân thành động cơ kéo cả tỉnh Sơn Nam phát triển kinh tế." Hai người trao đổi hơn 10 phút, sau đó Thạch Kiên Quân rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ đưa văn kiện cho Bí thư Nhất Phong xem xét, sau đó cũng cất bước ra ngoài. Hào Nhất Phong vuốt vuột đầu, tâm tình cũng thả lỏng hơn một chút. Tuy Thạch Kiên Quân có thái độ mập mờ, thế nhưng lại nói rõ một vấn đề chính là đứng với mình cùng một phía trên phương diện phát triển kinh tế. Điều này làm cho Hào Nhất Phong rất vui mừng, vì đấu tranh chính trị là khó tránh khỏi, thế nhưng tốt xấu gì thì Thạch Kiên Quân cũng là người có tính đại cục. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, cục trưởng cục thống kê phạm thông Tây đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Sau khi nhìn thấy bí thư Hào Nhất Phong thì hắn đã cười nói: Bí thư Hào, đây là văn bản báo cáo cụ thể về tình hình phát triển kinh tế của các thành phố trong tỉnh Sơn Nam chúng ta. Tuy được yêu cầu 8 giờ đến, thế nhưng lúc này Phạm Thông Tây gặp mặt lãnh đạo đã là hơn 10 giờ. Phạm Thông Tây tất nhiên sẽ không chút oán hận với tình huống này, dù sao thì quan lớn cũng đè chết người, hắn có thể chờ lãnh đạo, không thể để cho lãnh đạo phải chờ mình. Phạm Thông Tây ngồi đối diện với bí thư Hào Nhất Phong, đợi bí thư Nhất Phong khích lệ vài câu dù sao thì bản báo cáo lần này căn bản không có bất kỳ vấn đề nào. Thành phố La Nam tăng trưởng 120%, Hào Nhất Phong nhìn con số này mà không khỏi sinh ra cảm giác mở mắt. Điều này sao có thể? Thành phố La Nam phát triển kinh tế mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng những con số được ghi rõ ràng trên báo cáo lại làm cho Hào Nhất Phong không khỏi không nhìn vào, ngay sau đó lão nhanh chóng tỉnh táo lại. Lão biết Phạm Thông Tây nhất định không cho ra một con số giả để lừa gạt mình, lại càng không có bất kỳ sai lầm nào ở phương diện này. Nhưng Hào Nhất Phong vẫn lầm bầm. Thành phố La Nam tăng trưởng 112% sao? Đúng vậy, Bí Thư Hào, khi vừa nhận lấy bảng báo cáo thống kê thì tôi cũng thật sự không tin. Nhưng sau khi xem xét thật tỉ mỉ, tôi phát hiện kinh tế thành phố La Nam không phải chỉ là phát triển nhanh như thông thường. Thành phố La Nam vốn kém phát triển, bây giờ các hạng mục lớn được đầu tư mạnh mẽ, thế là GDP của cả thành phố tăng tiến chóng mặt. Phạm Thông Tây nói đến đây thì thay đổi chủ đề. Trước kia kinh tế của thành phố La Nam chỉ là bình thường, nhưng bây giờ dưới sự lãnh đạo của thị ủy và bí thư nhất phong, mới một năm đã tiến lên bậc thang mới, tốc độ tăng trưởng này thật sự là hiếm có trong nước. Hào Nhất Phong tất nhiên biết rõ đó là tốc độ phát triển kinh tế không thể hơn được, nhưng bây giờ lão thật sự không vui cho được, dù sao thì vị bí thư thị ủy kia cũng không phải là người mà lão thích thú cho lắm. À, rất tốt, hào nhất phong nâng ly trà lên nhấp một ngụm sau đó khuyến khích cục trưởng phạm thông tây hai câu rồi đuổi ra khỏi phòng làm việc của mình lão đóng cửa lại sau đó lấy văn kiện ra xem xét tỉ mỉ trong mắt tràn đầy do dự ôi hào nhất phong chợt vỗ đùi lão chợt nhớ ra thứ gì đó sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho quan vĩnh hạ nhưng điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút tút không ngừng vị thư ký trưởng giống như lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt hào nhất phong lại giống như biến mất lão có chút không thoải mái, sau đó mới gọi điện thoại cho thư ký của mình. Một phút sau quan vĩnh hạ gọi điện thoại đến, chợt nghe hắn cười nói. Bí thư nhất phong, ngài tìm tôi sao? chương 787, một cứng dễ gãy. Đúng vậy, anh đang ở đâu thế? Hào Nhất Phong cũng không có thời gian nói nhảm với Quan Vĩnh Hạ, lão lập tức trầm giọng hỏi Quan Vĩnh Hạ. Tôi đang ở phòng nghiên cứu chính sách, tôi sẽ đi qua ngay. Quan Vĩnh Hạ thấy giọng điệu của Hào Nhất Phong rất mất hứng, thế là tranh thủ thời gian dùng giọng cẩn thận nói. Hào Nhất Phong lúc này cũng đã áp chế tâm tình của mình, lão trầm giọng nói. "Không có chuyện gì lớn cả, là thế này, nếu chưa truyền thông báo khen ngợi thành phố Đông Bộ, như vậy thì hủy đi." Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra làm cho lãnh đạo phải thay đổi xoành xoạch như vậy. Trong lòng tuy thầm oán không thôi nhưng ngoài miệng lại không chút dị nghị hắn chỉ có thể dùng giọng cực kỳ cầu thị nói bí thư hào đã phát thông báo đến tay các vị thường ủy và phó chủ tịch rồi nhanh như vậy sao hào nhất phong chợt nổi giận nhiều khi lão tán thưởng khả năng chấp hành của quan vĩnh hạ thế nsng lúc này lão lại căm thù năng lực chấp hành nóng sốt của thư ký trưởng quan không thể chậm lại một chút được à cứ phải nóng vội như vậy sao hào nhất phong nghĩ đến tình huống quan vĩnh hạ xuất lực vì mình thế là nuốt cơn tức xuống bụng cố gắng làm cho giọng điệu của mình có vẻ ôn hòa hơn. vậy thì anh đi thu hồi lại cho tôi. hào nhất phong nói xong thì cúp điện thoại. quan vĩnh hạ ở đầu dây bên kia nghe thấy bí thư nhất phong nói như vậy thì chợt lúm cuống, chẳng lẽ có vấn đề gì đó xảy ra? đảng hằng, tôi kéo anh đến thành phố la nam chính là để kéo xe. nếu anh làm không tốt, tôi cũng không khách khí đâu đấy. vương tử quân ngồi trong phòng làm việc, hắn mỉm cười tủm tỉm nói với đảng hằng đảng hằng mặc một bộ tây trang nhìn qua có vẻ rất sục sôi tinh thần hắn nhìn bí thư vương tử quân ngồi trước mặt gương mặt trẻ tuổi giống như không in dấu thời gian lúc này vương tử quân nhìn giống như còn trưởng thành trầm ổn hơn hắn thấy vậy mà trong lòng nóng lên hắn dùng giọng đầy khí phách đảm bảo bí thư vương cứ yên tâm tôi nhất định sẽ chăm chú làm tốt công tác tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt được rồi làm tôi mất mặt cũng không có vấn đề chủ yếu là làm tốt công tác Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Đảng Hằng, sau đó lại cười nói. Cán bộ thành phố La Nam thật sự có tuổi tác khá cao, không muốn phát triển, hiện tượng này làm cho cả thành phố La Nam rơi vào trạng thái bị động. Trọng điểm công tác vào thời gian tới của anh chính là chú trọng đẩy những cán bộ có năng lực lên vị trí lãnh đạo. Đảng Hằng tiếp tục được Vương Tử Quân ủy thác trách nhiệm, điều này làm hắn cảm thấy có chút kích động. Lúc này hắn là trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam, tất nhiên vị trí này rõ ràng có không gian rộng hơn thư ký trưởng văn phòng thị ủy trước kia. Hơn nữa thành phố La Nam cũng không giống như thành phố Đông Bộ, ở đây hắn có bí thư là cây đại thụ của mình, hắn cực kỳ tin tưởng vào công tác của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, sau đó có người cười nói. Bí thư vương, tôi nghe nói trưởng phòng đảng đến nhận chức phải không? Đảng hàng đến đã làm tốt công tác tìm hiểu các vị thành viên ban ngành của thành phố La Nam, lúc này thấy người vừa đến, hắn biết đó là chủ tịch thành phố La Nam Lý Quý Niên. Tuy hắn cũng không đánh giá Lý Quý Niên quá cao, thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện, hắn đã sớm mài hết góc cạnh trên người mình, hắn mỉm cười đứng lên nói. Chủ tịch Lý, chào anh, tôi đang định đến báo cáo với anh. Chủ tịch Lý, đây là đảng Hằng, sau này sẽ là một thành viên trong ban ngành của chúng ta. Đảng Hằng là cán bộ công tác nhiệt tình, có năng lực, nhưng dù sao anh ấy cũng còn trẻ, mong sao các vị lãnh đạo có thể hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn vương tử quân vừa mời lý quý niên ngồi xuống vừa cười tủm tỉm nói lý quý niên cười ha hả nói bí thư vương có câu dưới tay tướng mạnh không có binh hèn trưởng phòng đảng nhất định sẽ là nhân tài điều này sẽ không sai được lý quý niên vừa nói vừa nhiệt liệt vươn tay với đảng hằng trưởng phòng đảng hoan nghênh anh đến thành phố la nam cảm ơn chủ tịch lý Đảng Hằng duỗi hai tay bắt chặt tay của Lý Quý Niên, sau đó nhiệt tình đáp. Vương tử quân nhìn tình cảnh trước mắt, vẻ mặt hắn dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng vẫn thích xem xét chuyển biến của Đảng Hằng. Trong quan trường không cần có cá tính, vì kẻ có cá tính thường căn bản khó kiếm được hợp lực. Mặc dù hắn rất thường thức tính cách cứng rắn không chịu gãy của Đảng Hằng, nhưng sự thật thì cứng thường dễ gãy. Hắn cũng không hy vọng Đảng Hằng là người mình tán thưởng lại vì quá cứng cầu cứng nhắc mà lãng phí thời gian thăng tiến trong quan trường, Bí thư Vương, đây là văn kiện đến từ tỉnh ủy, thành phố La Nam chúng ta năm nay đi đầu trong tỉnh Sơn Nam ở phương diện phát triển kinh tế. Đây là văn kiện liên hợp của tỉnh, yêu cầu tất cả thành phố chú ý học tập kinh nghiệm của thành phố La Nam. Lý Quý Niên đặt văn kiện trong tay xuống mắt bàn của Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cực kỳ hưng phấn nói. Lý Quý Niên thật sự rất hưng phấn khi thấy thành tích này, dù sao thì nó cũng không thiếu một phần của hắn. Hơn nữa những năm này hắn sợ nhất chính là thời gian vào dịp Tết, khi đó thường có những hội nghị kiểm tra đánh giá và tổng kết mà thành phố La Nam trên cơ bản đều xếp hạng cuối cùng. Lúc này phương diện tăng trưởng kinh tế không phải chỉ là hạng trung bình ở tỉnh Sơn Nam, thậm chí là đứng đầu toàn tỉnh, điều này không làm cho Lý Quý Niên hưng phấn sao được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, hắn cười cười nói. Chủ tịch Lý, điều này thật sự đáng để ăn mừng. Thành tích tuy có hiển hách nhưng chúng ta càng cần phải bảo trì sự tỉnh táo, nếu so sánh với các thành phố khác thì chúng ta có chênh lệch rất lớn. Bước tiếp theo chúng ta phải tìm cho ra những vấn đề của bản thân mình, sau đó cố gắng tu bổ, tạo dựng cơ sở tốt đẹp nhất để sang năm phát triển kinh tế. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân nhìn qua văn kiện học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của thành phố La Nam vài lượt, thế nhưng trong lòng lại nhớ đến cuộc điện thoại với phó chủ tịch thường vụ tỉnh Sơn Nam là Trương Đông Viễn, khi đó Trương Đông Viễn đã nói với hắn một câu chuyện lý thú. Quan Vĩnh Hạ thật sự đã phải khốn khổ vì cho Tuyên Dương và đẩy mạnh học tập phát triển kinh tế lần này, thật sự là cá mất lưới nát, coi như khổ sở không thôi. Chủ tịch Lý, ý của tôi là lát nữa chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy, để giới thiệu đồng chí đảng hàng cho các vị thường ủy thành phố Lan Nam. Vương Tử Quân đặt tài liệu Tuyên Dương sang một bên, sau đó khẽ nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên hiểu Vương Tử Quân cho ra hành động như vậy là ném chỗ dựa cho thuộc hạ của mình. Nhưng lúc này hắn đã mất đi tâm tư tranh đấu với Vương Tử Quân. Hiện tại Vương Tử Quân cũng tôn trọng hắn, hắn thấy tranh đấu không bằng hai bên cùng sống vui vẻ. Vì vậy mà chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp gì đó, hắn cơ bản đều đồng ý. Chương 787, hai cứng dễ gãy. Không chống cự, không phản đối. A, à, nên tổ chức hội nghị thường ủy, nhưng tôi thấy đó nên là hội nghị thường ủy mở rộng cũng phải cho các vị phó chủ tịch thành phố chúng ta được chiêm ngưỡng phóng thái của trưởng phòng đảng nữa chứ. Lý Quý Niên nói ra những lời thế này rõ ràng cũng là có ý nghĩa dệt hoa trên gấm. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không phản đối lời đề nghị của Lý Quý Niên, nhưng đảng hằng lại bị thái độ của Lý Quý Niên làm cho sợ hãi. Hắn là người công tác lâu năm trong quan trường, tất nhiên biết rõ một số quy củ. Với cấp bậc của hắn, tổ chức hội nghị thường ủy hoan nghênh là nên làm, nhưng nếu mở hội nghị thường ủy mở rộng để các vị phó chủ tịch phải tham gia, rõ ràng là gióng chống khua chiêng tô son thiếp vàng trên mặt hắn. Nếu như là vương tử quân nói ra thì cũng không đáng trách, nhưng điều làm hắn mở rộng tầm mắt chính là do người đứng đầu khối chính quyền là Lý Quý Niên nói ra, càng làm cho hắn cảm thấy khác thường. Đảng Hằng cười tùm tìm nhìn Lý Quý Niên, sau đó trong đầu xuất hiện tám chữ. Đoàn kết ban ngành, hài hòa ban ngành. Đảng Hằng biết rõ muốn đoàn kết và hài hòa ban ngành thì cần phải ma sát để có kết quả, thế nhưng trong lúc ma sát đó thì bí thư vương căn bản là không có hại. Đảng Hằng càng thêm bội phục vương tử quân, hắn thấy vương tử quân và Lý Quý Niên còn có chuyện cần nói với nhau, thế nên nói lời cáo tử với vương tử quân. Lúc này vương tử quân khoát tay với đảng Hằng. Hội nghị thường ủy sắp tổ chức rồi, anh cũng không nên đi xa. Đảng Hằng đồng ý một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của vương tử quân sau khi rời khỏi phòng khương long cương ở bên cạnh phòng làm việc của vương tử quân chợt thấy đảng hằng hắn tiến lên tươi cười nói chào trưởng phòng đảng chào long cương đảng hằng dù mới tiếp xúc với viên thư ký mới của bí thư vương thế nhưng cũng phát hiện đối phương bất phàm không kém hơn chút nào so với triệu quốc lương lúc này triệu quốc lương là tài năng mới xuất hiện sau này khương long cương chắc chắn cũng không bị trì hoãn quá lâu trưởng phòng đảng ngài có gì cần cứ phân phó bây giờ tôi rất quen thuộc khu vực văn phòng thị ủy này. Khương Long Cương xoa xoa bàn tay cười tủm tìm nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng khẽ gật đầu, sau đó tỏ vẻ cảm tạ Khương Long Cương. Vì Khương Long Cương còn phải trực ban nên không đi được, thế là Đảng Hằng nói hai câu thì đi về phía cầu thang. Ha ha, nếu tôi đoán không lầm thì anh là trưởng phòng đảng phải không? Đảng Hằng còn chưa đi hết bậc cầu thang thì chợt nghe thấy có người cười hì hì nói, hắn có chút sướng sốt, thấy người kia duỗi hai tay ra, thế là cũng duỗi hai tay chào đón. "Tôi là Hà Khởi Duệ, sau này chúng ta cần phải đẩy mạnh tiếp xúc thân cận nhiều hơn." Hà Khởi Duệ vừa bắt tay Đảng Hằng vừa cười lớn nói. "Chào chủ tịch Hà." Đảng Hằng thầm liên hệ người đàn ông trước mặt với vị phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, thế là hai tay càng dùng sức mạnh hơn vài phần. Hà Đông Kỳ cũng bắt tay rất có lực, hắn bắt tay xong thì cười nói. "Trưởng phòng Đảng Tôi đã sớm nghe nói ngài là một thủ hạ cực kỳ có năng lực của Bí thư Vương, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này chúng ta ở dưới sự chỉ đạo của Bí thư Vương, mong cậu quan tâm hỗ trợ tôi nhiều hơn một chút. Chủ tịch Hà quá khách khí rồi, tôi mới đến, kính mong anh giúp đỡ hỗ trợ nhiều hơn mới phải. Đảng Hằng cũng nhanh chóng mở miệng dùng giọng khiêm tốn nói. Được rồi, chúng ta là người một nhà không nói hai lời, như vậy rõ ràng là không hay. Hà Khởi Duệ vung tay lên dùng giọng đầy hào khí nói. Đảng Hằng nhìn vị phó chủ tịch thường vụ với giọng điệu khá lớn, trong lòng tất nhiên không tin vị phó chủ tịch thường vụ này trùng hợp đụng mặt mình ở đây. Người này xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là đang đứng ở đâu đó chờ mình xuất hiện. Đảng Hằng là trưởng phòng tổ chức thị ủy, sắp xếp ở sau phó chủ tịch thường vụ, bây giờ Hà Khởi Duệ khách khí với hắn, tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân hắn là trưởng phòng tổ chức thị ủy. Trưởng phòng Đảng, hoan nghênh hoan nghênh anh, chúng ta bây giờ là chiến hữu cùng chung ban ngành, hôm nay nhất định phải uống thêm hai ly mới được. Khi đảng Hằng đang nói chuyện với Hà Khởi Duệ, lúc này thư ký trưởng văn phòng thị ủy Kim Điền Lạc cất bước đi đến cười nói. Vì trước kia đảng Hằng cũng là thư ký trưởng, thế nên hai bên có tiếp xúc qua với nhau, khi tham gia họp cũng có lúc ngồi chung, vì vậy cũng không có cảm giác xa lạ. Sau khi Kim Điền Lạc đi đến, đảng Hằng nhanh chóng tiến lên bắt tay cười tươi với Kim Điền Lạc. Thư ký trưởng Kim, sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn." Đảng Hằng nói vài lời khách khí, trong lòng thầm phỏng đoán quan hệ và địa vị của Kim Điền Lạc trong lòng Vương Tử Quân. Dù sao thì thư ký trưởng cũng là tâm phúc của bí thư, Kim Điền Lạc bây giờ lại rất ổn và thoải mái, xem ra đã đạt thành ăn ý với bí thư Vương. Đảng Hằng còn chưa kịp nói được vài lời với thư ký trưởng Kim Điền Lạc, chợt nghe thấy có người cười nói thư ký trưởng Kim, vị này chính là trưởng phòng đảng của chúng ta sao? Khi âm thanh vang lên thì đảng hằng chờ thấy hai người sóng vai đi đến, người đàn ông đi bên trái vừa mở miệng, người này vừa đi vừa cười nói. Trưởng phòng đảng, sau khi ngài nhận chức thì nhất định phải quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng cán bộ hệ thống tư pháp chúng tôi, chưa nói đến vấn đề gì khác, anh quan tâm một lần thì tôi mời anh một bữa rượu, căn bản là tự trả tiền. Người này mở miệng nói lời thân mật làm cho đảng hằng cảm thấy đàn ông thật sự có tâm tư muốn kết giao với mình. Khi hắn đang suy đoán người này là ai, Kim Điền Lạc đã mở miệng giới thiệu. Đó là bí thư ủy ban tư pháp tống ích dân, kia là trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Chỉ sau một lát thì đảng hằng bị năm sáu vị thường ủy thị ủy nhiệt tình vây quanh. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt tình của bọn họ, trong lòng hắn bùng lên một ý nghĩ, đó chính là mình đứng dưới bóng cây của bí thư vương, thật sự có điều kiện quá tiện lợi để phát triển. Xem chạy trên đường, tốc độ cũng không nhanh, tuy tuyết trên đường đã được thu dọn, thế nhưng lớp băng mỏng dính trên mặt đường lại làm cho người ta không dám chạy nhanh. Đảng Hằng ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa vẫn bao quanh cửa sổ. Dù hắn ngồi trong xe, thế nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Đảng Hằng đến thành phố La Nam đã được một tháng, mới đó đã đến Tết hắn thầm nghĩ đến công tác của mình những ngày qua ở thành phố la nam hắn càng cảm thấy hăng hái mỗi lần đảng hằng đến một hoàn cảnh mới hắn thường thông qua một loạt thủ đoạn để nắm quyền khống chế trong tay mình nhưng sau khi đến thành phố la nam hắn không phải đi qua những cửa ải khó khăn như vậy sau khi hắn đến nhận chức trưởng phòng tổ chức phòng tổ chức căn bản vận chuyển theo đúng ý của hắn tất nhiên đây cũng không phải vì đảng hằng là người có năng lực hay sức quyến rũ quá lớn gì gì đó mà là cả thành phố La Nam biết đằng sau hắn có một ý chí khác, cũng vì sự tồn tại của người kia mà hắn mới có thể hài lòng đắc ý ở La Nam. Đảng Hằng nghĩ đến điều này, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân ngồi ở bên cạnh, lúc này lãnh đạo đang đọc một quyển sách kinh tế với bộ dạng cực kỳ say xưa. Đảng Hằng thật sự rất bộ phục sự hiếu học của Bí Thư Vương, hắn đã từng có thời gian học tập theo lãnh đạo. Lúc đầu là không có vấn đề, nhưng càng về sau hắn thấy mình thích đọc tiểu thuyết hơn, những thứ kia căn bản khó vào đầu được. Đọc sách trên xe thật sự mỏi mắt. Khi đảng hằng đang suy tư về những chồng sách đầy cho bụi của mình, vương tử quân chợt đặt sách xuống và khẽ cười nói. chương 788, tôi nắm đại cục, anh chạy việc. Bí thư vương, mắt ngài còn ốt, còn tôi thì không thể nào xem sách được nữa, mắt kính đã như đít chai rồi. Đảng hằng có quan hệ không tệ với vương tử quân, thế cho nên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Vương Tử Quân cười cười, cũng không tiếp tục đề cập đến chủ đề này mà trầm giọng nói. "Đã cho ra phương án điều chỉnh ban ngành quận huyện chưa?" Trên cơ bản đã có quyết định, Bí thư Lục cũng không nói gì thêm. Sau khi đi vào thành phố La Nam, Đảng Hằng phát hiện Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng không hài hòa với nhau, vì vậy hắn nói thái độ của Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Lục Ngọc Hùng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng khi càng có nhiều người dựa vào mình, phương án cải cách nhân sự của mình lại được lãnh đạo Trung ương và tỉnh tán thưởng thừa nhận, Lục Ngọc Hùng dù không phục cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Ban ngành huyện Dương Phong quyết định thế nào? Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ hỏi. Bí thư huyện ủy nhan sĩ tắc không thay đổi, vị trí chủ tịch huyện thì đang xem xét đồng chí Trương Thu Phương của phòng dịch vụ công ích và trưởng phòng dẫn quang phát phòng thống kê. Đảng Hằng nói tuy không chút thiên hướng, thế nhưng ý nghĩa đã bộc lộ rõ ràng với vương tử quân đảng hằng đặt trương thu phương trước duấn quang phát rõ ràng cho thấy đảng hằng rất coi trọng trương thu phương biểu hiện nhìn giống như đối xử như nhau thế nhưng khác biệt lại nằm sâu bên trong cực kỳ ảo diệu vương tử quân cũng có ấn tượng với người phụ nữ tên là trương thu phương này hắn trầm ngâm dây lát rồi hỏi trương thu phương và duấn quang phát có yêu thế gì không đồng chí trương thu phương có năng lực công tác cao vời tầm mắt khoáng đạt tính chủ động rất mạnh khi công tác trong phòng dịch vụ công ích thì kiên trì lý niệm của quần chúng, lập ra đường dây nóng để phục vụ tốt nhân dân, được quần chúng nhiệt liệt khen ngợi. Xuân Quang Phát là người có tính nguyên tắc rất mạnh, năng lực chấp hành cao, công tác cẩn trọng trong phòng thống kê. Đảng Hằng cho ra báo cáo 5 phút về hai người Trương Thu Phương và Duẫn Quang Phát, ném cho Trương Thu Phương 3 phút, Duẫn Quang Phát 2 phút, nhìn vào đó cũng thấy rõ vấn đề. Phương Tử Quân khẽ gõ gõ ngón tay, hắn cười nói hai người đều là nhân tuyển tốt vậy thì để cho duấn quang phát lên trước đi cho duấn quang phát lên trước đảng hằng có chút sướng sốt hắn nhìn gương mặt với nụ cười như thường của vương tử quân cuối cùng nói bí thư vương tôi cảm thấy đồng chí trương thu phương thích hợp với vị trí này hơn cả vương tử quân rất tán thưởng tính cách duy trì nguyên tắc của đảng hằng hắn cười khoát tay áo nói với đảng hằng hai đồng chí này đều có năng lực đều có thể làm chủ tịch huyện dương phong nhưng chúng ta cần phải xuất phát từ góc độ có lợi cho công tác. Tuy Duẩn Quang Phát thiếu năng lực nhưng lại là một người mạnh mẽ trên phương diện chấp hành, nếu đặt hai người có tính cách quá cứng nhắc ở với nhau, cũng không phải là một lựa chọn tốt. Đảng Hằng nhấm nháp lời nói của Vương Tử Quân, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cũng thầm hiểu ý nghĩa vài lời của Vương Tử Quân, đó là xuất phát từ góc độ có lợi cho công tác, điều này làm cho hắn khắc ghi rất sâu. Có lợi cho công tác không phải chỉ là ở huyện Dương Phong, còn nên là có lợi cho cả thành phố Lan Nam. Bí thư vương tuy khống chế toàn cục, nhưng dưới tình huống đại cục không ổn, hắn tình nguyện cho người của chủ tịch Lý tiến lên. Chính mình chỉ nhìn xuống mặt đất, căn bản không xuất phát từ đại cục, rõ ràng là có tính tranh lệch. Vâng, vậy tôi sẽ thực hiện theo ý ngài, sau khi quay về sẽ báo cáo hội nghị thường ủy. Vương tử quân gật đầu nói, chúng ta quay về sẽ quyết định sự việc này, sắp đến Tết rồi, tuy công tác còn tự động tiến hành, thế nhưng chúng ta phải cố gắng hoàn thành điều chỉnh bọn họ trước Tết mới được. Bí thư vương, phía trước có một thị trấn, chúng ta không bằng ăn cơm nghỉ ngơi, vì còn 2 giờ nữa mới đến thành phố Sơn Viên. Khương Long Cương thấy vương tử quân trò chuyện xong với đảng Hằng thì khẽ dùng giọng đề nghị nói. Vương tử quân nhìn sắc trời nói. Được, chúng ta dừng lại dùng cơm, đồng thời cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Lý, nói anh ấy nên làm tốt công tác chuẩn bị, nên thông báo cho mọi người cũng không nên kéo dài vâng khương long cương đồng ý rồi gọi điện thoại sắp đến tết mặc dù công tác của thành phố đang được bí thư vương đốc xúc phát triển nhưng những vấn đề liên quan đến lễ tiết năm mới lại phải tiến hành song song vương tử quân và chủ tịch lý thương lượng với nhau quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc tết của thành phố la nam ở sơn viên chủ tịch lý quý niên đã đến sớm chuẩn bị sẵn bây giờ nhóm vương tử quân mới đi đến sơn viên Vương Tử Quân cũng không quá đồng ý đến phương diện quà các năm mới, nhưng bài hát hay thì nhiều người mở miệng hát theo. Hơn nữa thành phố La Nam muốn phát triển cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của các ban ngành. Người ta cũng không chú trọng vài món đặc sản của anh, thế nhưng nếu thuyền của anh không ghé bến như vậy người ta sẽ nghĩ anh xem thường, mà Vương Tử Quân sẽ căn bản không muốn được nhỏ mất lớn phương diện này. Nếu nói đến Tết sẽ phải đi thăm hỏi, Vương Tử Quân tình nguyện đến nhà Lưu Truyền Thụy và Trương Đông Viễn ngồi một chút tuy quan hệ giữa hắn và lưu truyền thủy bây giờ thật sự có chút mơ hồ, thế nhưng cần chữa trị thì cũng nên chữa trị. Sau khi dùng cơm xong thì vương tử quân lại tiếp tục xuất phát, vì thời tiết thoáng đáng hơn, thế cho nên khi bọn họ đến thành phố Sơn Viên thì mới 3 giờ rưỡi. Bữa tiệc chúc Tết của thành phố La Nam lần này căn bản không tổ chức ở khu thường trú thành phố La Nam, được quyết định ở khách sạn Hỷ Lai Đăng vừa khai trương chưa lâu. Khi nhóm vương tử quân đi vào khách sạn, Lý Quý Niên đã bao trọn gói đại sảnh lầu 2 nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Chủ tịch Lý Quý Niên, hắn biết vị Chủ tịch này rất có hứng thú với bữa tiệc chúc Tết lần này. Hắn bắt tay Lý Quý Niên theo thói quen, sau đó cùng nhóm nhân viên công tác đi vào khách sạn. Bí thư Vương, những đồng chí khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên những ngày qua cực kỳ bận rộn, không những thông báo đến các vị khách mời ở thành phố Sơn Viên, còn mời đến nhiều xí nghiệp ở Sơn Viên theo phán đoán sơ bộ, có khoảng hai ba người tham gia bữa tiệc lần này. Lý Quý Niên chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì cười ha hả nói. Vương Tử Quân cũng không quá giật mình với những lời này, thành phố La Nam kém phát triển, vẫn ở vào tình trạng nghèo khó, thế nên có nhiều người La Nam quyết trí đi ra làm giàu, thế cho nên con cháu kinh doanh ở khắp tỉnh Sơn Nam là khá nhiều. Chủ tịch Lý đã khổ cực rồi, nhưng trước khi công lớn hoàn thành, các anh phải tăng thêm chút sức đợi đến khi bữa tiệc kết thúc thắng lợi, tôi sẽ mời mọi người uống rượu. Vương Tử Quân cười cười với các nhân viên khu thường trú của thành phố La Nam ở Sơn Viên, sau đó lớn tiếng nói. Sau khi đơn giản đi thăm cách bố trí hội trường, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên bàn đến vài vấn đề chi tiết trong bữa tiệc. Khi hai người nói chuyện rất nhiệt liệt thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. chương 789, một phải làm cho tốt. Alo, chào ngài, Tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy đó là một số điện thoại lạ, hắn trầm giọng bắt máy. "Chào bí thư Vương, tôi là Liêu Dung Hoa." Người ở đầu dây bên kia dùng giọng nhiệt tình lên tiếng. "Liêu Dung Hoa?" Vương Tử Quân có chút sững sốt, thầm nghĩ đối phương là thần thánh phương nào, hắn cười cười nói. "Chào giám đốc Liêu. Bí thư Vương, ngài có thời gian hay không? Nếu có thời gian thì đến chỗ tôi giải sầu, nếu chỗ tôi có gì làm ngài không hài lòng." Ngài cứ việc nói và chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại." Liêu Dung Hoa ở bên kia dùng giọng khách khí nói. Vương Tử Quân cười cười nói: "Giám đốc Liêu quá khách khí rồi, tôi thật sự quá bận, thế nên không đến được rồi." <laughs> "Ha ha ha, Bí thư Vương, các vị lãnh đạo có nói làm việc cần kết hợp nghỉ ngơi, không phải tôi là Vãn Bối mà chỉ trích ngài, thế nhưng ngài làm việc bận rộn cũng có lúc nên thả lỏng một chút." "Làm Vãn Bối." Liêu Dung Hoa này đã hạ tư thái xuống rất thấp, Vương Tử Quân không muốn liên hệ với một người mở tụ điểm ăn chơi như Liêu Dung Hoa, thế cho nên chỉ cười nhạt nói lời cảm ơn mà thôi. Liêu Dung Hoa còn nói vài lời thân mật, lúc này mới khẽ nói: "Bí thư Vương, chỗ tôi có một việc không biết có nên nói với ngài không?" Vương Tử Quân biết rõ Liêu Dung Hoa không có gì sẽ chẳng vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình. Tuy hắn không biết đối phương có ý gì, thế nhưng thứ gì đến cũng phải đến, hắn căn bản không muốn tránh có gì anh cứ nói. Bí thư vương, là thế này, tôi có một người bạn bị người của Cục Công an huyện Hồ Đông đưa đi, lúc này đã hơn một năm, vợ con của người ta đến tìm tôi. Bí thư vương cũng biết con người của tôi rồi đấy, đó là thích kết giao bằng hiếu, cũng thích giúp đỡ bạn bè. Người ta đã đến tìm tôi, tôi không giúp đỡ thì rõ ràng là không nhiệt tình, thế nên kính xin anh vội vàng cũng chú ý sự việc này một chút. Liêu Dung Hoa nói rất khách khí nhưng vương tử quân nghe mà lại nhướng mày. Liêu Dung Hoa là ai? Bố của người này là phó cục trưởng cục công an tỉnh, lời nói của giám đốc Liêu cực kỳ có tác dụng ở cục công an. Bây giờ Liêu Dung Hoa gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhất định có vấn đề. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm giọng dây lát rồi khẽ hỏi. Tại sao cục công an huyện Hồ Động Lạ đưa người kia đi? Người bạn của anh tên gì? Giống như người kia có chút bất hòa kinh tế với người của huyện Hồ Đông, nhưng điều này cũng chưa đến mức bắt người đấy chứ. Liêu Dung Hoa có chút do so dự, sau đó khẽ nói. Người bạn của tôi tên là Triệu Đức Lập, là người rất sảng khoái tình nghĩa, kính mong chú Vương quan tâm nhiều hơn. Nếu như trong sự việc này có lỗi của chúng tôi, tôi sẽ cho bọn họ thả người ngay lập tức. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, sau đó hắn quay sang nói với Khương Long Cương đang từ bên ngoài đi vào cậu tìm hiểu xem huyện Hồ Đông có phải đã bắt một người tên là Triệu Đức Lập hay không. Khương Long cương đồng ý một tiếng, hắn bấm số điện thoại của bí thư Đồng Văn Ung huyện Hồ Đông. Vài phút sau hắn trả lời Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, bí thư Đồng nói còn không biết vụ này, anh ấy sẽ tìm hiểu tình huống và báo cáo cho ngài." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không chú ý đến chuyện này, lại tiếp tục thương lượng với Lý Quý Niên về công tác bữa tiệc chúc Tết. Mùa đông thường rất nhanh đến tối. Vương tử quân cũng không dùng cơm ở trong khu thường trú, hắn chờ trời tối rồi đi đến nhà trương lão gia tử. Vì trước khi đến hắn đã hẹn trước với trương lộ dai, vì vậy sau khi vào trong sân nhà thì nghe được mùi thơm nước mũi. Phương tử quân gõ cửa, trương lộ dai mặc áo ngắn tay ở dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Nàng dùng ánh mắt như cười như không nhìn hắn. Vương tử quân nhìn bộ dạng chốc chốc lạ biểu hiện giống như cực kỳ phong tì của trương lộ dai, thế là nhịn không được cảm thấy nóng lòng hắn rất muốn ôm người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này vào lòng, thế nhưng thời điểm và vị trí vào lúc này lại không phù hợp. Nhìn cái gì vậy? Trương lộ dai thấy vương tử quân nhìn vào mắt mình, tuy trong lòng rất vui nhưng ngoài miệng lại giả vờ nói. Ngắm người đẹp, vương tử quân khẽ cười một tiếng rồi khẽ nói. Đã già nhăn nheo ra rồi, cái gì mà là người đẹp? Anh muốn nhìn thì về nhà mà nhìn. Trương lộ dai hờn dỗi một tiếng, sau đó nàng duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn kéo vương tử quân vào trong vương tử quân nhịn không được khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của trương lộ giai sau đó cùng nàng đi vào trong tuy bên ngoài rất lạnh nhưng trong nhà trương lão gia tử có hệ thống khí ấm thế cho nên cực kỳ ấm áp dễ chịu đúng lúc này trương thiên tâm chợt đi đến nói cậu vương may mà cậu đến rồi nếu không ông nội còn bắt tôi đi đón cậu vương tử quân cười cười với trương thiên tâm sau đó hắn đi về phía Trương lão gia tử. Lúc này Trương lão gia tử ngồi dưới ánh đèn không khác gì trước kia, nhưng Vương Tử Quân nhìn gương mặt Trương lão gia tử đã xuất hiện nhiều vết ban của người già, thế là không nhịn được cảm thấy có hơi xúc động. Năm tháng không buông tha cho bất kỳ ai, dù là ai cũng không thể cải biến được điều này. Trong lòng Vương Tử Quân chợt xuất hiện tình huống năm xưa mình mới đến tỉnh Sơn Nam, khi đó bầu trời xanh trong bao la, Trương lão gia tử vẫn còn bừng bừng sức sống trong ký ức kiếp trước của vương tử quân trương lão gia tử sẽ đi trong thời gian 2 năm tới năm xưa tuy vương gia suy tàn thế nhưng vương tử quân vẫn phải đại biểu cho vương gia đến phúng viếng người bạn này ông cháu đến chúc tết ngài chúc ngài phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn vương tử quân đem tất cả tâm tình của mình ném vào trong nụ cười hắn chân thành đi đến trước mặt trương lão gia tử rồi trầm giọng nói trên mặt trương lão gia tử lộ ra nụ cười sáng lạn lão vừa vung tay cho vương tử quân ngồi xuống vừa cười nói. Tử quân, năm qua cậu làm rất tốt, GDP vượt qua hai con số 2 tỷ, không những phá vỡ gông cùng với thành phố La Nam trong thời gian trăm năm qua, hơn nữa còn đẩy La Nam tiến lên làm ngôi sao sáng của tỉnh Sơn Nam. Vương tử quân nghe thấy trương lão ra tử khích lệ mà không khỏi cười cười nói. Ông cứ chờ đi, sang năm còn tốt hơn nữa. Ha ha ha, sang năm tôi còn ở đây mời cậu dùng cơm, để xem cậu còn có thể phát triển đến mức nào nữa. Trương lão gia tử rất vui vẻ với lời nói của Vương Tử Quân, lão chỉ chỉ về Vương Tử Quân rồi cười lớn nói. Nếu như người khác nói thành tích của thành phố La Nam là như thế nào, Vương Tử Quân sẽ mở miệng nói lời khiêm tốn, nhưng bây giờ trước mắt Trương lão gia tử, hắn chỉ có thể biểu hiện phương diện thẳng thắn của mình. Vương Tử Quân hỏi vài câu liên quan đến tình hình sức khỏe và sinh hoạt của Trương lão gia tử, sau đó hắn nói với Trương lão gia tử về cô Yên Sơn nói đến việc cứu 13 người thất lạc ra khỏi dãy núi Cô Yên Sơn, coi như thành công kéo trương LGDT. Quan tâm đến Cô Yên Sơn. chương 789, hai phải làm cho tốt. Thật không ngờ thành phố La Nam còn có một nơi tốt như vậy, sau này có thời gian sẽ đến thăm thú xem thế nào. Trương lão ra tử trầm ngâm dây lát rồi cười tủm tỉm nói. Khi đám người vương tử quân bàn luận vui vẻ thì Trương Đông Viễn đã quay lại. Trương Đông Viễn và Trương lão gia tử không ở cùng một chỗ, lần này lão quay về là vì Trương lão gia tử kêu gọi. Lão vừa cởi áo khoác ngoài vừa chào hỏi Vương Tử Quân, hỏi xem đã đến từ khi nào. Lúc này Trương Đông Viễn đã hoàn toàn đặt Vương Tử Quân ở vị trí ngang hàng với mình, dù sao thì bây giờ Vương Tử Quân cũng chỉ kém lão một chút mà thôi. "Tử Quân, đường cao tốc Sơn La của các cậu nhất định phải làm sao có chất lượng thật tốt, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống đảm bảo chất lượng." Trương Đông Viễn rất quan tâm đến đường cao tốc Sơn La, lão ngồi xuống thì nhắc đến chuyện này. Vương Tử Quân cười cười nói, chú Trương cứ yên tâm, chuyện này cháu sẽ nắm chắc, sẽ tuyệt đối không để xuất hiện vấn đề chất lượng. Trương Đông Viễn khẽ gật đầu, lão nhìn gương mặt trầm tính như nước của Vương Tử Quân, lại nhìn bộ dạng như chuột thấy mèo của Trương Thiên Tâm, thế là thầm sinh ra cảm khái. Xem con trai của Vương Quang Vinh kìa, bây giờ đã là lãnh đạo đứng đầu thành phố con mình bây giờ vẫn còn chơi bời lưu lồng. Trương Thiên Tâm vốn rất sợ bố mình, vì vậy mỗi lần gặp mặt đều nơm nấp lo sợ, căn bản không giống như một ông chủ có trên tay vài chục triệu. a, à, tử quân, cậu làm đường cao tốc Sơn La cũng chú ý đến phương diện tiền bạc, vì sự việc này rất dễ phát sinh tham ô hối lộ. Trương Đông Viễn nói đến đây thì ánh mắt cực kỳ sâu sắc. Vương tử quân chợt sững sờ, hắn tán thưởng lời nói của Trương Đông Viễn, thế nhưng không quan tâm đến phương diện lấy cớ vì đến cấp bậc của trương đông viễn thì lời nói thật sự rất có ý nghĩa sâu sắc nhưng vương tử quân thật sự không ngại xuất hiện tình huống ngủ bãi tham ô ở phương diện xây dựng đường cao tốc dù sao từ phương diện đặt giá đến thi công ba thành phố chỉ có nhiệm vụ giám thị tất cả sự việc đều do công ty giàu tư phụ trách nhưng vương tử quân vẫn thành thật lên tiếng chú trương cứ yên tâm cháu biết mình nên làm thế nào ăn cơn thôi thiên tâm đi xuống dọn thức ăn Trương Lộ dài đi đến gần phòng khách, nàng khẽ quát lên với Trương Thiên Tâm đang nghe bố và vương tử quân nói chuyện. Trương Thiên Tâm đã sớm không muốn ở lại chịu tội, thế nhưng Trương Đông Viễn ở chỗ này, hắn không dám chạy loạn. Lúc này hắn nghe thấy chị lên tiếng, hắn thầm oán trách một tiếng chỉ biết ức hiếp mình, sau đó nhanh chóng đi theo chị xuống dọn cơm. Trương Đông Viễn nhìn bộ dạng côn đồ của con trai mà rất muốn mắng hai câu thế nhưng nhìn thấy bố mình mỉm cười tủng tìm nhìn sự việc diễn ra cuối cùng vẫn phải nuốt lời mắng xuống bụng tử quân anh lưu sắp phải điều động trương đông viễn uống một ngụm trà rồi nói anh lưu trong miệng trương đông viễn chính là phó bí thư tỉnh ủy lưu truyền thủy vương tử quân nghe được tin này mà chợt sướng sờ sau đó bắt đầu suy tư về hướng đi của lưu truyền thủy bí thư tỉnh ủy hào nhất phong và chủ tịch thạch kiên quân mới nhận chức ở tỉnh sơn nam chưa bao lâu lại công tác rất tốt lưu truyền thụy căn bản không thể nào tiếp nhận vị trí của hai người này được lưu truyền thụy vẫn chưa đến tuổi đê tiến vào khối mặt trận tổ quốc hay hội đồng nhân dân vì vậy hai địa phương này cũng bị loại trừ đi ra tỉnh ngoài sao vương tử quân nhanh chóng có phản ứng trường đông viễn thấy vậy thì khẽ gật đầu hắn thầm nghĩ vương tử quân quả nhiên không hỗ danh là bí thư thị ủy mình chỉ cần mở miệng nói qua thế nhưng đối phương đã tìm ra hướng đi cho lưu truyền thụy ừ ra tỉnh ngoài Trương Đông Viễn cười cười trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Tuy không biết Lưu Truyền Thụy đến nơi nào nhưng chỉ cần rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì lực ảnh hưởng sẽ giảm. Tuy Vương Tử Quân có chút ngăn cách trong quan hệ với Lưu Truyền Thụy, thế nhưng Lưu Truyền Thụy ngồi ở vị trí Phó Bí thư tỉnh ủy vẫn có lợi hơn với Vương Tử Quân. Chú Trương có thể tiếp nhận vị trí của Bí thư Lưu không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương Đông Viễn, hắn khẽ lên tiếng dò hỏi: Bí thư Nhất Phong đề cử trưởng phòng Tiền Giang. Trương Đông viễn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão cười ha hả nói Tôi là một người ngồi trên vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh còn chưa lâu, trên cơ bản sẽ không thể nào được điều động Vương Tử Quân gật đầu cười cười, trong lòng nghĩ về những ảnh hưởng với mình khi hứa tiền giang tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy Khi hắn trầm tư suy nghĩ thì Trương lộ dai và Trương thiên tâm đã dọn cơm xong Lẩu dê, hì hì, đây là cháu bỏ ra cả buổi chiều làm đấy nhé, mời ông nếm thử trương lộ giai khẽ đặt một chén trước mặt trương lão gia tử rồi vui vẻ nói tốt tốt nếm thử ngay tử quân cũng ăn đi tay nghề của lộ giai rất khá trương lão gia tử cười ha hả gắp một miếng nói vương tử quân nhìn gương mặt trương lộ giai trong làn hơi nước trong lòng không khỏi nóng lên trong đám người ngồi nơi đây chắc chỉ có mình hắn hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của trương lộ giai thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể chú ý dùng cơm mà thôi lộ giai nhà đầu cháu nên lo lắng chuyện của mình, ông nghe nói tiểu tử Lưu gia cũng không tệ, tuy không làm quan tốt nhưng lại là một người giỏi làm kinh tế. Sau khi nói hai câu với Vương Tử Quân, Trương lão gia tử chợt nói với Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai khẽ dùng miệng thổi một viên thịt nướng, nàng không ngờ ông nội lại nhắc đến chuyện này. Nàng khẽ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói: "Ông nội, ngài cũng đừng quan tâm đến chuyện này, nếu ngài cảm thấy tên họ Lưu kia rất tốt, Vậy ngài đi theo hắn đi. Đứa bé này sao lại nói với ông nội như vậy? Trương Đông Viễn trợn mắt nhìn Trương Lộ giai rồi trầm giọng nói. Trương Lộ giai nhếch miệng không nói gì nhưng rõ ràng là rất bất ức. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói. Lão gia tử nói đến ai cơ, tiểu tử Liêu là ai? Biết đâu cháu có thể tham khảo một chút. Là Liêu Dung Hoa. Trương Thiên Tâm dùng giọng khinh thường nói. Liêu Dung Hoa theo đuổi Trương Lộ Giai. Vương Tử Quân thật sự không ngờ điều này, nhưng nghĩ đến tình huống bố của Liêu Dung Hoa chỉ có cấp phó giám đốc sở, Trương Đông Viễn lại là phó chủ tịch thường vụ tương lai vô hạn, thế là hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông nội, tuy cháu không quen thuộc Liêu Dung Hoa, thế nhưng hội sở kia của cậu ấy lại nổi tiếng tính, chúng ta cũng không nên có quan hệ với loại người này thì hay hơn. Hội sở, là hội sở nào? Trương Lão ra từ căn bản không biết hội sở là gì. Hội sở trên danh nghĩa chỉ là một địa phương ăn cơm nói chuyện vài nghỉ ngơi, nhưng nếu như muốn phục vụ riêng thì phải bỏ ra vài trăm ngàn hay vài triệu để làm thẻ hội viên. Trương Thiên Tâm cười hì hì nói. Trương lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng không hồ đồ, lão hiểu ra và mắng. Anh Trần này đúng là, sao lại giới thiệu một kẻ như vậy? Để xem ngày mai tôi sẽ lý luận với anh ta một phen mới được. Chương 790, một chó có đường chó, mèo có lối mèo. Vương Tử Quân phải quay về khách sạn, Trương Lộ Giai cũng đi về nhà. Hai người đi với nhau dưới trời đêm yên tĩnh, đến dưới lầu khu nhà của Trương Lộ Giai, cả hai lại lặng lẽ lên lầu, mở cửa. Sau khi vào cửa, Vương Tử Quân đưa tay lên, không ngờ động vào khoảng không, chợt thấy Trương Lộ Giai trốn tránh mình. Chỉ là trốn tránh như vậy cũng không hiệu quả, hắn vẫn nghe thấy âm thanh, thậm chí là khá lớn. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, một tay giữ lấy Trương Lộ Giai, quay mặt nàng lại hôn lên mặt nàng, lúc này nàng cũng không vùng vẫy. Khi ngôi sao tam tinh, ba ngôi sao sáng nhất trong tròm sao liệp hộ, thường nhìn để tính thời gian khuya sớm chìm về tây, cơ thể trải qua vuốt ve và ma sát, kết quả là hạnh phúc mệt mỏi kiêu ngạo mà lười biếng, sau đó hầu như là kiệt sức, để lại không gian yên ắng. Lúc này trương lộ dài khá hạnh phúc và rền rỉ, bàn tay của nàng đan sen với bàn tay hắn, thậm chí chân cũng quấn lấy hắn, cổ cũng níu lây cổ hắn, tất nhiên chính là căng thẳng đấu sức nàng hận không thể nói ra hạnh phúc đã lâu chưa có được này với mọi người để cho mọi người phải ghen ghét mặc dù sự thật thì nàng phải giấu hạnh phúc này trong lòng không dám tiết lộ ra ngoài nàng không thể vì tầng quan hệ này mà mang đến phiền toái cho người đàn ông của mình nhưng loại quan hệ thế này vẫn hấp dẫn người ta không thể kháng cự được khi kết hợp với người đàn ông này cái gì là không nên cái gì là đạo đức căn bản không còn tồn tại chỉ có kích động sảng khoái mà thôi Biết rõ vì sao chị không quan tâm đến cậu không? Cậu đúng là cay độc, có phải là vì vị kia trong nhà mà cậu không còn cần chị nữa không? Trương Lộ Giai dùng ánh mắt mê ly nhìn Trương Lộ Giai, giống như hắn đang nợ nàng thứ gì đó, nàng dùng giọng hờn dỗi hỏi. Vương Tử Quân ôm lấp bờ vai mượt mà của Trương Lộ Giai, hắn cảm nhận được làn da láng mịn của nàng, thế là vuốt ve vừa nhiệt liệt vừa thô bạo. Em thế nào lại cam lòng để cho chị Lộ Giai phải như vậy, chỉ là thời gian này có chút bận rộn mà thôi. Được rồi được rồi, cũng đừng cố gắng tìm cớ, chị đây cũng không muốn tranh giành tình nhân với Mạc Tiểu Bắc, cậu nóng vội làm gì, ngày nào đó có rảnh đừng quên chị là được. Trương lộ giai cảm thấy trong lòng vừa đầy tan nát vừa sung sướng, thế nhưng nàng lại cố gắng che giấu. Nàng rời khỏi lòng vương tử quân, dáng người cực kỳ quyến rũ, lõa lồ trước mặt vương tử quân. Mau mặc quần áo, đã hơn 11 giờ rồi, các cậu có nhiều người ở khách sạn, cậu là bí thư cũng nên chú ý. Vương tử quân nhìn ánh mắt lưu luyến của trương lộ dai, hắn cũng cảm thấy có chút không muốn, hắn kéo nàng vào lòng rồi nói. Cũng còn sớm, tôi sẽ báo cáo công tác cho chị lộ dai cái nữa đã. Khi vương tử quân quay lại khách sạn thì đã rất khuya, hắn đang định mở cửa phòng thì chợt nghe có người trong hành lang hỏi. Xin hỏi ngài có phải là bí thư vương không? Giọng nói này có chút run rẩy, người nói giống như là lấy hết dũng khí. Vương tử quân vô thức nghiêng đầu nhìn, lúc này Khương Long Cương ở cách vách cũng đã đi ra. Tôi là Vương Tử Quân, anh là. Dưới ánh đèn vàng vọt trong hành lang, Vương Tử Quân thấy đối phương là một người đàn ông trung niên hơn 30, mặc quần áo da nhân tạo giá rẻ, thậm chí còn có hai ba chiếc lỗ được dán lại bằng băng dính. Bí thư Vương, tôi đến tìm ngài, mong ngài đừng xử phạt bí thư la của chúng tôi. Người nọ sau khi xác nhận thân phận của Vương Tử Quân, thế là không khống chế được tâm tình mà đi về phía Vương Tử Quân khương long cương thấy người này đi về phía vương tử quân thế là tiến lên ngăn cản vương tử quân phất phất tay tỏ ý không cần căng thẳng hắn nói với người đàn ông đang khá kích động kia có chuyện gì anh theo tôi vào phòng rồi nói người đàn ông kia đồng ý một tiếng có vẻ khá sợ hãi những phòng khác cũng bị đánh thức đám người thư ký trưởng kim điền lạc cũng đi về phía phòng của vương tử quân người đàn ông trung niên kia đi vào gian phòng rộng thùng thình hắn thật sự không biết theo ai Thế là dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, hai tay liên tục trà sát. Anh tên gì, bí thư la của các anh là ai? Vương Tử Quân rót cho người đàn ông trung niên một ly nước ấm từ máy đun nước, sau đó khẽ hỏi. Người đàn ông trung niên nhận lấy ly nước với bộ dạng được sủng ái mà kinh hoàng, lúc này mới lắp bắp nói. Bí thư Vương, tôi, tôi tên là Quách Kim Lương, người xã Trần Kim Lâu thôn tiểu Quách Trang, lần này tôi đến tìm ngài là vì chuyện của bí thư xã chúng tôi. Xã Trần Kim Lâu, vương tử quân trầm ngâm dây lát, ngay sau đó đã nghĩ ra vị trí của xã này, đây là một trong hơn trăm xã của thành phố La Nam. Hắn dù chưa đi đến đó lần nào, thế nhưng hắn lại có một trí nhớ tốt, thế cho nên ghi tạc tất cả tên các xã vào lòng. Các anh là người huyện Hồ Đông sao? Vương tử quân nghĩ đến huyện Hồ Đông, trong lòng nghĩ đến cú điện thoại của Lưu Dung Hoa vào ngày hôm qua. Đúng vậy, Bí thư Vương, tôi là người huyện Hồ Đông." Quách Kim Lương vừa giữ chặt ly nước vừa khẽ nói, "Anh được bí thư La của xã Trần Kim Lâu phái đến sao?" Gương mặt Vương Tử Quân dần trở nên nghiêm túc, là người huyện Hồ Đông mà chạy đến thành phố Sơn Viên vì việc liên quan đến một vị bí thư Đảng ủy xã, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra nghi ngờ. Đám người Kim Điền Lạc đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng không có cảm tình gì với huyện Hồ Đông, đặc biệt là Kim Điền Lạc Lúc này mở tiệc chúc Tết, lại có người quấy rầy Bí thư Vương nghỉ ngơi, điều này làm hắn cảm thấy thất trách, may mà Bí thư Vương không chú ý, nếu Bí thư truy cứu trách nhiệm, mình phải làm thế nào đây? Quách Kim Lương thấy Vương Tử Quân nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, hắn có chút sợ hãi, thế là run giọng nói. "Gạch nối chấm chấm chấm. Tôi đến vì Bí thư La, điều này, chuyện này cũng không liên quan đến Bí thư La, cái kia. Tiền kia tôi cũng không cần, chỉ cần, chỉ cần thả người ra." ngài cũng đừng truy cứu trách nhiệm của bí thư La." Quách Kim Lương mở miệng lắp bắp làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn lại thầm nghĩ, sự việc mà Quách Kim Lương phản ánh chắc chắn có liên hệ với cuộc điện thoại trước đó của Lưu Dung Hoa. "Quách Kim Lương, anh ngồi xuống uống nước, sau đó từ từ nói, anh muốn tôi giải quyết vấn đề, như vậy anh phải kể cho rõ ràng đã chứ. Dù sao tôi cũng phải nghe xem có chuyện gì xảy ra đã." Vương Tử Quân uống một hớp nước, sau đó nói với Kim Điền Lạc, thư ký trưởng và Long Cương ở lại, những người khác tiếp tục đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có việc. Nhưng ân, khác tuy rất muốn biểu hiện một chút trước mặt vương tử quân, thế nhưng sau khi nghe lời phân phó của bí thư vương, tất cả nhanh chóng rời khỏi phòng. Thấy trong phòng không còn nhiều người, quách kim lương mới xem như hòa hoãn trở lại. Đến lúc Khương Long Cương đưa đến một ly trà, hắn mới xem như ổn định như cũ. chương 792, chó có đường chó, mèo có lối mèo. Bí thư Vương, đầu mùa thu năm nay tôi rời khỏi nhà đi làm công, làm thợ xây cho một công trình, làm mãi đến tận bây giờ cũng đã đến Tết, thế cho nên tôi muốn lấy tiền công về nhà. Quách Kim Lương nói đến đây thì nhếch miệng, thật sự sinh ra cảm giác phát khóc. Vương Tử Quân có hiểu được vài phần, thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ chờ Quách Kim Lương lên tiếng. Ông chủ kia chết sống cũng không trả tiền cho chúng tôi, bắt chúng tôi phải về nhà chờ. Quách Kim Lương uống hết ly trà rồi nắm trong tay, giọng điệu đã trở nên kích động. Tên khốn kiếp kia thật sự không ra gì, chúng tôi có 30 người, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc cho hắn hơn trăm ngày, mỗi ngày đều mệt dã người, cũng không phải vì đến Tết mua cho vợ vài cân thịt, cho con chiếc áo mới sao. Thế nhưng hắn lại lớn tiếng nói chúng tôi về nhà chờ, muốn đuổi chúng tôi đi. Quách Kim Lương càng nói càng kích động, gương mặt đỏ bừng bừng, hắn run rẩy nói. Không trả tiền công, tất nhiên chúng tôi sẽ không chịu, thế là chúng tôi vây quanh lấy hắn, bắt hắn phải trả tiền. Không ngờ tên kia thật sự là loại bất lương, tìm một đám côn đồ dùng ống tuyếp đánh người. Vương tử quân nhìn bộ dạng khoa chân múa tay giống như côn đồ đang cầm ống tuyếp đánh người, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn không thể ngờ một sự việc chẳng qua chỉ là lạm dụng chức quyền lại có liên quan rộng như vậy. Tôi bị người đánh cho vài cái, may mà có vương lão tam cầm sẻng sông lên mới áp chế được đám côn đồ kia tôi bị người ta đánh bị thương, tiền công cũng không lấy được xu nào, thế cho nên bất đắc dĩ lắm mới gọi điện thoại cho xã. Bí thư là biết được tình huống thì vội vàng chạy đến gặp mặt người kia, yêu cầu phải trả tiền công và tiền thuốc men cho chúng tôi. Kết quả là tên họ ngô kia không những không trả tiền, còn tuyên bố cho chúng tôi kiện cáo thoải mái. Bí thư là tìm đến nhiều ban ngành, kết quả là người ta không quan tâm. Bí thư là cảm thấy rất phiền não, thế là phái người bắt tên họ ngô kia sự việc xảy ra tôi nghe cảnh sát lý trong xã nói ngài muốn nghiêm túc xử lý bí thư la thế cho nên mới đến tìm ngài vương tử quân đưa mắt nhìn gương mặt trông mong của quách kim lương ánh mắt hắn trở nên lạnh băng thật sự không ngờ bên trong lại ẩn giấu sự kiện như vậy hắn trầm ngâm giây lát sau đó nói với quách kim lương anh quách tôi đã hiểu rồi anh về đi anh cứ yên tâm chúng tôi sẽ tuyệt đối không để cho đồng chí tốt bị oan vương tử quân nói xong cũng không chờ quách kim lương lên tiếng mà quay sang phân phó khương long cương long cương cậu đi sắp xếp cho anh quách một gian phòng tối nay anh ấy nghỉ ngơi ở đây bí thư vương cũng không cần tôi về là được lúc này quách kim lương nhận được lời trợ giúp của vương tử quân hắn cũng không còn nóng nảy như vừa rồi hai cánh tay lại xoa xoa vào nhau bộ dạng rất gò bó vương tử quân cười cười nói đã tối rồi anh lúc này còn đi đâu được nghỉ ngơi trước đi. Khương Long Cương biết rõ Bí thư Vương có việc cần bàn với Kim Điền Lạc, thế là hắn kéo tay Quách Kim Lương nói: "Anh Quách, Bí thư Vương đã sắp xếp, anh cứ theo tôi đi nghỉ ngơi." Khi Khương Long Cương và Quách Kim Lương ra khỏi phòng, Vương Tử Quân cuối cùng cũng không còn nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói: "Thư ký trưởng Kim, anh gọi điện thoại cho Đồng Văn Ung của huyện Hồ Đông, hỏi anh ấy xem tình huống rốt cuộc là như thế nào." Kim Điền Lạc không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng bấm điện thoại của Đồng Văn Ung. Sau khi điện thoại được nối thông, Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại trong tay của Kim Điền Lạc. "Tôi là Vương Tử Quân." Sau khi nhận điện thoại, Vương Tử Quân trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đồng Văn Ung vốn đang ngủ mơ màng, lúc này chợt nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân, hắn vốn đang buồn ngủ chợt tỉnh táo, hắn vội vàng nói. "Chào bí thư Vương." Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở xã Trần Kim Lâu? Vương Tử Quân cũng không nói tránh, hắn trực tiếp hỏi. "Bí thư Vương, sự việc đã được xử lý tốt đẹp, là đạt khai lạm dụng chức quyền, chúng tôi đã thả Triệu Tiên Sinh. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú giải quyết, sẽ cho ngài và thị ủy một câu trả lời thỏa đáng." Vương Tử Quân nghe lời báo cáo của Đồng Văn Ung mà nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng, hắn thản nhiên nói: "Chăm chú giải quyết chuyện này." anh biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Đồng Văn Ung um chợt run lên, hắn cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, nhưng hắn nhận hai cuộc điện thoại giữa là Đạt Khai và Khương Long Cương, cuối cùng chọn cách đặt hết tiền lên người Bí thư Vương. Đồng Văn Ung um cảm thấy dù chuyện gì xảy ra thì điện thoại của Bí thư Vương là trên hết, nhưng bây giờ hắn giống như cảm thấy mình vừa làm một việc ngu xuẩn. Trong một gian phòng lộng lẫy xa hoa, dù là mùa đông khắc nghiệt nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân một cô gái cao gầy mặc sườn xám đang múa hát trên đài, áo váy lé lên, hai đùi trắng thon dài như ẩn như hiện. Anh Triệu, uống một ly đi, xem như tẩy sạch nấm mốc trên người. Liêu Dung Hoa nâng ly lên mỉm cười nói với người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị. Hi hi, cảm ơn giám đốc Liêu, nếu không có anh, bây giờ tôi nào được ôm em gái xinh đẹp hát hò thế này. Chỉ sợ đang bị nhốt trong phòng tối, thật sự là một bên thiên đường một bên địa ngục. Triệu Đức Lập nói, Bàn tay mập mạp đưa lên xoa nắn bộ ngực cô gái bên cạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: Tôi sẽ không để cho tên họ La kia được yên, không cho nó biết tay, tôi sẽ không lấy họ Triệu. Trong mắt Liêu Dung Hoa lóe lên cái nhìn khinh thường, nhưng họ Triệu này là khách hàng lớn của hắn, hàng năm đều ném vào hội sở của hắn cả triệu. Thậm chí dù là khách hàng bình thường, Liêu Dung Hoa vẫn phải chú trọng câu nói khách hàng là thượng đế để khách khí với đối phương. Anh Triệu, sắp đến tết rồi anh nên giảm bớt chút tâm tư, vài ngày nữa sự việc sẽ yên ổn. Hơn nữa cũng đừng đi theo bọn họ chuyện bé xé ra to, sau một thời gian nữa tôi sẽ chào hỏi thành phố La Nam, sẽ cho tên họ La kia mất chức. Liêu Dung Hoa mở miệng làm cho nụ cười trên mặt Triệu Đức Lập càng tươi sáng vài phần, hắn dùng sức ôm chặt cô gái ở trên đùi rồi cười nói. Giám đốc Liêu là người nổi tiếng qua lại giữa hai nhà Hắc Bạch ở tỉnh Sơn Nam, có bản lĩnh quá lớn, lần này xem như làm phiền anh, tôi mời anh một ly. Trương Đảo Long uống cạn hai ly rượu, sau đó càng có thêm vài phần phóng đáng. Hắn đứng dậy kéo người phụ nữ trong lòng, sau đó cười dâm đáng. Đi, đi hát với anh cho vui. Liêu Dung Hoa đưa mắt nhìn những gì đang diễn ra, vẻ mặt đắc ý. Đối với hắn thì nơi này là hội sở của mình, là nơi hắn làm vua, hắn thông qua vương quốc này để hô phong hoán vũ trong tỉnh Sơn Nam. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Liêu Dung Hoa nhìn dãy số gọi đến, Hắn đi vào trong một gian phòng yên tĩnh để nhận điện thoại. "Chào giám đốc Liêu, tôi là Hào Tiểu Lâm." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phó cục trưởng Hào Tiểu Lâm cục công an huyện Hồ Đông. "Bạn học cũ, chế thế này mà còn gọi điện thoại đến, có phải là đến thành phố Sơn Viên muốn tìm chỗ uống rượu không?" Lưu Dung Hoa nghe điện thoại, sau đó cười ha hả nói với đầu dây bên kia. "Chương 791, ích lợi quần chúng không phải nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời." Hào Tiểu Lâm trước kia cùng Lưu Dung Hoa học trường cao đẳng cảnh sát, chỉ là sau khi Lưu Dung Hoa tốt nghiệp thì không theo nghiệp cảnh sát, Hào Tiểu Lâm thì về huyện Hồ Đông nhận công tác. Vì có quan hệ với Lưu Dung Hoa nên Hào Tiểu Lâm mới được đề bạt làm phó cục trưởng, vì vậy mà Hào Tiểu Lâm căn bản rất kính sợ người bạn học thần thông quảng đại của mình. Giám đốc Lưu, tôi làm sao có thời gian uống rượu? Vừa rồi bí thư đồng của chúng tôi gọi điện thoại đến, nói là điều tra rõ sự kiện vài chục công nhân trong huyện bị đánh, để cho cục công an phái người gấp rút đến thành phố Sơn Viên. Liêu Dung Hoa chợt ngây người, hắn nhanh chóng cảm thấy sự việc này không đúng. Bí thư đồng kia khi thả triệu Đức Lập tuy không lộ diện nhưng lại không chút hàm hồ, trực tiếp thả người, bây giờ sao lại trở mặt? Vì sao lại điều tra? Ai làm người này thay đổi ý kiến? Bạn học cũ, khi nào cậu đến tỉnh thành, nhất định phải đến đây chơi đùa mới được đấy. Liêu Dung Hoa trầm ngâm dây lát, sau đó cười tủm tỉm nói với đầu dây bên kia, Liêu Dung hòa cúp điện thoại rồi đi đến vị trí đèn đuốc sáng rực ngồi xuống, Triệu Đức Lập bên kia vẫn ôm một cô gái khiêu vũ. Điệu nhảy của Triệu Đức Lập rất bình thường, làm cho người ta sinh ra cảm giác mỹ nữ và dã thú. Có lẽ hành động lần này của huyện Hồ Đông là do Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Trong đầu thường độ Hải chợt xuất hiện ý nghĩ này, hắn đặt hoài nghi lên người Vương Tử Quân. Điều này làm hắn cảm thấy tức giận, đồng thời cũng có chút khó chịu. Liêu Dung Hoa buông tay để cho Triệu Đức Lập tự sinh tự diệt, đây rõ ràng là ô ột lựa chọn để cho hắn bớt phiền nhất. Nhưng Triệu Đức Lập hợp tác làm ăn với mình rất nhiều, đặc biệt là phương diện xây dựng khách sạn, hắn còn nắm giữ tiền của đối phương. Mà Triệu Đức Lập cũng hiểu về mình, nếu như cứ buông tay mặc kệ, chỉ sợ đối phương sẽ biến thành rắn độc cắn ngược lại lúc nào không hay. Liêu Dung Hoa chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn rụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đưa mắt nhìn bầu trời đêm, trong lòng bùng lên hào khí. Đây là thành phố Sơn Viên, không phải là thành phố La Nam, Liêu Dung Hoa mất nhiều thời gian để tạo dựng lên đế quốc vô hình của mình, hắn sao không đấu lại một vị bí thư thị ủy La Nam? Phải cho đối phương biết mình không phải là người dễ trêu, như vậy đến lúc đó mọi chuyện sẽ xong. Dù sao thì hai bên cũng bất đắc dĩ, cũng không có lợi lộc gì. Trong đầu Liêu Dung Hoa chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ cầm lấy điện thoại, càng khẽ mở miệng cho ra một loạt chỉ lệnh. Hơn 10 phút sau Triệu Đức Lập đưa cô gái đi đến, hắn nâng ly rượu cười ha hả nói với Liêu Dung Hoa. Giám đốc Liêu, cô gái này rất tốt, mời anh một ly, lát nữa tôi phải đánh giá cho thật kỹ càng mới được. Liêu Dung Hoa tuy cảm thấy bức bối với Triệu Đức Lập, thế nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Anh Triệu, anh nên kiềm chế một chút, bên phía anh tiền có vài người ngoại quốc, nếu anh thật sự nhịn không được, có thể thu nhận mà thử sức, ha ha. Triệu Đức Lập tất nhiên ngầm hiểu lời nói vui đùa của Liêu Dung Hoa, hắn cười ha hả rồi khoát tay lớn tiếng nói. "Giám đốc Liêu, loại chuyện này không cần anh phải lên tiếng, tôi đây thật sự có lòng tin vào mình." Liêu Dung Hoa cười cười không nói gì thêm, Triệu Đức Lập vì uống nhiều rượu cũng không chú ý đến vẻ mặt khác thường của Giám đốc Liêu. Bầu trời trong vắt nhưng rất lạnh, ánh mặt trời vàng vọt làm cho người ta cảm thấy có chút ấm áp. Lúc này trong khách sạn Lai đang nghỉ rất bận rộn nhân viên công tác của khách sạn dưới sự chỉ đạo của cán bộ văn phòng thị ủy La Nam đã sắp xếp xong hội trường, một giờ sau thì đại sảnh lầu 2 đã bừng bừng sức sống. Lúc này Vương Tử Quân cũng không có trong khách sạn, sau khi nói một câu với Lý Quý Niên, hắn yêu cầu Lý Đức Trụ lái xe về phía ủy ban tỉnh. Vì không có hẹn nên trước tiên Vương Tử Quân tìm đến khu văn phòng khối chính quyền tỉnh, vừa vặn Chủ tịch Thạch Kiên Quân có 10 phút rảnh rỗi. Thế là thư ký Trần Hiểu Văn thông báo, vương tử quân nhanh chóng đi vào gặp mặt thạch kiên quân thạch kiên quân thấy vương tử quân đi đến thì nửa nụ cười vui vẻ nói tử quân đến đấy à ngồi đi vương tử quân cười cười nói chủ tịch thạch tôi đến báo cáo công tác với anh thế nào mới đó mà đã chạy đến chỗ tôi tranh công sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố la nam năm nay thật sự là khó lường thậm chí là gdp cũng cao vút nếu so với dĩ vãng thì cầu tiến rất mạnh mẽ Thạch Kiên Quân chờ thư ký vào trong phòng rót trà đi ra ngoài rồi cười nói. "Nhưng năm nay tôi cũng không thể khoe khoang thành tích cho cậu, đỡ xảy ra tình huống năm sau không theo kịp, như vậy sẽ mất mặt." "Thế này đi, trước tiên tôi nói thẳng, chỉ cần sang năm cậu có thể có sản lượng GDP như năm nay, khi đó tôi sẽ mở tiệc ở khách sạn Sơn Long xem như chúc mừng thành tích cho cậu." Thạch Kiên Quân cũng không nói ra tốc độ tăng trưởng mà nói đến sản lượng rõ ràng là hắn thấy nếu sang năm thành phố La Nam có được GDP như năm nay là quá tốt rồi, còn 112% có lẽ là không đạt được. Vương tử quân cười cười, hắn cũng không dây dưa với Thạch Yên Quân ở phương diện này, hắn khẽ nói. Chủ tịch Thạch, tôi khắc ghi những lời của ngài vào trong lòng. Ngài yên tâm, sang năm chúng tôi nhất định sẽ được uống rượu mừng của ngài. Nhưng hôm nay tôi đến tìm ngài không phải là vì chuyện như vậy, có một chuyện tôi muốn cầu viện với ngài. Cầu viện, Thạch Kiên Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn biết rõ Vương Tử Quân không phải là nhân vật tầm thường, rất nhiều chuyện chỉ cần không chú ý là sẽ bị gài ngay lập tức. Sao, cậu nói rõ tôi xem. Thạch Kiên Quân trầm ngâm dây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Thạch, ngày hôm qua tôi đến thành phố Sơn Viên, có một nông dân La Nam làm công ở Sơn Viên nửa năm tìm được tôi, nói là muốn giúp anh ấy lấy nửa năm tiền công của mình vẻ mặt thạch kiên quân chợt trở nên ngưng trọng, tuy vương tử quân nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng càng là chuyện nhỏ thì sau lưng càng ẩn giấu sức nặng lớn. Vương tử quân tuy chỉ là bí thư thị ủy, tuy không phải là bí thư thành phố Sơn Viên, thế nhưng nếu muốn xử lý một chuyện nhỏ nhặt thế này, căn bản không cần đến tìm mình. Người nông dân kia nói, anh ấy đến thành phố Sơn Viên làm việc gần nửa năm, mỗi ngày làm như châu ngựa là vì đến Tết mua cho vợ và cân thị, mua cho con một bộ quần áo mới, sau đó coi như cả gia đình có một cái tết ấm cúng chủ tịch thạch yêu cầu này không quá phận đấy chứ thạch kiên quân sen hai tay vào nhau hắn trầm giọng nói không quá phận thật sự không chút quá phận dân chúng thật sự là chất phác nhất nhưng đến khi anh ấy về nhà thì căn bản không được nhận xu nào ông chủ nói về nhà chờ tiền thì chỉ cho vài chục đồng thật sự làm anh ấy không có mặt mũi về nhà gặp vợ con Trợ giúp anh ấy lấy được tiền công không phải là chuyện khó với tôi, giúp đỡ người làm công lấy được tiền cũng không phải là việc gì khó, nhưng cái khó chính là phải làm sao cho dân công đến từ nông thôn được cầm số tiền lương của mình đúng hạn để vui vẻ về quê ăn Tết với gia đình. Người ta thường nói lợi ích của quần chúng là không nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn bằng trời, nhưng ông trời của bọn họ đang ở đâu? Khi bọn họ bất đắc dĩ tìm đến chúng ta, chỉ cần chúng ta giúp đỡ bọn họ đúng trách nhiệm, như vậy mới xem như là đầy tớ cho dân chương 792, một tiến thần thì dễ nhưng mời thần thì khó. Thạch Kiên Quân thật sự cũng có chú cảm động với lời nói của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Đồng chí Tử Quân, cậu nói rất đúng, khối chính quyền nên tăng thêm một bước chú ý đến lợi ích của những quần thể yếu thế. Cậu nói xem, cậu muốn tôi làm thế nào? Chủ tịch Thạch, cũng không có gì khó khăn, chỉ là muốn nhờ ngài giúp đỡ bọn họ lấy lại tiền công. Vương Tử Quân nhìn Thạch Kiên Quân rồi cười tủm tỉm nói. Muốn lấy lại tiền công, Thạch Kiên Quân hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, đối phương căn bản không phải chỉ muốn lấy tiền công, còn muốn thông qua biện pháp này để đốc xúc tất cả ngành nghề trong tỉnh phải chú ý trả tiền lương cho nhân công đúng hạn, tiến đến hành động trợ giúp nông dân xuống thành phố làm việc nhận được đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tuy trong lòng tồn tại không ít cố kỵ với Vương Tử Quân, thế nhưng Thạch Kiên Quân lại căn bản cực kỳ đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân. Dù sao thì vung tay yêu cầu trả tiền lương cho công nhân đúng hạn chỉ cần được thực hiện sẽ không có bất kỳ âm thanh nào phản đối. Không, phải nói là từ trên xuống dưới đều tán thành, vì đây là sự việc đúng đắn và nên làm. Vương Tử Quân là một bí thư thị ủy, thế nên lực ảnh hưởng hơi nhỏ, nếu là hắn lên tiếng thì chỉ sợ lực tác động cũng không nhỏ, sau đó sẽ có người ghi tạc thành tích này lên người hắn. Thạch Kiên Quân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng không phải là Vương Tử Quân đang cầu cạnh mình, rõ ràng là đang ném một thành tích khá lớn sang lòng bàn tay của mình. Thạch Kiên Quân đi vào tỉnh Sơn Nam tuy đã đứng vững bàn chân, thế nhưng dưới sự khống chế thế cục mạnh mẽ của bí thư Hào Nhất Phong, hắn là một chủ tịch tỉnh vẫn luôn phải làm việc theo ý bí thư Nhất Phong. Một năm qua thật sự cũng khó làm ra được thành tích gì mà trên dưới phải vỗ tay cổ động. Lúc này Thạch Kiên Quân biểu hiện giống như không có việc gì, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ sốt ruột. Hắn là một lãnh đạo có tư tưởng khát vọng, hắn rất chú ý đến phương diện quá triệt ý chỉ của mình ở tỉnh sơn nam hắn hy vọng mình có thể cho ra thành tích mà lãnh đạo trung ương tán dương nhưng đáng tiếc vì bí thư tỉnh ủy sơn nam chính là hào nhất phong vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể đi theo hào nhất phong tiếp tục tiến bước hắn đã tổng kết công tác của mình trong năm qua phát hiện thật sự không có gì quá khác biệt lần này nếu mình cho ra hành động tốt đẹp giúp nhân công cầm được tiền lương về ăn tết đúng hạn với gia đình như vậy nhất định là dạng dỡ mặt mày, mở rộng lực ảnh hưởng ở trong tỉnh. Thạch Kiên Quân chợt cảm thấy hưng phấn, trong đầu xuất hiện một loạt phương án, khi những phương án này được xem xé, trong lòng hắn càng thêm xúc động. Chủ tịch huyện, quân tâm dân sinh, quan tâm đến quần thể yếu thế chính là một trong những hạng mục công tác cực kỳ quan trọng trong nước. Tôi cảm thấy tỉnh Sơn Nam nên làm tấm gương lớn cho cả nước ở sự kiện này. Vương Tử Quân cũng suy đoán tâm tư của Thạch Kiên Quân, Hắn hiểu Thạch Kiên Quân đã bị mình thuyết phục, vì vậy mới dùng giọng biết thời thế nói. Thạch Kiên Quân áp chế cảm giác kích động, sau đó trầm ngâm nói: "Các anh em nông dân thật sự không dễ dàng gì, khổ sở công tác nửa năm, cuối cùng lại không lấy được đồng lương, điều này làm tôi rất đau lòng. Tôi đồng ý lời đề nghị của cậu, chúng ta cần phải nhân cơ hội này để cho ra chính sách phù hợp, phải làm sao chứng thực chuyện tiền lương đúng hạn cho dân chúng lao động." "Chủ tịch huyện, ngài không hổ danh là chủ tịch tỉnh." thật sự nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Vương tử quân nở nụ cười mở miệng khen ngợi Thạch Kiên quân một câu. Thạch Kiên quân sao không biết vương tử quân đang vuốt mông ngựa, hắn cười mắng. Tiểu tử thối, cậu nên thành thật với công tác của mình, những lời a do thế này không phù hợp với cậu. Vương tử quân cười lên ha hả, cũng không nói tiếp. Thạch Kiên quân nhìn hình bóng vương tử quân bỏ đi, đầu óc chợt trầm xuống. Tuy Vương tử quân rời đi nhưng Thạch Kiên quân là chủ tịch tỉnh, hắn cũng biết sự việc không đơn giản như vậy, Vương tử quân đến tặng cho mình một phần nhân tình, mình xem như mắc nợ. Trên quan trường sợ nhất chính là nợ nhân tình của người ta, thiếu thì phải trả, hơn nữa đây là một nhân tình không nhỏ. Thạch Kiên quân chỉ cảm thấy nhức đầu trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại bị cảm giác xúc động chiếm cứ não bộ. Hắn cầm lấy cây bút hai màu xanh đỏ, nhanh chóng múa bút trên giấy hắn cảm thấy chưng nghĩa tuôn trào như nước thủy triều chỉ sau một lát thì một phương án đã được vẽ ra rất rõ ràng thạch kiên quân nhìn phương án của mình mà cảm thấy rất thỏa mãn nhưng hắn nghĩ đến tình huống một phương án tốt như vậy nhờ người ta nhắc nhở mới có được thế là trong lòng có chút bức bối mất hứng cũng may hắn là người giỏi điều chỉnh tâm tình chỉ sau nháy mắt đã áp chế tất cả cảm xúc bừa bột lại phân phó thư ký của mình gọi đám người thư ký trưởng Vương Tử Quân rời khỏi khối chính quyền chưa bao lâu thì nhận được điện thoại của bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân, nói là Cục Công an huyện Hồ Đông chấp hành công vụ đã xảy ra chút xô sát với Cục Công an thành phố Sơn Viên. Bây giờ nhân viên công tác của Cục Công an huyện Hồ Đông còn đang cãi cọ với nhân viên của đồn công an địa phương. Người của Cục Công an huyện Hồ Đông, Vương Tử Quân nhanh chóng hiểu những người kia đang làm gì. Sau khi hiểu rõ thì hắn biết đây là phản ứng nhanh chóng của huyện Hồ Đông, thật sự làm việc theo ý mình nhưng thả người thì dễ mà bắt lại thì khó, người ta là địa đầu xà, không chờ cục công an huyện Hồ Đông ra tay thì người ta cũng đã có phương án đối phó rồi. Vương tử quân tất nhiên không quan tâm đến những xích mích cái cọ giữa hai bên, hắn đã thuyết phục được chủ tịch thạch ở bên kia, bây giờ hắn chỉ cần ngồi yên xem chủ tịch thạch hành động là được. Hơn nữa hành động như vậy không chỉ là ban ơn cho dân công thành phố La Nam, có lẽ là lợi ích không nhỏ cho nhân dân lao động trong tỉnh Sơn Nam. Vương tử quân cảm thấy rất thoải mái, hắn cười nói với Tống Ích Dân. Nếu bọn họ đã thích cãi nhau, như vậy cứ cho bọn họ ở đó mà tranh cãi. Tông Ích Dân cũng hiểu chuyện này, dù sự việc nịnh hót này của huyện Hồ Đông đã khá trễ, nhưng vì nó có liên quan đến mình, thế nên hắn cũng phải đứng ra bày tỏ thái độ. Không phải sự việc liên quan đến đám người ở huyện Hồ Đông, mà là vì nó liên quan đến thể diện của Bí Thư Vương. Lúc này Tống Ích Dân đã liên lạc với vài người quen của mình, chuẩn bị nhận sự đồng ý của Bí Thư Vương, ngay sau đó sẽ liên hệ với bí thư ủy ban tư pháp và cục trưởng cục công an thành phố Sơn Viên, nhanh chóng xử lý sự việc. Chương 792, hai tiến thần thì dễ nhưng mời thần thì khó. Không ngờ bí thư Vương lại không ủng hộ, biểu hiện của bí thư Vương đã là như vậy, hắn căn bản sẽ không muốn vung tay tiếp tục nịnh nọt. Hắn nói một tiếng đã rõ, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trên xe nhìn phố phường quen thuộc ở thành phố Sơn Viên mà suy nghĩ nguyên man bất định. Lúc này thành phố Sơn Viên cũng giống như thành phố Đông Bộ, căn bản không có gì thay đổi, ngoài vài cửa hàng ven đường đã đổi chủ, những thứ khác là giống như trước đó. Lúc này ngay cả tấm bản đồ treo trên đường cũng vẫn còn rách nát bay trong gió như năm xưa. Đối với một tỉnh thành thì tình huống vài năm không thay đổi thế này là hiện tượng không tốt. Vương Tử Quân thấy tỉnh thành cần phải biến thành trung tâm để kéo kinh tế của cả tỉnh phát triển bừng sáng, phải có xu thế là người đi đầu, người dẫn đường, chính mình phải đẩy mạnh phát triển thành phố Sơn Viên bây giờ lại giống như rơi vào trạng thái tự thỏa mãn, kinh tế tuy tăng trưởng nhưng tốc độ càng ngày càng kém so với thành phố An Dịch. Chính mình rõ ràng là khen nhạc mà rơi lệ, lo lắng cho người ta làm gì. Là nhân huy bây giờ có là thế nào thì liên quan đến mình sao? Vương tử quân tự chế diễu mình, sau đó hắn chuẩn bị để cho Lý Đức Trụ lái xe về phía bữa tiệc chúc Tết. Đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên, giọng nói tràn đầy tình cảm của Lý Quý Niên vang lên bên tai Vương tử quân. Bí thư vương, ngài đang ở nơi nào vậy, chúng ta có khách đến rồi. Vương tử quân nhìn đồng hồ rồi cười nói. Chủ tịch quý niên, anh vất vả trước đi, một lát nữa tôi mới về đến nơi. Đá cầm thạch đen được ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra những luồng sáng vàng rực, làm cho cả hội sợ chợt trở nên cao quý mà thần bí. Liêu Dung Hoa đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình, bàn tay đang xoay xoay một con dấu. Con dấu này bằng đồng xanh, nghe nói năm xưa là ấn của một vị hầu tước nào đó. Hắn căn bản không quan tâm đến câu nói này, nhưng hắn thích dùng nó là đồ chơi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, nữ thư ký ăn mặc mát lạnh vặn eo đi đến, trước ngực trắng toát một mảnh, nàng chợt nói. Giám đốc Liêu, giám đốc Triệu đến rồi. Triệu Đức Lập đi theo sau lưng thư ký, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng. Nữ thư ký nói xong thì hắn cười híp mắt nói. Giám đốc Liêu, Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?" Nữ thư ký biết rõ hai người có việc cần bàn, thế cho nên xoay người ra ngoài đóng cửa lại. Triệu Đức Lập nhìn nữ thư ký đi ra ngoài, hắn khẽ nói. "Eo nhỏ mông cong, giọng ngọt như đường, xem ra giám đốc Liêu thật sự có phúc, tôi cũng không biết khi nào mới được như anh. Có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm với thư ký, cuộc sống của ngài xem ra đã quá thần tiên." Liêu Dung hoa cười cười, hắn thản nhiên nói nếu anh muốn có những ngày tháng như vậy cũng không khó dù không có cực phẩm mỹ nhân thế nhưng ít nhất cũng là quần áo đến thân cơm đến miệng triệu đức lập tuy là kẻ tinh trùng lên não nhưng cũng không phải là kẻ ngu hắn nghe được chút ý nghĩa không đúng trong lời nói của liêu dung hoa hắn nhìn thoáng qua liêu dung hoa sau đó khẽ nói giám đốc liêu tôi sao có thể so với ngài loại người như tôi chỉ có thể cố gắng cầy bừa kiếm chút tiền mà thôi Liêu Dung Hoa chỉ cười hì hì mà không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này. Hắn trầm giọng nói: "Giám đốc Triệu, anh đừng tưởng tôi nói đùa. Tôi nói cho anh biết, nếu như không phải anh em cảnh sát ở cục công an quận đang chặn cảnh sát của huyện Hồ Đông, thì bây giờ những ngày tốt lành canh đang ở thành phố La Nam rồi. Con bà nó, đám khốn kiếp ở huyện Hồ Đông còn dây dưa vậy sao? Con bà nó, có phải ông không nổi giận thì bọn họ sẽ coi là mèo bệnh à? Triệu Đức lập giống như mèo bị dẫm vào đuôi." Hắn lập tức nhảy dựng lên. Liêu Dung Hoa nhìn vẻ mặt của Triệu Đức Lập mà sinh ra cảm giác khinh thường, thầm nghĩ nếu như không phải anh nắm giữ chút bí mật của tôi, ông đây đã không thèm giúp làm gì cho mệt. Lúc này ông mới nói ra vài lời thì đã bày ra bộ dạng đứng ngồi không yên, đừng nói gì khác, loại người này nếu bị bắt mà không biến thành phản đồ mới là lạ. Hắn thầm oán Triệu Đức Lập, thế nhưng ngoài miệng lại cười. "Anh Triệu, anh gấp làm gì, không phải người của thành phố La Nam còn chưa đến đây được sao?" Triệu Đức Lập có được ngày hôm nay cũng không phải là do ăn chơi trác táng mà ra, hắn cũng là người có cái khôn khéo của mình. Liêu Dung Hoa là người có bối cảnh hùng mạnh, bố là quan lớn ở cục công an tỉnh, chỉ cần hắn dựa vào Liêu Dung Hoa, như vậy cục công an huyện Hồ Đông cũng căn bản không làm gì được. Giám đốc Liếu, anh Liếu, anh cần phải giúp tôi, tuy tôi thích hưởng thụ nhưng cũng chú ý khẩu vị của mình. Tôi thật sự thích được hưởng thụ trong địa phương nhân gian hiếm có như thế này, còn những nơi như thành phố La Nam sau này dù đánh chết tôi cũng không thèm đi. Anh còn phải đi một chuyến. Liêu Dung Hoa cười thản nhiên nói. Triệu Đức Lập chợt ngây người, nhưng ngay sau đó hắn chợt nghĩ ra, nếu như Liêu Dung Hoa để hắn bị người huyện Hồ Đông đưa đi, như vậy cũng không kéo mình vào đây làm gì. Vì vậy hắn trầm ngâm dây lát rồi lại lớn tiếng nói. Anh Liêu, anh không nên nói đùa với tôi, tôi là người lòng dạ nhỏ nhặt và yếu kém, căn bản rất dễ bị dọa cho sợ hãi anh thật sự sợ tôi vậy sao liêu dung hoa cười lạnh lùng với triệu đức lập rồi khẽ nói triệu đức lập cười hi hi người khác tôi không sợ nhưng tôi sợ anh liêu thì có vấn đề gì có hại gì sao liêu dung hoa lúc này cũng không có tâm tư cãi nhau với triệu đức lập hắn cười lạnh lớn tiếng nói xem đức hạnh của anh kìa cả ngày chỉ biết nói này nọ giỏi lớn lối bây giờ cũng biết sợ anh liêu tôi là người nhỏ mọn không bị dọa thì không sao nhưng nếu người ta ép quá mạnh sợ rằng vì quá khủng bố mà nói ra những lời không hay triệu đức lập đảo mắt một vòng rồi nói với liêu dung hoa tuy triệu đức lập nói không quá lớn nhưng liêu dung hoa hiểu rõ ý nghĩa của nó hắn nhìn gương mặt với nụ cười của y triệu đức lập trong lòng thầm có một ý nghĩ thế nhưng nó vừa xuất hiện trong lòng đã bị hắn nhanh chóng áp chế anh triệu tôi thật sự không dọa anh nhưng anh cứ yên tâm tôi sẽ không để cho anh đi trên con đường chết anh nghĩ lại mà xem, đám người huyện Hồ Đông bị chúng ta cản lại, thế nhưng anh cảm thấy có thể cản lại mãi như vậy được không? Tôi nói cho anh biết, kết quả cuối cùng sẽ không ai ngăn được, đến lúc đó bọn họ đồng loạt làm thủ tục, chỉ sợ anh chỉ có thể đi theo bọn họ mà thôi. Giọng nói của Liêu Dung Hoa càng thêm trầm thấp thế nhưng có mang theo vài phần cảm tình, điều này làm cho Triệu Đức Lập có chút sợ hãi. Triệu Đức Lập nhìn thoáng qua Liêu Dung Hoa rồi khẽ nói: Vậy phải làm sao? Nếu không thì tôi trả tiền công cho bọn họ là xong. Chương 793, làm trò. Lúc này Triệu Đức Lập căn bản không còn quan tâm đến cái gì gọi là tiền công, hắn quan tâm đến bản thân của mình. Chỉ là hắn biết nếu như Liêu Dung Hoa không đồng ý, như vậy hắn dù có nói toạc ra cũng không có tác dụng gì. Vậy phải làm thế nào? Xử lý cho tốt, dùng chìa khóa để mở khóa, nếu muốn mở khóa ở huyện Hồ Đông, phải đi tìm thượng cấp của bọn họ là lãnh đạo thành phố La Nam. Liêu Dung Hoa nói đến đây thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười nhạt. Tìm lãnh đạo thành phố La Nam, Triệu Đức Lập chợt vui vẻ, hắn vỗ đùi nói. Chuyện đơn giản như vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Anh Liêu, tôi nghe nói anh có quan hệ rất tốt với bí thư vương của thành phố La Nam, anh có thể phối hợp một chút không? Liêu Dung Hoa nhìn gương mặt chờ mong của Triệu Đức Lập, trong lòng xuất hiện ba chữ ngu như heo, nhưng hắn không nói ra mà cười lạnh anh nghĩ xem thành phố la nam đã thả anh ra bây giờ lại muốn bắt giữ là vì cái gì vì cái gì triệu đức lập thật sự có chút hoảng hốt nhưng hắn không nhịn được phải hỏi tất nhiên là vì lãnh đạo thành phố đông bộ đã thay đổi tâm tư nếu không thì huyện hồ đông tối qua tiến anh đi như khách quý sao bây giờ lại phái cảnh sát đến bắt người liêu dung hoa nâng ly nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói dù triệu đức lập không quá quen thuộc với phương diện chính trị Thế nhưng hắn vẫn hiểu ai là người chủ trì công tác ở thành phố La Nam, nhưng hắn đang gây khó cho mình thật sao? Nếu thật sự như vậy thì Liêu Dung Hoa không bán mình đi à? Liêu Dung Hoa giống như nhìn ra được tâm tư của Triệu Đức Lập, hắn cười hì hì nói: "Anh Triệu, có một thứ anh nên bỏ vào trong lòng, Liêu Dung Hoa tôi là người làm ăn kinh doanh, thứ tôi coi trọng cũng không phải là tiền, mà chính là tình anh em. Anh yên tâm, tôi chưa từng bao giờ bán anh em của mình cả." Đúng vậy, ai mà không biết anh Liêu là người trượng nghĩa. Triệu Đức Lập có chút khinh thường lời nói đầy tự tin của Liêu Dung Hoa, thế nhưng lúc này Liêu Dung Hoa là người giúp đỡ hắn khá mạnh, dù hắn có ý nghĩ như vậy cũng không thể nói ra. Anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Liêu Dung Hoa chợt thay đổi chủ đề, hắn thản nhiên hỏi. Ngày bao nhiêu, không phải là ngày 12 tháng 13 âm lịch sao? Triệu Đức Lập sờ sờ lên đầu rồi dùng giọng kỳ quái nói đã sắp đến Tết rồi, tôi nói cho anh biết, hôm nay là thời điểm thành phố Đông Bộ mở tiệc chúc Tết, các nhân sĩ nổi tiếng ở thành phố Sơn Viên đều tham gia. Chỉ cần anh đứng trên bữa tiệc này để chất vấn hoàn cảnh đầu tư ở thành phố La Nam, tôi tin tưởng anh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Liêu Dung Hoa nói ra kế hoạch của mình thì vẻ mặt có vài phần đắc ý. Thành phố La Nam tổ chức bữa tiệc chúc Tết như vậy là có ý gì? Đơn giản là muốn quảng cáo tuyên truyền về thành phố La Nam, chính mình cho ra chiêu thức như vậy, dù vương tử quân có không cam lòng thì cũng không thể làm gì được triệu đức lập vì những loại người như triệu đức lập mà làm cho vương tử quân mất hứng đây rõ ràng là một sự kiện không hay nhưng lúc này liêu dung hoa căn bản không còn biện pháp nào khác ai bảo tiền của hắn luôn là có vào mà không ra giám đốc liêu tôi phải đi đây phải đi đến tham gia bữa tiệc chúc tết của bọn họ triệu đức lập hưng phấn quay đầu đi ra bên ngoài liêu dung hoa hừ một tiếng rồi khẽ nói anh làm sao vậy làm việc gì cũng phải tỉnh táo anh hấp tấp như vậy tôi có thể yên tâm cho anh đi đến đó sao liêu dung hoa vừa nói vừa đưa một thiếp mời cho triệu đức lập anh cầm theo thiếp mời này nếu không anh căn bản không thể nào được đi vào cửa chính của bữa tiệc chúc tết của thành phố la nam triệu đức lập nhận thiếp mời sau đó mới vui vẻ đi về phía cửa hắn thầm nghĩ lần này chính mình rõ ràng là trời cao biển rộng đám người huyện Hồ Đông không cam lòng nhưng chỉ sợ cũng chỉ là ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Triệu Đức Lập càng thêm vui vẻ, hắn đi ra khỏi cửa, vừa vặn gặp mặt nữ thư ký eo thon mông nở của Lưu Dung Hoa. Nữ thư ký nghiêng người xuống chào hỏi, thế là hắn thuận tay sờ lên mông nàng một cái. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên rất bận rộn, khi khách đến liên tục thì nhân viên công tác của thành phố La Nam cũng tối mặt mày. Lý Quý Niên và Vương Tử Quân cùng với các lãnh đạo ban ngành chức năng đứng đón khách bên ngoài, Mặc kệ bọn họ có thân phận gì, vương tử quân đều bắt chặt tay thăm hỏi, lại đưa bọn họ vào bên trong. Tất nhiên tình huống xảy ra là liên tục bắt tay người này đến người khác, liên tục mỉm cười, cũng liên tục nói. Mời ngài vào bên trong ngồi nghỉ, lát nữa chúng ta uống vài ly chung vui. Vương tử quân mở miệng rất có quy cách, lại có hành vi phù hợp, lý quý nhiên ở bên cạnh thấy vậy càng thêm bội phục vài phần. Những vị khách đến tham gia căn bản là rất nể tình đám lãnh đạo thành phố La Nam tự mình ra đón khách. Những tinh anh thương trường xuất thân từ thành phố La Nam đã càng tràn đầy kính sợ với các quan viên bình thường, huống hồ đây là lãnh đạo thành phố của mình. Đám người rời khỏi thành phố Đông Bộ để phát triển cũng nhanh chóng thu hồi cái đuôi kiêu ngạo của mình. Dù bọn họ rời khỏi thành phố La Nam bằng cách nào, thế nhưng vẫn còn người thân ở lại quê hương, biết đâu sẽ có ngày có việc phát sinh và phải nhờ vã những người này thì sao? trưởng phòng Lý, có phải một thời gian rồi ngài chưa đến thành phố La Nam phải không? Chủ tịch Lý của chúng tôi luôn mong chờ có ngày anh về quê uống vài ly chung vui. Khi phó phòng lâm nghiệp tỉnh Sơn Nam là Lý Trấn Viễn đi đến thì Vương Tử Quân cười cười chào hỏi. Lý Trấn Viễn là một trong những cán bộ nổi bật đi ra từ thành phố La Nam, tuy bây giờ chỉ là phó phòng thường vụ, thế nhưng lại có cấp bậc phó sở, cũng xem như là người có thực quyền ở phòng lâm nghiệp sở nông nghiệp tỉnh Sơn Nam. Ha ha ha, Bí Thư Vương, tôi cũng rất muốn quay về, thế nhưng thật sự không có được nhiều thời gian, thế cho nên chỉ hận một ngày không được hơn 30 giờ. Lý Trấn Viễn rất khách khí với hai người Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, sau khi bắt tay thì cười hì hì nói. Lý Quý Niên thấy bên cạnh không có người thì mở miệng trêu chọc. Anh Lý, anh cũng đừng phàn nàn không có thời gian, chẳng lẽ anh chưa nghe nói thời gian giống như phụ nữ, chỉ cần muốn chen vào thì sẽ có sao? Hay cho Lý Quý Niên, mới hai ngày không gặp mà học vấn đã tăng trưởng đến mức như vậy rồi. Lý Trấn Viễn cũng đã quen nói đùa với Lý Quý Niên, thế cho nên thấy Lý Quý Niên mở miệng như vậy thì vung tay đấm cho một cái. Bình thường, bình thường mà thôi, hi hi, nếu so với trưởng phòng Lý thì còn kém nhiều lắm. Lý Quý Niên nói rồi đưa Lý Trấn Viễn vào trong đại sảnh. chương 794, xem xét khắp nơi là học vấn, nhân tình rộng rãi là văn chương. Trưởng phòng Lý, mời ngài ngồi bên này đúng vậy là chỗ này chủ tịch lý anh cứ để cho bọn họ tự tìm vị trí của mình vương tử quân lén nói với lý quý niên lý quý niên cho rằng chào đón khách phải sắp xếp luôn vị trí cho khách nhưng không ngờ lại bị vương tử quân cản lại hắn chợt hoảng hốt tưởng rằng mình làm gì sai hắn xem xét lại những hành vi của mình nhưng càng như vậy thì càng phát hiện mình sai để cho khách tìm kiếm ghế của mình không phải là không tôn trọng bọn họ mà để cho bọn họ có được nguồn vui trong lúc tìm vị trí cho mình. Lý Quý Niên nghĩ vậy mà cảm thấy rất vui, mình dố cuộc là người hữu tâm, đồng thời cũng giật mình vì ánh mắt của Vương Tử Quân. Nếu hắn có chút tâm tư gì đó và đứng trước mặt Bí thư Vương, chẳng phải sẽ giống như đứng trước gương sao? Chưa đến 10 giờ thì các nhân sĩ của thành phố La Nam ở Sơn Viên đã đến đông đủ, trong số này có những người quyền cao chức trọng như phó phòng lý, cùng có người kinh doanh buôn bán ở thành phố Sơn Viên, mọi người cùng nhau đoàn tụ. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Bọn họ đã từng tham gia nhiều bữa tiệc lớn, nhưng căn bản chưa từng có giấy mời hoành tráng như lần này. Bọn họ nhìn cái tên của mình trên tấm thiệp tinh xảo, bọn họ vừa cảm thấy mới lạ, lại vừa cảm thấy mình giống như có độ nặng và được tôn trọng. Một vài người quen biết nhau, lúc này gặp mặt nhau mới biết đối phương cũng đang kinh doanh ở thành phố Sơn Viên, thế là những tiếng chào hỏi liên tục vang lên, bầu không khí náo nhiệt. Triệu Đức Lập là một người không phù hợp với không gian vào lúc này. Tuy thành phố La Nam là một phần của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng khẩu âm lại không giống như Sơn Viên, người La Nam đến Sơn Viên kinh doanh thường che giấu khẩu âm của mình, nhưng lúc này là bữa tiệc của người ở thành phố La Nam, bọn họ đều mở miệng dùng khẩu âm quê hương. Triệu Đức Lập nhìn Vương Tử Quân được đám người chung quanh vây lấy như sao quanh trăng, thế là trong lòng sinh ra cảm giác e ngại. Hắn biết rõ lúc này mình và người đàn ông trẻ tuổi kia căn bản không thể nào đánh đồng được, nhưng sự việc rơi xuống đầu, hắn không thể không làm. Hơn nữa triệu đức lập cũng không phải đến vì người này, hắn làm như vậy chỉ là muốn giảm phiền toái cho mình, nhưng cửa ải sau này sẽ ra sao? Đó là sự việc về sau, hắn không quan tâm. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, triệu đức lập cảm thấy chống ngực chợt ra tóc. Khi hắn định dùng tay bôi mồ hôi chán, lại thấy một bàn tay vỗ lên vai mình. Anh bạn, là người La Nam sao? Một giọng nói mang đậm khẩu âm La Nam vang lên bên cạnh triệu đức lập. Không phải, không phải. Triệu Đức Lập giống như mèo bị dẫm đuôi, hắn vô thức nghiêng đầu thì thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 đang dùng ánh mắt ân cần nhìn mình. Anh bạn, sao mặt mày đỏ như gấc vậy? Điều này, trong này hơi nóng. Triệu Đức Lập thầm mắng đối phương xen vào việc của người khác, nhưng vẫn phải mở miệng giải thích như vậy. Người đàn ông kia rất buồn bực, mùa đông khắc nghiệt, sao lại nóng cho được? Thế nhưng sau đó hắn nhìn máy điều hòa, chợt bừng tỉnh. Hay là máy điều hòa bật quá lớn? Đúng vậy. Triệu Đức Lập lúc này hy vọng người đàn ông trung niên kia đừng nói chuyện với mình, thế cho nên mở miệng dùng giọng qua loa nói. Nhưng ông trời không cho Triệu Đức Lập được như ước nguyện, hắn không mở miệng nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng. Máy điều hòa cũng không bật quá cao, đây là nhiệt độ ổn định mà. Triệu Đức Lập không ngừng gật đầu, dù người ta nói hăng say đến mức làm cho nước bọt văng cả lên mặt hắn. Cậu không phải là người thành phố La Nam sao? triệu đức lập cảm thấy rất phiền hắn vừa nghe câu nói này thì có chút xấu hổ chỉ sợ thân phận của mình bị khám phá cái gì tôi tôi khẩu âm của cậu không giống với thành phố la nam chúng tôi đúng rồi có phải từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố sơn viên hay không tôi có một người bạn từ nhỏ theo ông nội đến thành phố sơn viên bây giờ trên cơ bản đã không nói khẩu âm la nam lại kén rể đến từ thành phố la nam nếu như nói trước đó những lời lải nhải của người đàn ông trung niên làm cho Triệu Đức Lập cảm thấy phiền hà, bây giờ lại làm cho hắn thở dài một hơi, hắn cảm ơn trời đất, may mà mình không để lộ ra vấn đề. Khi Triệu Đức Lập chuẩn bị nói qua loa vài câu, người đàn ông trung niên chợt im lặng, bốn phía cũng bình tĩnh trở lại. Chợt nghe thấy trên đài chủ tịch vang lên tiếng cười nói. Các vị đồng hương, hôm nay tôi tụ tập mọi ân đến chung vui ở thành phố Sơn Viên, Triệu Đức Lập thấy người mở miệng phát biểu đầu tiên dùng khẩu âm La Nam, trên đài là nhóm người Vương Tử Quân và một vài người La Nam có vinh dự cao nhất. Đám người Vương Tử Quân ngồi đó nở nụ cười, người vừa lên tiếng chính là Lý Quý Niên. Lý Quý Niên phát biểu rất sóng giạc, hắn gần đây rất thích những trường hợp có mặt mũi và thể diện như thế này. Trước kia hắn sở dĩ không tổ chức tiệc chúc mừng năm mới các vị đồng hương, chẳng qua là không có gì để khoe khoang, nhưng bây giờ thì khác, hắn thật sự nắm trong tay rất nhiều thành tích, giọng điệu cũng lớn hơn ngày thường. Hai tuyến đường sắt và một con đường cao tốc đi qua cũng đã tạo ra cơ sở vững chắc cho thành phố La Nam phát triển. Năm nay thành phố La Nam đặt công tác kêu gọi đầu tư vào vị trí cực kỳ quan trọng, đã kêu gọi một hạng mục hơn chục tỷ của tập đoàn Huyền Lục, mở ra khu du lịch Cô Yên Sơn, thậm chí công ty thực phẩm dinh dưỡng Bất Lão Khang nổi tiếng cả nước cũng xây dựng nhà máy ở trong thành phố La Nam. Lý Quý Niên nói làm cho hội trường vang lên những tiếng vỗ tay rộn rã, tiếng vỗ tay cũng không phải vì nể mặt Lý Quý Niên, mà là vui vẻ vì sự biến đổi từng ngày ở quê nhà. Nếu như nói dĩ vãng thành phố La Nam căn bản không được nhiều người vỗ tay như vậy, nhưng biến đổi trong thời gian nửa năm qua đã khá rõ, vì thế Lý Quý Niên mới đưa thành tích ra như vậy. Cậu em, sao không vỗ tay? Chủ tịch Lý nói rất hay, hơn nữa thành phố chúng ta có biến hóa không nhỏ đấy nhé. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh thấy Triệu Đức Lập tỏ ra thờ ơ thì dùng giọng kỳ quái nói: "Điều này, tôi Triệu Đức Lập còn chưa nói dứt lời thì chợt nghe người đàn ông trung niên kia nói tiếp. Trước kia kinh doanh bên ngoài thì tôi sợ nhất là người ta hỏi mình ở đâu, nói mình là thành phố La Nam thì sợ người ta khinh thường. Bọn họ thấy thành phố chúng ta là địa phương nghèo kém, không có nhiều tiền, ngay cả một con đường ra hồn cũng không có. Lúc này thì chúng tôi có thể ưỡn ngực nói chuyện." vì có hai con đường sắt, một đường cao tốc, hì hì, nghĩ lại thì thấy rất thoải mái. Triệu Đức Lập đã bị người đàn ông trung niên ở bên cạnh nói cho cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế là hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Hắn uống ly rượu mà hoàn toàn không tự chủ được, giống như không phải uống rượu mà đang uống nước. Rượu cay chảy xuống cuống họng, thông qua thực quản, chui vào trong bụng, sau đó rượu cay bùng lên, bùng lên mũi tai mắt, hắn nhảy mũi vài cái, cảm thấy mặt và mắt nóng rực. Thế là hắn nằm lên bàn, không cách nào ngẩng đầu lên, giống như gốc hoa hướng dương đổ sụp. Vương tử quân ngồi trên đài chủ tịch sẽ không chú ý đến biểu hiện của Triệu Đức Lập. Đối với hắn thì Triệu Đức Lập là ai không quan tâm, hắn nhìn Lý Quý Niên, thấy gương mặt chủ tịch Lý đỏ bừng bừng, thật sự rất kích động. chương 795, Khốn khổ Lý Quý Niên phát biểu xong thì đến lượt Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ là khẳng định thành tích của thành phố La Nam, mong muốn mọi người chung sức chung lòng cùng nhau phát triển tuy trong lòng thầm oán không thôi, thế nhưng lúc này Triệu Đức Lập cũng chỉ có thể chờ. Chưa nói đến vấn đề gì khác, thật sự có chút trùng hợp, khi mà Triệu Đức Lập nhẫn nhịn đến mức sắp nổi điên thì trong bụng chợt có phản ứng, từng cảm giác dạo dực bồn chồn làm cho trong bụng cực kỳ khó chịu. Cậu định làm gì vậy? Khi Triệu Đức Lập thật sự không nhịn được và chuẩn bị đứng lên nói cho xong, hắn còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông trung niên bên kia lại lên tiếng. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, Đại ca, có tình huống gì sao?" Triệu Đức Lập vừa ôm bụng vừa trầm giọng nói. "Nếu như không có tình huống vừa rồi thì người đàn ông trung niên sẽ tin lời Triệu Đức Lập, nhưng lúc này hắn căn bản không tin lời, hắn kéo tay Triệu Đức Lập rồi nói. "Cậu em à, bí thư Vương phát biểu rất hay, cậu đã đến không nghe Vương Tử Quân lên tiếng là không được, thế nên cậu nghe anh nói một câu, thành thật ngồi xuống nghe đi." Người đàn ông này dùng sức không nhỏ, Triệu Đức Lập bây giờ đang đau bụng thế là khí lực mất đi bảy tám phần, nào phải là đối thủ của người này. Triệu Đức lập lại bị ép ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy bụng càng nóng, giống như không thể nào phát tiết thì thật sự không thoải mái được. nhưng người đàn ông trung niên ở bên cạnh lại sợ hắn xảy ra tình huống nào khác, thế là chờ hắn ngồi xuống thì khoát bàn tay mập mạp lên vai của Triệu Đức lập. nếu nói chỉ là khoát bàn tay lên vai thì không là vấn đề, người đàn ông trung niên này rõ ràng là ép chặt tay lên vai hắn làm hắn cảm thấy mình căn bản không thể động đậy được triệu đức lập cảm thấy cực kỳ khó chịu vẻ mặt có hơi trắng bệch thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng lúc này có quá nhiều người hơn nữa còn ở trong hội trường nếu hắn không chịu đựng được chỉ sợ cả đời anh minh sẽ mất sạch cần phải cố gắng thật sự cố gắng triệu đức lập đưa mắt nhìn vương tử quân hắn thật sự không biết vương tử quân đang nói cái gì thế nhưng trong lòng hắn lại có một nguyện vọng bí thư vương Ngài nhanh lên cho xong, nếu ngài nói không xong, bụng tôi cũng không xong. Triệu Đức Lập ôm bụng, hắn cảm thấy bây giờ mình thật sự khó chịu, ước mơ của hắn là được nhảy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Nhưng Vương Tử Quân mở miệng giống như mãi mà không dứt, từng tràng vỗ tay vang lên nhiệt liệt càng làm cho Bí thư Vương phát biểu thêm hào hứng. Cậu em, cậu nghe xem, Bí thư Vương thật sự nói rất hay, đó chính là xây dựng một thành phố La Nam giàu mạnh, sau này tôi đây cũng sẽ về quê xây vài gian phòng hưởng thụ cuộc sống thoải mái yên bình. Người đàn ông trung niên kia vẫn tiếp tục khoát tay lên vai Triệu Đức Lập, hắn căn bản không biết Triệu Đức Lập đang nghĩ điều gì, chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn giám đốc Triệu. Triệu Đức Lập thật sự rất muốn khóc, anh ơi là anh, anh muốn nói gì mà chẳng được, nhưng anh cũng phải cho tôi đây đi vệ sinh cái đã chứ. Triệu Đức Lập lúc này thật sự ngóng trông bài phát biểu của Vương Tử Quân kết thúc. Khi đám người vỗ tay điên cuồng thì hắn mới thoát khỏi vòng kiểm soát của người đàn ông trung niên rồi chạy vội về phía nhà vệ sinh. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đi rồi sẽ không bao giờ quay lại. "Đồng chí, anh muốn làm gì vậy?" Khi thấy biển hiện nhà vệ sinh thì Triệu Đức Lập vọt đến, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị vào cửa thì một người phụ nữ hơn 50 với cơ thể như núi thịt chợt xuất hiện đứng chắn trước nhà vệ sinh. "Làm gì vậy?" Người phụ nữ dùng giọng nghiêm khắc lên tiếng thật sự giống như gặp phải kẻ địch. Triệu Đức Lập thật sự không có tâm tư rông dài với đối phương, hắn giống lên. Đi vệ sinh, tránh ra cho tôi. Đây là nhà vệ sinh nữ, anh làm gì vậy? Người phụ nữ cũng không chút hàm hồ, nàng khẽ vươn tay giữ lấy cánh tay của Triệu Đức Lập, giọng nói cực kỳ có khí thế. Nhà vệ sinh nữ, không khốn khổ như vậy chứ? Triệu Đức Lập cảm thấy mình căn bản sẽ không chịu được bao lâu nữa, hắn dùng ánh mắt khốn khổ nhìn người phụ nữ sau đó dùng giọng cầu khẩn hỏi. Chị cho hỏi, nhà vệ sinh nam ở đâu? Bên kia, rẽ qua hành lang kia sẽ thấy. Người phụ nữ chỉ về phía xa rồi trầm giọng nói. Bên kia sao? Triệu Đức Lập nhìn về phía hành lang sâu hun hút mà trong lòng thầm ân cần thăm hỏi 18 đời thằng nào thiết kế nhà vệ sinh như vậy, nhưng hắn vẫn dùng tốc độ như gió lướt về phía bên kia. Âm! Um, Triệu Đức Lập dùng tay đẩy cửa, chợt phát hiện đẩy mãi không ra, đây là có chuyện gì? Triệu Đức Lập cực kỳ phẫn nộ, hắn đang định vung tay đấm cửa, đúng lúc thấy bên trên có ghi, nhà vệ sinh đang sửa chữa, mời lên lầu 3. Đúng là khốn nạn. Triệu Đức Lập cảm thấy mình đã chịu hết nổi, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhân viên khách sạn thì thấy một người đàn ông đang khép chặt hai chân chạy vội lên lầu ba giống như Giang bị thương. Người đàn ông kia có phải trêu chọc và bị phụ nữ đánh vào chỗ hiểm hay không? Nhân viên phục vụ đột nhiên sinh ra suy nghĩ ác ý như vậy. Triệu Đức Lập cuối cùng cũng bài tiết những thứ trong bụng ra ngoài, hắn thở dài một hơi nhưng vẫn không được thoải mái. Sau khi thu dọn xong, Triệu Đức Lập cũng không đi ra ngoài ngay, hắn hút vài hơi thuốc, sau đó mới lắc lư người đi ra khỏi nhà vệ sinh. May mà nhà vệ sinh không có ai, hắn xem như thở dài một hơi. Triệu Đức Lập cũng không đi xuống bằng đường cũ, hắn đi một vòng ở đường bên hông xuống cửa khách sạn. Tiên sinh, mời ngài đi bên này một nhân viên phục vụ dùng giọng nho nhã lễ độ nói, điều này làm cho Triệu Đức Lập cảm thấy mình được tôn trọng. Triệu Đức Lập muốn đi tìm Lưu Dung Hoa, thế nhưng sau khi đi hai bước thì cuối cùng lại quyết định quay về công ty. Hắn leo lên xe của mình, nhìn hoàn cảnh bốn phía, trong lòng mới sinh ra cảm giác giống như trở về nhà của mình. Chào giám đốc Triệu. Hơn 10 phút sau Triệu Đức Lập mới dừng lại trong công ty, nhân viên tiếp tân chạy ra tranh thủ thời gian mở cửa. Triệu Đức Lập đi về phòng mình, nhanh chóng khóa cửa, hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm giặt, sau đó thay đổi một bộ quần áo mới. Chỉ mong sau này đừng xảy ra những chuyện xui xẻo như vậy nữa. Triệu Đức Lập nằm chồng vó trên giường, hắn thầm cầu khẩn, hắn thật sự đã khá sợ Sa Si, trong đầu nghĩ nên trả tiền lương cho công nhân. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là một vị bí thư thị ủy mạnh mẽ, người ta nói ra được thì sẽ làm được, anh căn bản đừng chọc vào, nếu không thì rõ ràng là quá ngốc. Cốc 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 tiếng đập cửa vang lên dồn dập triệu đức lập nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảm thấy rất phiền hắn hung hăng nói đang bận có gì mai nói sau nhưng người gõ cửa giống như không đạt được mục đích không chịu bỏ qua triệu đức lập thật sự nổi trận lôi đình hắn đùng đùng đứng lên đi ra mở cửa đúng lúc này hắn thấy trước mắt trắng xóa luồng sáng trói mắt làm cho triệu đức lập thật sự muốn mắng chửi ai vậy ai dám chiếu đèn vào mặt hắn con bà nó ngại triệu đức lập này chưa đủ phiền phức sao chương 796, một cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo. Là thằng nào? Triệu Đức Lập ở trong công ty đã quen chửi mắng, lúc này hắn đang tức giận, thế là mở miệng mắng ẩm lên. Chỉ là hắn còn chưa mắng xong thì một gương mặt có chút quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt hắn. Triệu Đức Lập nhìn những gương mặt kia mà thật sự sinh ra cảm giác muốn đập nát tivi, vì những gương mặt này rất quen thuộc, thế nhưng hắn căn bản chỉ từng thấy trên tivi mà thôi. Chào anh, anh là đồng chí giám đốc triệu đức lập của công ty bất động sản tường nguyên phải không? Một người mang theo nụ cười tủm tỉm vươn tay về phía triệu đức lập. Triệu đức lập rụi rụi mắt, hắn lúc này mới ý thức được mình không nhìn lầm, lúc này đứng trước mặt hắn không phải là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân sao? Thạch Kiên Quân vì sao loại đến phòng làm việc của mình? Đây là có chuyện gì? Khoảnh khắc này hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong lòng triệu đức lập, hắn đắc ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt tươi cười của Thạch Kiên Quân, người ngây ra xin hỏi đồng chí có phải là giám đốc Triệu Đức Lập của công ty bất động sản Tường Nguyên không? Thạch Kiên Quân thấy Triệu Đức Lập ngây cả người, hắn khẽ lặp lại câu hỏi cực kỳ phong độ. Vâng, tôi là Triệu Đức Lập, ngài. Ngài đến đây làm gì? Triệu Đức Lập trước nay đối mặt với Liêu Dung Hoa vẫn luôn là mười không phục chín không cam lòng, nhưng bây giờ đối mặt với một vị chủ tịch tỉnh như Thạch Kiên Quân, trái tim của hắn thật sự giống như muốn đập tung lồng ngực. Đồng chí Triệu Đức Lập, Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Thạch Kiên Quân khẽ nở nụ cười nho nhã lễ độ với Triệu Đức Lập, hắn khẽ nói. Triệu Đức Lập chậm rãi hồi phục tinh thần, hắn nhìn Thạch Kiên Quân, trong lòng thầm nghĩ, tình huống này xảy ra, mình có thể nói không sao. "Chủ tịch Thạch, mời ngài ngồi." Triệu Đức Lập vừa ân cần mở cửa vừa mời Thạch Kiên Quân vào phòng. Thạch Kiên Quân căn bản không quan tâm đến biểu hiện ân cần lễ độ của Triệu Đức Lập. Vì hắn đã biết rõ hành vi của đối phương, sao có thể sinh ra hảo cảm cho được. Triệu Đức Lập ngồi vào vị trí của mình, sau đó vội vàng đi tìm trà, thế nhưng Thạch Kiên Quân lại vung tay cản lại. "Đồng chí Triệu Đức Lập, tôi lần này đến là có chuyện muốn nói với anh." Dù biết chủ tịch tỉnh đến tìm mình sẽ không phải là vô duyên vô cớ, nhưng sau khi nghe Thạch Kiên Quân nói như vậy thì Triệu Đức Lập vẫn sinh ra cảm giác bay bổng. Nhưng hắn còn chưa hưởng thụ cảm giác bay lên trời thì cả cơ thể lại giống như ngã xuống đất đồng chí Quách Kim Lương, anh đi ra đi. Thạch Kiên Quân khẽ cười với người đàn ông trung niên đi theo sau lưng, sau đó khẽ nói. Thạch Kiên Quân lên tiếng, Quách Kim Lương đi trong đội ngũ đã run rẩy đi ra. Chuyện này thật sự quá khó hiểu với Triệu Đức Lập, đối với một người nông dân như Quách Kim Lương thì lại càng là không thể nào hiểu nổi. Sáng sớm thì hắn được các đồng chí trong khu thường trú huyện Hồ Đông ở thành phố Sơn Viên đón về, khi hắn phản ánh với lãnh đạo huyện Hồ Đông rằng không nên xử lý bí thư la, Lãnh đạo huyện Hồ Đông đã vỗ vai hắn, nói là không cần căng thẳng, làm tốt chuyện của mình là được. Chỉ là Quách Kim Lương căn bản không biết chuyện của mình là gì. Khi Quách Kim Lương đang ngây ngốc u mê thì người của đài truyền hình và chủ tịch tỉnh đến, dưới những lời quan tâm của chủ tịch tỉnh, hắn thật sự cảm thấy rất ấm áp. Quách Kim Lương cảm thấy sự kiện làm việc nửa năm không lấy được tiền lương sắp được giải quyết. Sau đó vị chủ tịch tỉnh gần gũi bình dị đưa hắn đến công ty này gặp được tên giám đốc trước đó hất hàm sai khiến mình, thế nhưng vị giám đốc này thấy mặt chủ tịch tỉnh thì căn bản giống như cháu gặp ông nội, cúi đầu đến tận ngực. Giám đốc Triệu, tôi nghe đồng chí Quách Kim Lương nói, vài chục người bọn họ đến công trường làm việc cho anh gần nửa năm, bây giờ về quê ăn Tết nhưng anh không phát lương, có phải vậy không? Thạch Kiên Quân nhìn Quách Kim Lương với bộ dạng quần áo tà tơi, sau đó nhìn bộ dạng nghiêm túc thoải mái của Triệu Đức Lập, giọng điệu càng thêm nghiêm túc triệu đức lập thấy quách kim lương thì xem như đã hiểu ra vấn đề hắn run rẩy nhìn quách kim lương trong lòng gào thét đại ca anh cũng đừng quá rung động người nên run chính là tôi anh run thì có ý nghĩa gì nhưng triệu đức lập lúc này căn bản không dám nói với quách kim lương hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của chủ tịch tỉnh thạch kiên quân biết rõ mình chỉ là chứng trọi đá mà thôi thế nên trầm ngâm dây lát thì nói chủ tịch thạch tôi nhất định sẽ trả toàn bộ tiền công cho nhóm quách kim lương trước đó sở dĩ không trả tiền là vì công ty gặp vấn đề về việc xoay tròn vốn thế cho nên không thể cho ra nhiều tiền như vậy triệu đức lập nói đến đây thì nhìn qua vẻ mặt của chủ tịch thạch hắn dùng giọng cẩn thận nói nhưng bây giờ thì tốt rồi tình huống tài vụ đã giảm căng thẳng tôi đang chuẩn bị ngày hôm nay sẽ phát lương cho nhóm quách kim lương phát ngay bây giờ sao vẻ mặt thạch kiên quân chợt ôn hòa hơn lão khẽ lên tiếng phát ngay bây giờ phát ngay bây giờ Triệu Đức Lập vừa nói vừa lấy một sắp tiền mặt từ trong ngăn kéo ra, cũng không nhìn mà đưa cho quách kim lương. Giám đốc Triệu, tiền lương của tôi chỉ là 5.600, không phải nhiều như thế này. Quách Kim Lương nhìn thấy Triệu Đức Lập đưa đến một cọc tiền, thế là khẽ nói. Lúc này Triệu Đức Lập hận không thể đấm lên mặt Quách Kim Lương, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn biết lần này mình rất mất mặt, khất nợ tiền lương công nhân, lại để cho Chủ tịch tỉnh đến tận đây làm việc. Hơn nữa lúc này có nhiều phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn đi theo chủ tịch tỉnh, hắn không nổi tiếng cũng quá khó. Lực ảnh hưởng của Thạch Kiên Quân cũng không phải là một nhân vật nhỏ nhặt như Triệu Đức Lập có thể sánh được, cho dù Thạch Kiên Quân không nói lời nào, chỉ sợ hắn và công ty của hắn sẽ bị các phương diện thi nhau đả kích, những hợp đồng có được cũng sẽ đứt gánh ra đi. Nhiều ít là bao nhiêu? Giám đốc Triệu, mong anh đếm lại cho đủ. Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Triệu Đức Lập, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Triệu Đức Lập có thể làm thế nào được nữa đây? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đếm tiền. Trước kia hắn cảm thấy việc đếm tiền căn bản là rất có thành tựu, đặc biệt là cầm một chồng tiền đứng trước mặt phụ nữ càng có khoái cảm không gì so sánh được. Nhưng bây giờ cũng là đếm tiền, thế nhưng hắn lại cảm thấy giống như đang bị rút gân lột ra vậy. Hơn 5.000 đồng, Triệu Đức Lập đếm khoảng 2 phút, thế nhưng ánh đèn lóe sáng lại liên tục chĩa vào mắt hắn. Đám phóng viên kia bình thường công ty muốn làm quảng cáo hay tổ chức sự kiện thì đút cho bọn họ vài đồng tiền lì xì si còn tỏ ra bực mình, hôm nay thì lại khác, đám người thật sự cảm thấy giống như bỏ qua cơ hội quay phim ngàn năm một thuở vậy. Anh Quách, đây là tiền của anh. Triệu Đức Lập đã quên tên của Quách Kim Lương, hắn đã đếm xong tiền, thế là nhanh chóng đặt tiền vào trong tay Quách Kim Lương. Chương 796, hai cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo Quách Kim Lương vẫn đang ở vào trạng thái kích động. Lúc này hắn cầm sấp tiền, nghĩ đến thời gian mình vất vả làm việc, sau đó cùng nhau đến đòi tiền nhưng bị người ta thuê côn đổ đánh cho một trận. Thế là mũi có hơi cay cay, nước mắt chảy xuống. Thạch Kiên Quân cũng có chút kích động. Làm quan không làm chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang. Làm quan đến cấp bậc như của hắn thì thường cố ý ra vẻ là nhiều, nhưng hôm nay hắn thật sự cảm thấy có giá trị. Cảm ơn, cảm ơn. Quách Kim Lương nói lời cảm tạ, điều này làm cho Triệu Đức Lập cảm thấy có chút run rẩy, vì hắn thấy ánh mắt phẫn nộ của đám phóng viên phía bên kia. Hắn đã từng gặp qua ánh mắt kia, giống như khi còn bé hắn đùa giỡn với một cô bạn gái, sau đó bị anh trai của cô bạn kia đánh cho một trận. Khi đó anh của cô gái kia cũng có ánh mắt như vậy, sở dĩ Triệu Đức Lập khắc sâu ký ức này, cũng vì đòn đánh khi đó thật sự là quá đau. Bây giờ ánh mắt phẫn nộ xuất hiện trên người phóng viên chuyện này căn bản sẽ không phải là nhỏ tất nhiên đám phóng viên kia sẽ không đánh hắn chỉ cần ghi vài dòng chữ thậm chí còn có thứ khủng khiếp hơn chờ đợi hắn chủ tịch thạch tôi đã lấy được tiền công thế nhưng những công nhân cùng làm việc với tôi bọn họ cũng không có tiền về quê ăn tết còn phải làm phiền ngài quách kim lương nắm tiền trong tay hắn dùng giọng ngập ngừng nói đồng chí quách kim lương chuyện này anh không cần lo lắng vừa rồi đồng chí triệu đức lập đã nói rõ ràng hôm nay sẽ trả toàn bộ số tiền đang nợ thạch kiên quân nói đến đây thì nhìn triệu đức lập rồi trầm giọng nói giám đốc triệu anh nói lời sẽ giữ lời đấy chứ tất nhiên tôi đã nói là làm triệu đức lập cảm thấy giống như đang uống máu mình thế nhưng dù hắn có khó chịu thế nào hắn cũng không dám lật lọng ở trường hợp này đám phóng viên kia đang làm gì chỉ sợ ngày hôm sau bọn họ đã bán anh đi rồi thạch kiên quân bỏ đi quách kim lương cũng đi Đám phóng viên kia cũng đi theo. Dù trước khi đi thì Thạch Kiên Quân khách khí nói với Triệu Đức Lập rằng kinh doanh nên thành tín, nhưng Triệu Đức Lập lại cảm thấy rất rõ ràng, lần này mình xem như xong rồi. Hắn đã để cho chủ tịch tỉnh đến tận nhà đòi tiền lương cho công nhân, xem như người ta một khi gặp chuyện không may thì uống nước lạnh cũng tắc răng. Triệu Đức Lập nghĩ đến tiền lương mà nhanh chóng gọi điện thoại, hắn bây giờ không quan tâm nhiều như vậy, cho dù tài chính có vấn đề thì hắn cũng phải nhanh chóng phát lương hơn nữa cho dù có vấn đề thì đó cũng là của liêu dung hoa chính mình nên bảo toàn bản thân rồi nói sau tôi là triệu đức lập nhanh chóng phát tiền lương đúng tôi nói tiền lương của ai sao con bà nó còn tiền lương của ai nữa tất nhiên là đám công nhân kia tôi nói cho cậu biết phải phát cho bọn họ không thiếu một xu nào đừng dở cho ở sự kiện này nếu chọc vào phiền toái ông sẽ giết chết mày triệu đức lập nói xong thì ngồi xuống ghế salon hắn nghĩ đến những sự việc không thuận lợi xảy ra vào ngày hôm nay thế là thật sự sinh ra cảm giác cực kỳ mệt mỏi chán nản xem ra tết năm nay phải lên chùa lễ phật triệu đức lập thầm nghĩ như vậy chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa không phải có chuyện gì xảy ra nữa chứ lần này cửa mở cũng không có ánh đèn chĩa vào mặt nhưng trước mặt là vài người có đeo quốc huy trên mũ điều này làm cho hai mắt triệu đức lập chợt đau nhức hắn nhìn người đàn ông đứng thẳng trước mặt Thế là dùng giọng chú ý hỏi. Các vị đồng chí, xin hỏi các vị có chuyện gì sao? Xin hỏi ngài có phải là đồng chí Triệu Đức Lập không? Người đàn ông đứng đầu nhìn tấm ảnh trong tay, sau đó lại nhìn Triệu Đức Lập rồi hỏi. Triệu Đức Lập chợt cảm thấy da đầu căng cứng, trong lòng thầm sinh ra cảm giác xấu, hắn hít vào một hơi rồi dùng giọng quả quyết nói. Tôi, tôi không phải. Chào anh, Triệu Đức Lập. Viên cảnh sát thấy Triệu Đức Lập mở miệng từ chối thì đưa tấm ảnh trong tay lên nói. Có người tố cáo anh tình nghi đánh người bị thương, mong anh đi theo chúng tôi một chuyến. Các anh, tôi thật sự không làm chuyện trái pháp luật như vậy, các anh là người của phân cục công an phía Tây phải không? Lần này chắc là có hiểu lầm, tôi là bạn của cục trưởng La của các anh. Triệu Đức Lập thấy hai tên cảnh sát trẻ muốn tiến lên đưa mình đi, thế là vội vàng nói. Người đàn ông trung niên đi đầu khẽ cười cười dùng giọng không chút sợ hãi nói. Đồng chí Triệu Đức Lập, mọi người đều ngang hàng trước pháp luật, đồng thời chúng tôi cũng không phải là người phân cục, chúng tôi là người của Cục Công an tỉnh. Là người của Cục Công an tỉnh thì tốt quá, tôi là bạn tốt của Liêu Dung Hoa, mà Liêu Dung Hoa là con trai của Cục trưởng Liêu. Triệu Đức Lập giống như gặp được cứu tinh, hắn lớn tiếng nói. Tên cảnh sát kia nghe thấy ba chữ Cục trưởng Liêu thì vẻ mặt có hơi biến đổi, thế nhưng hắn lại phất tay nói đưa đi. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, Lưu Dung Hoa sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. Triệu Đức Lập bị hai tên cảnh sát trẻ kéo đi, hai chân chợt mềm nhún, đột nhiên sinh ra cảm giác sụi lơ. Tên cảnh sát trẻ tuổi bị Triệu Đức Lập giữ chặt tay chợt quay mặt lại dùng giọng lạnh lùng nói. Không nên hở chút là mở miệng nói đến Lưu Công Tử, anh ta cho phép anh làm trái luật sao? Anh nên chuẩn bị giải trình những gì mình đã làm là vừa trong phòng làm việc của Liêu Dung Hoa, đúng như những lời mà Triệu Đức Lập đã nói trước gió, bây giờ Lưu Dung Hoa không có việc gì, đang áp dụng câu không có việc thì làm việc với thư ký. Lúc này trên chiếc ghế rộng rãi, nữ thư ký đã bị hắn quyến rũ bị cởi sạch quần áo, nàng đang uốn éo như một con rắn. Liêu Dung Hoa cảm nhận cảm giác khoái cảm tuyệt đối, thế là trong lòng sinh ra cảm giác đắc ý. Cái gì mà gái mười liệt chín trinh, thấy tiền không phải cũng ngoan ngoãn cởi quần áo ra sao? nói cho cùng thì vẫn là ra giá chưa đủ mà thôi. Còn bà nó, làm quan không được tự do, thật sự chỉ có tiền là tốt, muốn làm gì chỉ cần ném tiền ra là xong, tùy ý thích làm gì thì làm. Trong lúc khoái cảm bùng lên như thác lũ, Liêu Dung Hoa không khỏi nghĩ đến câu nói thô tục của Triệu Đức Lập, có việc thì thư ký phải làm, không có thì làm việc với thư ký, dù thật sự có chút thô tục nhưng lại là sự thật. Liêu Dung Hoa nghĩ đến Triệu Đức Lập, lại nghĩ đến những gì mình bày ra ngày hôm nay. Lúc này Triệu Đức Lập có lẽ đã đi đến tham gia bữa tiệc chúc Tết của thành phố La Nam, có lẽ đã đứng lên phát biểu. Dù Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý kia có không cam lòng, thế nhưng bọn họ sẽ vì lực ảnh hưởng của sự việc, vì giữ hình tượng của thành phố La Nam mà nuốt quả đắng là sự việc liên quan đến Triệu Đức Lập vào trong lòng. Còn bà nó, Triệu Đức Lập kia thật sự không biết xấu hổ, vì sao đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ tên khốn kia cũng đang rất bận rộn sao? chương 797, say gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ. Liêu Dung Hoa đã đoán đúng, Triệu Đức Lập bây giờ thật sự rất bận rộn. Hắn chợt cảm thấy tốc độ nhún nhảy của nữ thư ký có hơi chậm, thế là hắn dùng tay vỗ lên chiếc mông căng tròn của nàng rồi nói. Đi ra mở TV. Giám đốc Liêu, chẳng lẽ người ta không tốt, ngài còn phải xem TV trợ hứng nữa sao? Nữ thư ký tuy ở cùng Liêu Dung Hoa không quá lâu, thế nhưng nàng lại hiểu rõ về tính cách của hắn, đặc biệt là khi hai bên có tiếp xúc ra thịt, nàng càng tìm hiểu rõ ràng sở thích của hắn. Liêu Dung Hoa nhìn gương mặt quyến rũ của nữ thư ký, hắn chợt nở nụ cười dâm loạn. Ai nói tiểu yêu tinh em không đủ mê người, giám đốc Liêu Anh bảo em mở TV, chính là muốn xem chương trình thời sự. Xem thờ sự, cô thư ký chợt ngây người, nàng không phải mới ăn nằm với một mình Liêu Dung Hoa, trên đời này có rất nhiều sở thích quái đản, thế nhưng nàng chưa từng thấy người nào có sở thích như vậy. Nàng Trần chờ một chút, sau đó dùng giọng khó tin nói: "Giám đốc Liêu, ngài muốn xem thời sự sao?" Tất nhiên là xem thời sự, có câu say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ, ông bây giờ đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng là say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ. "Ha ha, bảo bối, nhanh nhanh lên." Liêu Dung Hoa nói rồi đưa hai tay lên giữ chặt lấy bộ ngực của cô thư ký, sau đó vuốt vuốt khá mạnh, vẻ mặt đắc ý. Tuy hành động thô bạo của Liêu Dung Hoa làm cho nữ thư ký có chút đau, thế nhưng nàng vẫn dùng giọng đùa giỡn nói: "Giám đốc Liêu, ngài thật sự là giỏi hưởng thụ, hi hi, ngài chờ đấy, tôi sẽ đi ra mở tivi." Khi nữ thư ký đi đến chiếc tivi mở lên, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đi thị sát nghiên cứu tình hình vài nơi. Liêu Dung Hoa nhìn bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đứng nói chuyện thân thiết với vài công nhân nhà máy trong gió lạnh, hắn mỉm cười chỉ vào nói: Tiểu Mỹ, em nói anh thoải mái hay bí thư nhất phong thoải mái hơn? Nữ thư ký đã ghé sát người lên Liêu Dung Hoa, nàng hờn dỗi cười nói: "Tất nhiên là ngài thoải mái hơn rồi, bí thư tỉnh ủy thì thế nào, bây giờ cũng không phải đang đứng ngoài trời lạnh sao, còn anh thì lại đang được hưởng cảm giác sảng khoái ở trong phòng ấm áp thế này." "Ha ha ha, em nói rất hay, lát nữa chúng ta đến nhà hàng Tây ăn cơm, xong việc sẽ mua cho em vài bộ quần áo mới." Liêu Dung Hoa gần đây rất sảng khoái với phụ nữ, hơn nữ đây còn là một người phụ nữ hầu hạ hắn sảng khoái, hắn càng thêm hào phóng. Nữ thư ký nghe thấy Liêu Dung Hoa sẽ mua cho mình thêm vài bộ quần áo, thế là càng hoạt động mạnh hơn, điều này càng làm cho Liêu Dung Hoa thêm hưng phấn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy lưng nữ thư ký, hào khí bừng bừng trong lòng. Giám đốc Liêu, người ta cũng không muốn quần áo mới, hai ngày trước em có xem một chiếc túi rất đẹp, ngài mua cho em nhé, cái túi sách của người ta đang dùng bây giờ là của mùa hè. Nữ thư ký tuy ở bên cạnh Liêu Dung Hoa chưa lâu thế nhưng lại là người cực kỳ giỏi nhìn mặt nói chuyện, khi thấy Liêu Dung Hoa có bộ dạng như vậy, nàng nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Liêu Dung Hoa tất nhiên cũng là người hiểu rõ tâm tư của phụ nữ, hắn cười hì hì, vung tay xoa nắn vài bộ vị trên người nàng, sau đó cười lớn nói. Dùng thêm chút sức, hầu hạ anh cho tốt, muốn mua cái gì cũng được. Nữ thư ký cười hì hì, sau đó nàng đẩy lưu dung hoa ngửa ra để liên tục phát động thế công, thế là trong văn phòng liên tục vang lên những âm thanh tà dị. Lưu dung hoa nhìn hào nhất phong đứng trong giá rét, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đó là nếu hào nhất phong muốn đổi chỗ cho mình, chắc chắn hắn sẽ không chịu đổi. Làm quan cũng không dễ dàng gì, dù là cố ý ra vẻ thì cũng nên chọn lựa ngày xuân ấm áp chứ. Cũng đừng nên đi ra ngoài vào mùa đông lạnh lẽo. Khi hắn đang cực kỳ đồng tình với Hào Nhất Phong, đang nghĩ xem đối phương có bị đông cứng toàn thân hay không, đột nhiên hình ảnh thay đổi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên tivi, mà gương mặt này lại làm cho hắn phải ngây dại. Liêu Dung Hoa dám đánh cuộc, nếu bây giờ bố hắn xuất hiện trên tivi, chính hắn cũng sẽ không giật mình như vậy. Điều quan trọng là người xuất hiện trên tivi thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Trong đầu hắn không còn bí thư nhất phong, không còn hình ảnh nữ thư ký đang nhấp nhổm, chỉ còn lại một gương mặt tràn đầy kinh ngạc trong tivi. Triệu Đức Lập, tiểu tử kia sao lại lên TV? Nghe nói vị nông dân này vào thành phố công tác gần nửa năm mà không được nhận tiền công, thế là chủ tịch Thạch quyết định đi giúp anh ấy lấy về tiền lương của chính mình. Một giọng nói trong trẻo truyền vào trong tai Liêu Dung Hoa. Triệu Đức Lập vì sao lại ở công ty? Không phải tên này đang đi đến tham gia bữa tiệc chúc Tết của thành phố La Nam sao? Hơn nữa tên công nhân trong công ty của Triệu Đức Lập vì sao lại tìm được Thạch Kiên Quân? hắn là công tử của một vị phó cục trưởng cục công an tỉnh, hắn biết rõ công tác phòng hộ cho các vị lãnh đạo tỉnh nghiên cần cỡ nào. Nhưng bây giờ chủ tịch Thạch Đại Nhân lại đi giúp người nông dân tên là Quách Kim Lương kia đòi lại tiền công, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khoảnh khắc này Liêu Dung Hoa chợt trở nên tê dại khó hiểu. Ánh mắt Liêu Dung Hoa nhìn chằm chằm vào gương mặt như thận heo của Triệu Đức Lập. Hắn nhìn thấy bộ dạng ngu dốt của Triệu Đức Lập, thấy đối phương cầm tiền ra giao cho nông dân, Càng nhìn vào tình huống Thạch Kiên quân đối phó với Triệu Đức Lập, ép Triệu Đức Lập phải lên tiếng phát lương cho tất cả những người còn lại. Nếu tên khốn kia phát lương, như vậy tiền của mình thì sao? "Giám đốc Lưu, ngài, ngài làm sao vậy? Em đã cố gắng hết sức." Nữ thư ký điên cuồng nhún nhảy thế nhưng đã dừng lại, vì Lưu Dung Hoa căn bản là không phối hợp. Nàng không tiếp tục vận động, chỉ có thể chú ý vuốt ve mơn trớn vừa dùng giọng đáng yêu oán trách nói. "Nếu như là trước kia, Liêu Dung Hoa biết đâu sẽ tán thưởng biện pháp kích thích này của nữ thư ký, biết đâu sẽ vì vậy mà mua thêm cho nàng ít đồ này nọ. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất nhàm chán, thế là nhanh chóng phát tiết. Nữ thư ký vuốt ve thứ đã mềm nhún của Liêu Dung Hoa với bộ dạng còn chưa thỏa mãn, thế là hắn đá cho nàng một cái rồi hung hăng nói. Cút! Nữ thư ký căn bản không hiểu nguyên nhân vì sao giám đốc của mình lại trở mặt nhanh chóng như vậy, nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhanh chóng rời đi giống như một con mèo bị đá văng ra khỏi phòng. Nhưng khi rời đi, trong mắt nàng chợt ẩn giấu chút ai oán. Chẳng lẽ giám đốc Liêu không dùng được? Nếu Liêu Dung Hoa biết được nữ thư ký nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị chọc giận nhảy dựng lên. Nhưng lúc này hắn chợt bình tĩnh trở lại, bản tin vừa rồi đã hết, Thạch Kiên Quân cũng không còn xuất hiện, nhưng tâm tư của Liêu Dung Hoa lại bay xa ngàn dặm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? đám nông dân huyện Hồ Đông sao lại tìm được chủ tịch Thạch Kiên Quân. Hơn nữa Thạch Kiên Quân vì sao lại không làm gì khác, lại đến áp chế một tiểu nhân vật như Triệu Đức Lập. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, một gương mặt lóe lên trong đầu Lưu Dung Hoa. Hắn nghĩ đến người này, hắn không khỏi thở dài một hơi, chính mình muốn dùng vài thủ đoạn mở ám để trói tay trói chân Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại ra tay khủng bố như vậy. Thì ra hai bên vốn không phải một cấp bậc, chương 798 một ra bài gần dân. Khi Thạch Kiên quân ra mặt đòi lương cho công nhân, khối chính quyền tỉnh mượn cơ hội này để cho ra liên tiếp ba văn kiện để đảm bảo nông dân vào thành phố tìm việc làm được trả tiền lương đúng hạn. Câu nói ích lợi của quần chúng không phải nhỏ, lợi ích của nhân dân càng lớn hơn trời lại càng được phát tán theo những văn kiện lần này, càng làm gia tăng những lời khen ngợi về Thạch Kiên quân. Thạch Kiên Quân ngồi trong phòng làm việc nhìn hình ảnh mình đi đòi tiền lương chính đáng cho công nhân quét kim lương, sau đó là nội dung ba văn kiện của khối chính quyền tỉnh, trong lòng rất thoải mái. Lần này hắn có thể nói là thoát ly hoàn toàn khỏi bóng tối của Hào Nhất Phong, thể hiện âm thanh của chính mình. Dù còn chưa có quá nhiều người nói về sự kiện này, nhưng với kinh nghiệm tham chính nhiều năm, Thạch Kiên Quân có thể phán đoán được chuyện này nhất định sẽ tăng độ nặng cho chính mình. Quách Kim Lương tự mình ra mặt đòi lương cho nông dân Quách Kim Lương, sau đó còn tự mình cho ra vài cái văn kiện làn gió quan tâm đến những tập thể yếu thế đang liên tục được đề cao trong nước, càng là vấn đề được các lãnh đạo quốc gia coi trọng. Lúc này Thạch Kiên Quân là người vung tay thể nghiệm, nghĩ đến suy nghĩ của lãnh đạo, làm việc mà lãnh đạo cần, nhất định sẽ được khen ngợi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Thạch Kiên Quân đặt điều khiển từ xa lên bàn, sau đó cất bước ra khỏi phòng trong. Khi hắn vừa lên tiếng mời vào, chợt thấy thư ký nhanh chóng đi vào. Chủ tịch Thạch, báo triều Nam Phương đã đăng câu chuyện giúp nông dân lấy tiền công của ngài, cũng cho ra một bài viết bình luận sự kiện này. Bài viết tán thưởng cao độ những văn kiện giúp đỡ nông dân vào thành phố kiếm việc làm của tỉnh Sơn Nam chúng ta, đồng thời bọn họ còn cho ra đánh giá rất tốt về ngài. Thư ký đi vào cửa, hắn hưng phấn trải tờ báo xuống trước mặt Thạch Kiên Quân, sau đó khẽ nói. Thạch Kiên Quân nhìn tấm hình của mình và quách kim lương, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Báo Triều Nam Phương không phải là truyền thông bản địa, nhưng lực ảnh hưởng của nó là rất lớn, được bọn họ đánh giá như vậy, tất nhiên hiệu quả quảng cáo rất mạnh mẽ. À, bọn họ đưa tin còn có chút khoa trương, tôi giúp một nông dân đòi tiền lương, thật sự chỉ là một sự việc bình thường, căn bản không cần gióng chống khua chiêng tuyên truyền như vậy. Thạch Kiên Quân nở nụ cười đắc ý, sau đó nở nụ cười, giống như không quan tâm. Tuy viên thư ký cũng không phải công tác quá lâu bên cạnh Thạch Kiên Quân, Thế nhưng hắn là người nhanh nhạy lanh lợi, nào không đoán được tâm sự của lãnh đạo. Lúc này hắn cười cười và khẽ nói: "Chủ tịch Thạch, tôi thật sự quá hưng phấn, thật sự không giống như ngài, tôi làm gì cũng quá phô trương. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hướng ngài học tập, đảm bảo sau này sẽ không làm ngài mất mặt." Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu thản nhiên nói: "Tiểu tử cậu công tác cũng rất tích cực, thế nhưng trong lòng vẫn quá chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt." sau này cậu cần bồi dưỡng phong cách xử sự, nếu xử lý chuyện gì mà không vững vàng trận tuyến, sao có thể đảm đương trách nhiệm. Chỉ khi nào ổn định như Thái Sơn thì mới không sinh ra chút gợn sóng sợ hãi mà thôi. Gánh trách nhiệm lớn tương đương với quyền lực càng lớn, lãnh đạo nói chuyện cực kỳ ẩn giấu, anh cần phải chăm chú thưởng thức, cẩn thận suy xét mới có thể thấu hiểu tất cả những ý nghĩa bên trong. Thạch Kiên Quân tuy phê bình thư ký, thế nhưng thực tế lại nói cho thư ký biết, hắn làm không sai, lãnh đạo cũng không tức giận. Khi thư ký cúi đầu nhận sai lầm, điện thoại trên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân chợt vang lên, thư ký nhìn thoáng qua chủ tịch Thạch, sau đó lập tức nhận điện thoại. Chủ tịch Thạch, lão thủ trưởng ở thủ đô gọi điện thoại đến. Thư ký tiếp điện thoại nói hai câu rồi vội vàng báo cáo với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân nghe nói là điện thoại của ông cụ nhà mình, thế là nhanh chóng tiến đến nghe máy. Thư ký cũng làm việc theo hoàn cảnh, hắn nhanh chóng đi ra, cũng cẩn thận đóng cửa phòng làm việc của Thạch Kiên Quân lại. "Bố, sao hôm nay ngài lại gọi điện thoại cho con thế này?" Điện thoại vừa nối thông, Thạch Kiên Quân nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, thế là không khỏi khẽ hỏi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, sau đó chợt nghe thấy đối phương nói: "Kiên Quân, có thể đứng thẳng người trên vị trí của mình, lại cố gắng nhào xuống làm việc tốt cho nông dân, làm việc hiện thực, coi như con làm rất khá." hôm nay bố biết được tin tức của con từ một người chiến hữu bố rất vui thật sự rất vui thạch kiên quân dù là chủ tịch tỉnh nhưng đối mặt với bố lại luôn tỏ ra kính sợ mà lời khen ngợi của bố lại càng làm hắn tỏ ra hưng phấn không thôi bố con chỉ làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình mà thôi thạch kiên quân cố gắng áp chế cảm giác vui vẻ sau đó khẽ nói với đầu dây bên kia làm việc trong khả năng của mình là được bố cũng không muốn con phải làm việc khó xử Lúc này có số ít người chỉ theo đuổi những thứ xa xăm nhưng lại không làm những việc cần ngay trước mắt, còn không theo chân bọn họ, bố cũng thật sự rất vui mừng. Thạch lão nói rồi tiếp tục lên tiếng. Đặc biệt là những văn kiện của tỉnh Sơn Nam, bố nghe Chiến Hữu cũ nói, đang chuẩn bị nhờ những văn kiện của tỉnh Sơn Nam để chuẩn bị cho ra văn kiện đảm bảo quyền lợi của nông dân. Thạch Kiên Quân nghe thấy tiếng cười cởi mở của bố mình, thế là trong lòng càng thêm hưng phấn. Không muốn làm lãnh đạo đứng đầu thì căn bản không phải là lãnh đạo thứ hai hợp cách. Thạch Kiên Quân là một lãnh đạo đứng hàng thứ hai cực kỳ hợp cách, hắn rất muốn tự làm ra thành tích của mình dưới tình huống bị bao phủ bởi uy vọng của Hào Nhất Phong. Lúc này dù hắn đã đứng vững gót chân ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nói về lực ảnh hưởng, hắn vẫn kém rất xa Hào Nhất Phong. Nhưng lần này Thạch Kiên Quân xem như có một cơ hội. Sau khi cúp điện thoại của bố, Thạch Kiên Quân rơi vào trầm tư. 10 phút sau hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang ở trong khách sạn Lai Đăng Hỷ, hắn đang trò chuyện với Chủ tịch Lý Quý Nhiên. Hôm nay thành phố La Nam tổ chức bữa tiệc chúc Tết, thật sự rất thành công, dù là thương nhân hay cán bộ đi ra từ thành phố La Nam đều cảm thấy vui mừng vinh quang vì sự phát triển của quê hương. Khi nâng ly uống rượu, những người có vị trí địa vị quan trọng đã mở miệng nói rằng sang năm sẽ cho ra một ít cống hiến với quê hương. Tuy những người này chỉ nói bằng giọng lập lời, nhưng với kinh nghiệm của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, cả hai đều biết sự việc trên cơ bản đã thành công. Những người kia dù ăn nói mơ hồ, thế nhưng khi làm việc sẽ cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đã đồng ý thì nhất định sẽ làm cho được. Thậm chí sự kiện Chủ tịch Thạch Kiên Quân giúp đỡ Quách Kim Lương đòi tiền lương cũng được công bố ở trong bữa tiệc, bên trong đó ẩn giấu nội dung gì, càng làm cho những người trong quan trường phải xem xét. Những người này đi đến vị trí hiện tại đều rất thông minh, có ánh mắt nhìn xuyên thấu sự việc. Trường 798-2 ra bài gần dân Có thể nói mỗi ngày Chủ tịch Thái Kiên Quân đều rất bận rộn, nhưng bây giờ lãnh đạo tỉnh lại ra mặt giúp đỡ khó khăn, điều này ai cũng thấy rõ ràng. Quách Kim Lương là một dân công bình thường, lại đơn giản được gặp mặt Chủ tịch tỉnh hơn tất cả đám người bọn họ, phản ánh sự việc của mình với Chủ tịch tỉnh, càng làm cho Chủ tịch tỉnh phải ra mặt giúp mình lấy lại tiền lương. Điều này căn bản không phải là một dân công bình thường có thể làm được, chưa nói đến Chủ tịch tỉnh nếu một người nông dân có thể cho ra lời mời với chủ tịch thành phố, chỉ sợ hắn cũng không đến mức phải vào thành phố làm công. nghĩ đến những điều này thì ánh mắt đám người đều nhìn về phía Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. bọn họ biết rõ có người thúc đẩy sự việc này, mà những người thúc đẩy chỉ có thể là hai người đang ngồi trên đài chủ tịch. nhưng ngay sau đó có rất nhiều người bài trừ Lý Quý Niên ra ngoài, vì bọn họ biết rõ nếu Lý Quý Niên có bản lĩnh như vậy, hắn cũng sẽ không rơi vào tình huống chẳng làm được gì sau nhiều năm ở thành phố La Nam loại trừ chủ tịch Lý Quý Niên, đáp án còn lại xem như quá sinh động. Sau khi phát hiện được bí mật này thì đám người muốn mời rượu vương tử quân càng thêm nhiệt liệt, bọn họ liên tục nâng ly đi đến gần bí thư vương, hy vọng có thể tiếp xúc thân mật với bí thư vương. Vương tử quân là người đứng đầu thành phố La Nam, hơn nữa lại là một người cực kỳ có năng lượng, cho nên số người hướng về phía hắn là đặc biệt nhiều. Thế cho nên thư ký Khương Long Cương đi theo bên cạnh lãnh đạo cũng tiếp nhận được càng nhiều danh thiếp của mọi người bí thư vương ngài xem chủ tịch thạch bây giờ đã trở thành vị lãnh đạo cực kỳ gần dân rồi lý quý niên nhìn hình ảnh của thạch kiên quân trên tv sau đó khẽ nói với vương tử quân vương tử quân nhìn màn hình tv rồi khẽ gật đầu nhưng lúc này hắn cũng có chút ngạc nhiên hắn biết rõ sự việc sẽ cho ra tiếng vang lớn thế nhưng lại không ngờ tiếng vang lại lớn như vậy chủ tịch thạch bây giờ đang nổi tiếng chỉ sợ là có thể lấn án được cả bí thư nhất phong bí thư vương có phải là có chút hối hận không thực tế nếu anh tự mình đi bây giờ người đó phải là anh lý quý niên nhìn gương mặt tươi cười của vương tử quân rồi khẽ nói vương tử quân khoát tay áo nói điều này tôi không hối hận con người của tôi tự hiểu lấy mình cho dù tôi đi giúp người đòi lại tiền công chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy vương tử quân nói đến đây thì dùng giọng ung dung nói dù sao lực ảnh hưởng của chủ tịch tỉnh cũng lớn hơn một vị bí thư thị ủy rất nhiều. Lý Quý Niên nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại suy đoán ý nghĩ của bí thư Vương. Lúc này lòng kính nể của hắn với Vương Tử Quân càng tăng thêm một phần. Cũng không phải là sợ hãi Vương Tử Quân, chẳng qua hắn nể sợ thủ đoạn của bí thư Vương. Hắn dù là chủ tịch thành phố La Nam, hắn cũng không ngờ một sự việc giúp đỡ dân công nhận tiền lương lại được Vương Tử Quân xử lý đẹp đẽ như vậy. Vương tử quân cảm ứng được ánh mắt của chủ tịch Lý Quý Niên, tuy hắn thấy nhưng cũng không thể nói mình đứng trên vai của người khổng lồ, thế cho nên chỉ có thể giả ngu mà thôi. Thật ra vừa rồi Lý Quý Niên nói cũng không hoàn toàn là sự thật, thế nhưng nếu vương tử quân tự mình ra trận thì hiệu quả cũng không sai, cũng xem như có được một thành tích tốt. Nhưng vương tử quân không hối hận vì không có chút thành tích như vậy, cũng không phải hắn không ngờ bây giờ chủ tịch thạch có được thành tích cao độ, chỉ là hắn không muốn làm. Hắn biết rõ nếu nói ra với chủ tịch Thạch Kiên Quân, lãnh đạo tỉnh có lực ảnh hưởng lớn sẽ càng được nhiều người chú ý, càng đẩy mạnh phương diện coi trọng nông dân của chính quyền. Vương Tử Quân không phải không có tư tâm, nhưng nghĩ đến những người dân công vất vả nửa năm không lấy được tiền lương như quách kim lương, cuối cùng thậm chí xấu hổ không dám về quê gặp vợ con, hắn thật sự không nuối tiếc khi ném sự việc vào trong tay Thạch Kiên Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng có tư tâm, đó chính là nếu chủ tịch Thạch có thể tăng lực ảnh hưởng của bản thân như vậy sẽ xuất hiện thế cục hài hòa trong tỉnh Sơn Nam. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Lý Quý Niên nói một tiếng mời vào, Khương Long Cương từ bên ngoài đi vào. Bí thư vương, là điện thoại của chủ tịch Thạch. Khương Long Cương có chút sốt ruột đưa điện thoại đến trước mặt vương tử quân rồi gấp gáp nói. Tuy bản thân Khương Long Cương là người khá trầm ổn, thế nhưng đối mặt với điện thoại của chủ tịch tỉnh, hắn thật sự không giữ được bình tĩnh. Dù sao đây cũng là chủ tịch tỉnh tự mình gọi điện thoại đến, hắn chỉ là một thư ký nho nhỏ của bí thư thành phố, được nói vài lời với chủ tịch tỉnh, căn bản cũng đủ kích động rồi. Chào chủ tịch Thạch, tôi là Vương Tử Quân, lúc này ngài gọi điện thoại cho thuộc hạ, ngài có gì cần phân phó cho thuộc hạ đi làm sao? Vương Tử Quân vừa tiếp nhận điện thoại vừa cười tủm tỉm nói. Âm thanh của Thạch Kiên Quân truyền đến từ phía bên kia, hắn cười ha hả nói. Bí thư Tử Quân, tôi thật sự có chút chuyện cần nhờ cậu xử lý, đó là tối nay muốn ăn món sủi cảo ở khách sạn Long Sơn, muốn cậu sang góp vui. Thạch Kiên Quân tuy nói không rõ ràng nhưng thực tế lại có ý mời khách. Vương Tử Quân cười cười nói. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp, sẽ để cho khách sạn Long Sơn làm món sủi cảo tốt nhất để chờ lãnh đạo đến nhấm nháp. Ha ha ha, được rồi, cũng không cần cậu phải nói, nếu không người ta sẽ nói một chủ tịch tỉnh như tôi đang nương nhờ cậu tôi đã sắp xếp xong rồi, 2 giờ sau chúng ta gặp mặt ở khách sạn Long Sơn. Thạch Kiên Quân cười ha hả nói, hảo cảm với Vương Tử Quân chờ tăng tiến vài phần. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân trò chuyện điện thoại vui vẻ với Chủ tịch Thạch Kiên Quân, trong lòng càng bùng lên hương vị khác. Dù lãnh đạo nói Vương Tử Quân đến cùng ăn, thế nhưng đây rõ ràng là Chủ tịch Thạch mời cơm bí thư Vương. Tất nhiên đây không phải là một bữa cơm đơn giản, rõ ràng là lãnh đạo muốn cảm tạ Vương Tử Quân vương tử quân là một vị bí thư thị ủy thế nhưng chủ tịch thạch phải tự mình gọi điện thoại mời cơm không phải quá mạnh mẽ sao lý quý niên là chủ tịch thành phố hi hi đừng nói là chủ tịch thạch mời cơm ngay cả cơ hội mời cơm chủ tịch thạch cũng không có nhưng biết oán ai được không phải là tự mình không có bản lĩnh sao khi lý quý niên đang thầm ai oán cho chính mình chợt nghe vương tử quân nói chủ tịch lý hôm nay chúng ta đổi chỗ chủ tịch thạch mời chúng ta đi ăn sủi cảo Hi hi, cũng không nên khách khí, chúng ta nên ăn một bữa thả cửa, chỉ như vậy mới có thể cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo với thành phố La Nam chúng ta. Bí thư vương, ngài nên đi một mình thì hay hơn, tôi đi chỉ sợ chủ tịch thạch sẽ mất hứng. Lý Quý Niên tuy rất muốn đi nhưng ngoài miệng lại từ chối. Vương tử quân nhìn bộ dạng của Lý Quý Niên, hắn khoát tay nói. Chủ tịch Thạch là người bình dị gần gũi, hơn nữa nếu anh Lý không có gan ăn sủi cảo với lãnh đạo, như vậy sao có thể đi tìm lãnh đạo kéo hạng mục. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi gặp chủ tịch thạch. Vương tử quân vừa nói vừa kéo tay Lý Quý Niên. Bí thư vương, tôi sợ chủ tịch thạch. Lý Quý Niên còn chưa nói xong thì vương tử quân đã cười nói. Không sao, mọi chuyện đã có tôi. mươi 799, dân gian khốn khổ. Gió mùa đông liên tục thổi ù u, u ngoài cửa sổ, nhưng những luồng gió như vậy căn bản không thể nào xua đi cảm giác ấm áp ở khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, nơi đây vẫn ấm áp như mùa xuân. "Chị, chị xem phim gì mà mê mẩn như vậy?" Người gõ cửa đi vào chính là thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ, hắn nở nụ cười sáng lạn nói với chị Lữ là phu nhân của Hào Nhất Phong đi ra mở cửa. Chị Lữ là cán bộ cục thủy lợi tỉnh, bây giờ là chủ tịch công đoàn cục thủy lợi. Nhưng những năm gần đây nàng là người có lực ảnh hưởng mạnh nhất cục thủy lợi, tuy rất ẩn nhẫn rất ít khi nhúng tay quản lý sự việc gì, thế nhưng có nhiều chuyện dù là cục trưởng cục thủy lợi cũng phải đến trưng cầu ý kiến của nàng. Nếu nói về cấp bậc thì chị Lữ là cấp phó giám đốc sở, nhưng dù là những vị thường ủy tỉnh ủy cấp phó bộ như quan vĩnh hạ gặp mặt nàng đều phải tươi cười cúi chào, dù sao thì nàng cũng có một thân phận khác chính là vợ của bí thư tỉnh ủy hào nhất phong. Chị Lữ khá quen thuộc với quan vĩnh hạ. Dù sau khi quan Vĩnh Hạ còn là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh thì đã thường xuyên đến nhà hào Nhất Phong. Bây giờ thấy người đến là Quan Vĩnh Hạ thì chị Lữ cười nói. Còn là gì nữa, xem vài bộ phim cũ mà thôi, bây giờ tôi thật sự cảm thấy không hợp với những bộ phim mới quay mới chiếu. Quan Vĩnh Hạ cười ha hả nói. Bây giờ tôi cũng không xem phim truyền hình, à, tôi nhớ đài truyền hình tỉnh còn không ít những bộ phim cũ, tôi sẽ cho bọn họ đưa đến cho chị, chị dùng đầu VCD xem là được. Cũng phải cảm tạ anh Quan, những ngày qua có chút buồn chán. Người ta đến Tết là vội vàng về nhà sum họp, thế nhưng hai người chúng tôi lại liên tục về muộn. Chị Lữ cực kỳ cảm thấy hưởng thụ vì những lời nịnh bợ của Quan Vĩnh Hạ, sau khi nghe thấy đối phương nói như vậy thì nụ cười trên mặt càng tươi sáng hơn. "Chị Lữ, chúng ta đều là người hành chính sự nghiệp, ngài ở nhà cũng xem như có một nửa quân công. Cô nhà tôi thật sự rất hâm mộ chị, nói rằng chị thật sự có phúc, hai tiểu tử nhà tôi chỉ cần được một nửa như Đại Minh thì thật sự quá tốt rồi." Quan Vĩnh Hạ vừa nói vừa nhìn lên lầu. Chị Lữ thấy rõ động tác của Quan Vĩnh Hạ, nàng cười cười nói: Anh ấy ở bên trên cũng không biết đang làm gì. Quan Vĩnh Hạ nói thêm hai câu với chị Lữ, sau đó cất bước lên lầu. Hắn rất quen thuộc nhà Hào Nhất Phong, thật sự không kém so với nhà mình, thế nên chỉ sau vài bước đã đi đến cửa phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ còn chưa gõ cửa thì nghe bên trong vang lên âm thanh TV. Đó là một chương trình đón xuân của đài truyền hình địa phương. Đầu óc Quan Vĩnh Hạ nhanh chóng vận chuyển, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, không phải là Bí thư Nhất Phong đang tính toán chuẩn bị gì đó vào dịp Tết đấy chứ? Quan Vĩnh Hạ được Bí thư Hào Nhất Phong tín nhiệm, được đề bạt làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên hắn là người có tài cán không nhỏ. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng, đó là hắn cực kỳ nắm chắc tâm tư của Hào Nhất Phong, chú ý hốt thuốc đúng bệnh. Trong quan trường cực kỳ chú ý tính hợp ý đây chính là một lời tuyên bố cho kinh nghiệm quan trường, quan vĩnh hạ dựa vào nó để theo sát tiến độ của bí thư Hào Nhất Phong, biến thành một người không bao giờ ngã đổ trong phe phái chính trị của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong muốn làm gì thì quan vĩnh hạ phải là người tiến lên đón ý hùa theo, đây chính là điều mấu chốt để Hào Nhất Phong căn bản không rời khỏi thư ký trưởng quan vĩnh hạ. Quan vĩnh hạ suy đoán tâm tư của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó hắn bắt đầu gõ cửa phòng làm việc của bí thư Nhất Phong. Bình thường hắn chỉ gõ hai tiếng, đây là thói quen tu dưỡng nhiều năm, cũng là một phương diện ăn ý giữa hắn và Hào Nhất Phong. Hai tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Quan Vĩnh Hạ cho Hào Nhất Phong biết mình đã đến, càng không dám quấy rầy ý nghĩ của bí thư Nhất Phong. Nửa phút trôi qua, âm thanh tivi vẫn liên tục vang lên trong phòng, nhưng Quan Vĩnh Hạ còn chưa được nghe hai tiếng mời vào quen thuộc, cánh cửa khép hờ vẫn dựng lên chắn giữa hắn và bí thư Nhất Phong. Không phải là bí thư Nhất Phong có ý kiến gì với mình đấy chứ? Trong đầu quan vĩnh hạ chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó hắn nhanh chóng xem xét lại những hành vi gần đây của mình. Sau khi xác định mình căn bản không có gì không ổn, lúc này hắn mới thầm hít vào một hơi, sau đó tiếp tục gõ cửa. Quan vĩnh hạ vẫn không dùng lực quá lớn, hơn nữa vẫn chỉ gõ hai cái. Nhưng một phút trôi qua mà giọng điệu quen thuộc vẫn chưa vang lên. Quan vĩnh hạ chợt sững sờ, trong lòng thầm nghĩ không phải là hào nhất phong xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, hắn dùng sức gõ cửa đi vào. Khi Quan Vĩnh Hạ đi vào trong phòng, Hào Nhất Phong chợt từ trong trầm ngâm giật mình tỉnh lại. Lão dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Quan Vĩnh Hạ, sau đó sờ lên đầu nói: "Vĩnh Hạ đến à, mời anh ngồi." Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong, hai hàng chân mày giãn ra, hắn cười cười xấu hổ nói: "Bí thư Hào, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ." "Không, vừa rồi suy nghĩ chút chuyện, thật sự có chút xuất thần." Hào Nhất Phong nói rồi cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, nhưng đúng lúc này trên màn hình xuất hiện gương mặt Thạch Kiên Quân. Tỉnh Sơn Nam đã phát đi văn kiện đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công nông dân, đặc biệt là cho ra chỉ thị quan trọng về phương diện tiền lương của nông dân vào thành phố làm công. Chủ tịch Thạch đã bày tỏ rất rõ ràng, lợi ích của quần chúng là không nhỏ, không được có bất cứ thứ gì xúc phạm đến phương diện này. Lúc đầu Quan Vĩnh Hà cũng không quan tâm đến nội dung của TV, nhưng khi nhìn vào động tác của Hào Nhất Phong và hình ảnh của Thạch Kiên Quân trên TV, ánh mắt hắn cũng đã nhìn chầm chầm vào TV, cũng chăm chú nghe nội dung. Trên màn hình TV là hình ảnh Thạch Kiên Quân đang giúp một người nông dân tên là Quách Kim Lương đi đòi tiền lương, hình ảnh rất chất phác, lại càng đặc tả chi tiết về Thạch Kiên Quân. Quan Vĩnh Hạ lúc này đã hiểu lãnh đạo đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn biết rõ nếu lãnh đạo không đề cập đến thì mình tốt nhất là cũng đừng tự cho là mình thông minh bản tin chỉ chiếm cứ thời lượng một phút, ngay sau đó Hào Nhất Phong đã tắt bản tin. Sắp đến Tết và quan tâm đến tiền công của công nhân, điều này rất quan trọng, cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhân tâm. Hào Nhất Phong khẽ đặt điều khiển từ xa xuống rồi khẽ nói. Quan Vĩnh Hạ không nói theo lời Hào Nhất Phong, hắn trầm ngâm một lát, lúc này mới nói. Bí thư Hào, tôi cảm thấy khi áp dụng một vài chính sách, Chủ tịch Thạch cũng nên đặt tỉnh ủy lên hàng đầu, Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn của quan Vĩnh Hạ, lão cười ha hả nói. Vĩnh Hạ, anh cần phải rèn luyện thêm ở vài phương diện, tôi cảm thấy cái nhìn của anh chỉ có một mặt mà thôi. Quan Vĩnh Hạ xoa xoa tay gật đầu nói. Bí thư Hào nói rất đúng, tôi suy nghĩ quá hẹp, cần phải sửa chữa lại ở phương diện này. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 87